Đông Vô Mệnh, ngươi đi ra ngoài cho ta, ngươi có nghe hay không? Lão gia hỏa, nếu như ngươi không ra, ngươi có tin ta đốt cái ổ này của ngươi hay không? Ngươi mau đi ra cho ta. Ta trở về rồi, tiểu tử trở về rồi. Lão gia hỏa, ngươi mau chui ra đây cho ta. Lục Lâm Thiên lớn tiếng hét với cái bia mộ kia, ánh mắt ngày càng bi thống. Ca ca, sư phụ không còn hài cốt, trong mộ này cũng nhưng mà một ít y phục bình thường của sư phụ và những vật người thích. Đây nhưng mà ngôi mộ chôn di vật và y phục của người. Sư phụ chết thật thê thảm. Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, mắt nhìn bia mộ, nước mắt không nhịn được tuôn ra. Lão độc vật, người chết thật thê thảm, thù của người ta và lão đại nhất định sẽ báo cho ngươi. Ánh mắt Tiểu Long lúc này cũng ướt át, tình cảm của hắn và Đông Vô Mệnh cũng vô cùng tốt. Đáng hận. Nghe vậy thân ảnh Lục Lâm Thiên run lên, ánh mắt đỏ hồng, đột nhiên xoay người quỳ một chân xuống mặt đất, tay nện một quyền xuống phái dưới. Phanh. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng, mặt đất run rẩy, vài ngọn núi khổng lồ phía xa xa run rẩy, lay động, từng khe nứt lan tràn. Tiếp đó lập tức sụp đổ. Phanh phanh. Vài ngọn núi khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất rung chuyển, đá lớn bắn tứ tung. Một màn rung động này không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin được, đồng thời khó có thể rung động, tim đập nhanh được. Mà cảnh tượng như vậy, chúng cường giả đứng trước mộ cùng với mấy vạn đệ tử phi linh môn phía xa cũng không có lên tiếng, tất cả đều lặng lặng đứng nguyên một chỗ. Lục Lâm Thiên quỳ một chân lên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn tấm bia mộ trước mắt, ánh mắt đỏ hồng, nói. Đông lão vẫn lạc trong tay kẻ nào? Trưởng môn, đã điều tra ra, là phi kiếm tôn giả của thiên kiếm môn, tu vi chuẩn đế. Đông lão vẫn lạc trong tay người này. Trong đáp người, Diệp Mỹ nói. Sư đệ, lão độc vật lưu lại di ngôn cho đệ. Thân ảnh sát phá quân đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía sát phá quân, di ngôn của đông lão, hắn há có thể không nghe. Tiểu tử. Rốt cuộc ta cũng không thể ra sức cho phi linh môn, chờ ngươi đi ra. Sau khi ngươi đi ra, nhất định phải báo thù cho ta. Sát phá quân nhìn Lục Lâm Thiên, đem những lời nói cuối cùng của Đông Vô Mệnh nói ra cho Lục Lâm Thiên nghe một lần. Nghe vậy ánh mắt Lục Lâm Thiên ngày càng âm trầm, càng ngày càng đỏ, trong ánh mắt đỏ hồng còn mang theo kim quang lập lòe. Cùng lúc, quanh thân bắt đầu có một cỗ kim quang nhàn nhạt lan tràn. Thiên kiếm môn. Một tiếng rít như sấm vang vọng, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng dậy, kim quang quanh thân đại thịnh. Cả phiến thiên địa đột nhiên tràn ngập kim quang, vô số kim quang lũ lượt kéo tới. Siêu! Không gian lập tức run lên, kim quang phóng lên trời, cả không gian thiên địa giờ phút này trong sát na vang lên tiếng nổ, kim quang đại thịnh chiếu rọi. Trong thiên địa bao la, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra tạo thành một cái khe lớn, từng đạo quang mang màu vàng từ trong khe nứt bắn ra. Trong nháy mắt, cuồng phong rít gào trong thiên địa, kim quang đại thịnh lập tức bao phủ không gian. Kim quang rực rỡ che khuất bầu trời mang theo khí tức lạnh lẽo mà sắc bén. Ngoài không gian kim quang, phong vân biến sắc, thiên địa bắt đầu lờ mờ. A hát! Lục Lâm Thiên giận, hai mắt đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng gầm một tiếng giận dữ tựa như sấm sét cuồn cuộn truyền ra. Tiếng rít gào vang vọng không ngừng, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng. Tiếng gầm gừ này khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ bi thương, tim như bị đao cắt. Tiếng gầm gừ vang vong, giờ phút này âm thanh vang vọng trong thiên địa không phải là âm thanh đau đớn từ nội tâm, giống như là tự dưng trong lòng tự nhiên thống khổ, bi ai, buồn bã. Trong phi linh môn, giờ phút này dưới âm thanh bi thống này, tất cả người trong phi linh môn lập tức cảm thấy lòng đau như cắt, ruột gan nứt từng khúc. Đám người Lục Tâm Đồng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tiểu Long, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Diệp Mỹ, Diệp Phi bắt đầu bi thương. Tiếng rít vang vọng, chấn động nhân tâm vang vọng không ngừng. Người này quá kỳ quái, người chết là thân nhân của hắn hay sao? Dưới tiếng rít này, đôi mắt xinh đẹp của mẫu đơn khẽ đảo, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếng rít gào bi thống này không ngờ có thể làm ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng. Người chết so với thân nhân còn thân hơn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh chuyển động, hàn ý trong mắt bắn ra. Đông Vô Mệnh nàng cũng biết, là một lão độc vật trong nóng ngoài lạnh, nàng cũng rất quý mến. Ầm ầm, tiếng rít gào vang vọng, bên trong kim quang trên không trung bắt đầu có tiếng sấm minh. Trong không gian tràn ngập kim quang đột nhiên có vô số mây đen dày đặc kéo tới. Xen lẫn tiếng sấm minh vang vọng,
lúc này thiên địa bắt đầu lờ mờ, mặt đất lắc lư, mặt nước lập tức cuồn cuộn. A hát, tiếng rít gào bi thống lan truyền ra, cuồn cuộn không dứt, ở trong không gian lờ mờ không có ánh sáng lúc này chỉ có một mình Lục Lâm Thiên ngẩng đầu mà đứng, kim quang toàn thân giống như mặt trời lên cao, phóng ra kim quang khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Thuộc tính kim trong cả phiến thiên địa lúc này chấn động, cuồn cuộn không dứt kéo tới không trung. Giờ phút này cổ vực run rẩy, mặt đất lay động, cả không trung phong vân biến sắc. Trên đại lục Linh Vũ, tiếng sấm minh vang vọng không dứt, trên Đông Hải, hải vực trong chốc lát cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Tổ Yêu Lâm ở phía nam, Linh Hoàng Nhai ở phía bắc, vạn thú rít gào, trong mọi mật địa, khí tức bắt đầu run rẩy bất định. Giờ phút này thủy triều trên đại lục bỗng nhiên tăng mạnh, cuồng phong rít gào, trong không gian, khí tức sắc bén lạnh lẽo thẩm thấu vào trong thiên địa. Nhất thời, trong thiên địa, mọi đế giả đều đứng trên hư không, ánh mắt rung động. Dị tượng thiên địa, tên này chỉ giống lên một tiếng mà có thể tạo thành dị tượng thiên địa. Mẫu đơn nhìn dị tượng thiên địa trên không trung, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng quá mạnh a. Ba ngày sau, Lục Lâm Thiên ta thể sẽ huyết tẩy thiên kiếm môn, chó gà không tha, người nhúng tay vào chuyện này giết không tha. Trong không gian gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa, một âm thanh bi phẫn, đau lòng vang vọng trong thiên địa, vô số cường giả đều có thể nghe thấy rõ ràng. Âm thanh bi thống vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa này, vô số đế giả nghe vậy lập tức biến sắc. Trong chốc lát, trong thiên địa này cũng có vô số người biết được Lục Lâm Thiên đã thoát khốn khỏi hư không bí cảnh. Lâm Thiên đi ra rồi, không ngờ lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ta đi xem một chút. Trên một ngọn núi trong Thánh Linh Giáo, ánh mắt Kim Lang Đại Đế khẽ biến đổi. Trong sơn mạch vô tận, trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp phóng tới, đôi chân nhỏ dài, bờ mông no tròn, ngạo nghễ, ngũ quan tinh xảo, làn da cực kỳ trắng nõn. Bộ dáng này trong vẻ đáng yêu lại mang theo vẻ vũ mị, đầu đội duy băng, mặc y phục năm màu bao phủ thân thể linh lung, bay bổng. Nữ tử tuyệt mỹ này thì thào nói, thân ảnh lập tức lóe lên, sau đó biến mất tại chỗ. Trong dị tượng thiên địa, cả phi linh môn gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng, sự bi thương bao phủ cả phi linh môn, chúng đệ tử dưới khí tức này không khỏi cảm thấy bi thương. Phanh! Lục Lâm Thiên dứt lời, hai đầu gối lập tức quỳ xuống trước mộ, hai mắt ngơ ngác nhìn bia mộ, không trung lúc này mới yên tĩnh trở lại, dị tượng thiên địa, gió nổi mây phun lúc này mới dần dần biến mất. Lâm Thiên, đứng lên đi. Thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Oánh tiến lên bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Oánh tỷ, ta không sao, ta muốn ở cùng Đông Lão. Lục Lâm Thiên nói, hai mắt chăm chú nhìn vào tấm bia mộ. Thù của Lão gia hỏa phải báo, thế nhưng hiện tại Lam Linh còn bị Vạn Thú Tông giam giữ trong Vạn Thú Tông, Phi Linh Môn cũng có không ít chuyện cần xử lý. Trước tiên ngươi nên xử lý những chuyện này đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Oánh tỷ, ta biết, ta ở cùng Đông Lão một lát. Lục Lâm Thiên nghe thấy Lam Linh bị Vạn Thú Tông bắt, ánh mắt lóe lên bất định, cánh tay khẽ phất, đem tất cả bảo vật chung quanh thu hồi vào trong nhẫn chữ vật giao cho Nam Thúc rồi nói. Nghĩa phụ, những vật bên trong nghĩa phụ thấy thích hợp với ai thì cứ phân chia cho người đó. Dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn vào tấm bia mộ, miệng nói với tất cả mọi người sau lưng. Tất cả lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Hai ngày sau, tất cả người có tu vi xuất cấp trở lên đi theo ta tới Vạn Thú Tông một chuyến. Lão đại, đệ trở về trước một chuyến. Quang mang trên mi tâm của Tiểu Long lóe lên, ánh mắt khẽ biến ảo. Tiểu Long, có một ít chuyện tứ đại hoàng tộc cũng không thể nhúng tay vào bên trong. Đệ không nên làm bọn họ khó xử, lần này tự chúng ta xử lý là được. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Tiểu Long, tâm tư của Tiểu Long Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ. Đối phó với Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn, đồn rằng hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Vậy thì để ở lại, chúng ta ở cùng một chỗ. Tiểu Long gật đầu. Tất cả lui ra, để cho ta ở cùng với Đông Lão một lát. Lục Lâm Thiên khoát tay với đám người phía sau, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Tất cả mọi người lui xuống trước. Nam Thúc phất tay rồi nói. Tất cả người có tu vi tôn cấp cùng với cường giả yêu đường cấp độ bát giai theo ta đi tới đại điện một chuyến. Nam Thúc dứt lời, đệ tử Phi Linh Môn lập tức nhẹ giọng đáp một tiếng rồi rời đi, ai cũng không dám quấy rầy trưởng môn. Sát phá quân, Hắc Vũ,
Cực Lạc Tam Quỷ đứng một lát rồi cũng đi tới đại điện. Cuối cùng chỉ còn quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh đứng trước bia mộ. Một lát sau, trước mộ của Đông Vô Mệnh ở Hậu Sơn cũng chỉ còn một mình Lục Lâm Thiên. Lặng lặng nhìn bia mộ, Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như đang nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hắn khẽ nói. Đông lão, sao người có thể đi như vậy cơ chứ? Không có người sẽ không có Phi Linh Môn, không có người cũng không có ta như hiện tại. Lúc trước ta lừa người gia nhập Phi Linh Môn, ta đã từng đáp ứng với người, trong vòng 10 năm, sẽ cho người nhìn thấy một Phi Linh Môn không giống như trước, tiểu tử ta đã làm được. Tại sao người lại đi sớm như vậy? Người cam lòng bỏ Oánh Tỷ sao? Cam lòng bỏ Tâm Đồng sao? Còn có Phi Linh Môn, ta biết Phi Linh Môn cũng là tâm huyết của người a, người cứ như vậy mà giao cho ta sao? Lục Lâm Thiên thì thào nhìn bia mộ nói, vẻ mặt ảm đạm, những năm này trong lòng của hắn đã coi Đông Vô Mệnh là thân nhân, sau khi nhìn thấy Đông Vô Mệnh lần đầu tiên trong Sơn Mạch Vũ Đô, sau đó gia nhập Phi Linh Môn cho tới bây giờ, Lục Lâm Thiên luôn coi Đông Vô Mệnh giống như cha mình, tuy rằng trong lòng hắn đã sớm tha thứ cho Lục gia, cho Lục Trung. Thế nhưng nếu nói trong nội tâm Lục Lâm Thiên, người giống như phụ thân, nếu tính phương diện huyết thống tự nhiên là Lục Trung. Thế nhưng trong lòng, Lục Lâm Thiên lại nghĩ tới Đông Vô Mệnh đầu tiên. Hắn phất tay xuất ra một bầu rượu cùng với hai chiếc chén, rót đầy một chén đặt trước mộ, Lục Lâm Thiên thì thào nói. Đông lão, đã lâu rồi chúng ta không uống với nhau rồi trò chuyện. Những năm này ta chạy ngược chạy xuôi, thời gian nói mấy câu với người cũng không có, người có trách ta hay không? Tự rót rồi uống một mình, Lục Lâm Thiên thì thào nói. Nếu tính từ lần chúng ta uống rượu nói chuyện cuối cùng chỉ sợ đã rất lâu rồi a. Có một ít chuyện hiện tại mới cảm thấy hối hận, ngay cả nhìn mặt người lần cuối ta cũng không nhìn được. Ta hối hận, thế nhưng hối hận thì làm được gì? Người đã đi rồi, những năm này ta biết rõ người rất khổ sở, cũng tốt, hiện tại người có thể an tâm nghỉ ngơi dưới suối vàng, trên này đã có ta, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, có lẽ người đã biết Tâm Đồng đột phá thành đế. Đệ tử mà người tự tay dạy dỗ ra, không dưới bất luận một hoàng tộc nào. Người thật lợi hại, về sau trên đại lục này còn có ai dám xem thường Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh nữa. Trên đỉnh núi xa xa, Bạch Linh khoanh chân ngồi, lặng lặng nhìn nam tử áo xanh kia. Bạch Linh muội muội, Lục Lâm Thiên giận dữ quả thực đáng sợ a. Thiên kiếm môn kia ta cũng biết một chút, dường như thực lực không kém a. Con mắt màu đỏ của Bạch Linh khẽ nhúc nhích, hỏi Bạch Linh. Có phải ta phải gọi ngươi là mẫu đơn tỷ tỷ hay không? Dường như chúng ta cũng không hơn kém lớn như vậy nha. Bạch Linh nhìn mẫu đơn, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, giống như cự tuyệt người khác cách xa ngoài ngàn dặm. Mẫu đơn khẽ thở dài, nhìn Bạch Linh bất đắc dĩ nói. Ta nói này Bạch Linh muội muội, ta so với muội lớn hơn, đột phá đế cấp cũng sớm hơn muội. Gọi muội một tiếng muội muội cũng không tính là chiếm tiện nghi của muội. Tại sao vẻ mặt lạnh như băng này chỉ một mình ta chịu là sao? Ngươi có thể cách xa ta ra một chút. Bạch Linh khẽ nhướng mày rồi nói. Được rồi, ta đi dạo một lát, thế giới bên ngoài quả thực so với bên trong kia còn tốt hơn nhiều. Mẫu đơn dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lá rụng, sắc trời dần dần bị màn đêm bao phủ, gió đêm mang theo hàn ý. Trong Phi Linh Sơn Mạch, lá khô héo úa rơi xuống. Chỉ còn lại thân cây ngạo nghễ đứng thẳng, cành cây chập chờn trong gió đêm. Trên vòng trời, ánh trăng ảm đạm, trên trời cao xuất hiện mấy ngôi sao lờ mờ, ánh trăng nhàn nhạt. Bạch Linh khoanh chân ngồi đó, nhìn chăm chú vào những bông tuyết đang rơi lả tả trong màn đêm. Váy dài phiêu động, cánh tay ngọc vươn ra khỏi ống tay áo bắt lấy một bông tuyết trong màn đêm, bông tuyết lập tức hóa thành một vệt nước trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Nắm chặt bàn tay lại. Bạch Linh nhìn chăm chú vào nam tử áo xanh đang quỳ gối trước bia mộ đằng xa, đôi mắt xinh đẹp vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng uy nghiêm như trước đó. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh lúc này lại không giống bình thường, dường như đang do dự một lát vẫn cố nhịn không đi tới quấy rầy nam tử áo xanh kia. Lục Lâm Thiên đi ra rồi. Trong đình viện tinh xảo, ánh mắt Tử Yên chớp động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ba ngày sau huyết tẩy thiên kiếm môn. Tên này vừa mới đi ra đã không nhàn rỗi rồi. Lam Thập Tam nói tiếp. Đến lúc đó ta cũng phải đi xem náo nhiệt, ta nhớ lúc trước những sơn môn đánh lén Phi Linh Môn có Lan Lăng Sơn Trang và Vạn Thú Tông A, không?
không biết Lục Lâm Thiên tại sao lại nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Môn. Lan Lăng Sơn Trang dường như còn gần đó hơn một chút a. Tử Yên nói, nếu ta suy đoán không sai, chắc hẳn là vì Đông Vô Mệnh khi trước vẫn lạc trong tay phi kiếm tôn giả của Thiên Kiếm Môn, dùng quan hệ của Đông Vô Mệnh và Lục Lâm Thiên hiện tại, Thiên Kiếm Môn lần này sợ rằng gặp phiền phức lớn rồi. Nghe vậy, Lam Thập Tam lập tức sững sờ, nói. Không ngờ phi kiếm tôn giả của Thiên Kiếm Môn lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Sợ rằng lúc này phi kiếm tôn giả cũng không biết lý do tại sao Lục Lâm Thiên lại nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Môn a. Thiên Kiếm Môn cũng không phải dễ chọc, trong tất cả các sơn môn, thực lực của Thiên Kiếm Môn tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Dương Quá và Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Linh Đế tuy rằng đều đột phá tới đế cấp, thế nhưng dù sao cũng nhưng mà đế cấp nhất trọng mà thôi. Coi như là Lục Lâm Thiên thuộc tính kim đại thành, khống chế thuộc tính kim, thế nhưng cũng nhưng mà đế cấp nhất trọng. Ở trong Thiên Kiếm Môn dường như còn có vị kia tồn tại. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên hiện lên vẻ lo lắng. Ngươi lo lắng cho hắn. Lam Thập Tam mỉm cười, nhìn qua Tử Yên, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Trong lòng ngươi cũng không phải có một người sao, đừng tưởng ta không nhìn thấy. Tử Yên tức giận lườm Lam Thập Tam. Ánh mắt Lam Thập Tam biến ảo, lập tức cười ha hả nói. Ha ha, ta có. Nói trong lòng ngươi có hắn đâu, đây là tự miệng ngươi không đánh đã khai a. Dứt lời, thân ảnh Lam Thập Tam lóe lên, đã biến mất trong đình viện, chỉ lưu lại âm thanh. Ta đi trước, đến lúc đó sẽ đi tới Thiên Kiếm Môn xem náo nhiệt. Màn đêm bao phủ, từng dãy núi liên miên không ngớt, gió lạnh khẽ thổi qua. Trong Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên đi qua đi lại, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ rồi nói. Tiểu tử này vừa ra đã muốn động vào Thiên Kiếm Môn này cũng không dễ chọc a. Tiểu tử này, ta phải đi xem mới được. Thiên Kiếm Môn cũng không dễ chọc, tiểu tử này cũng không thông chi cho tất cả các sơn môn lớn. Ta phải đi xem mới được. Trong Linh Thiên Môn, trong gian phòng ở một đình viện nào đó, Lữ Chính Cường cân nhắc một lát rồi lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng. Trong Phi Linh Môn, vô số cường giả tôn cấp cùng với yêu thú bát giai hội tụ. Mắt nhìn thực lực của mọi người đều có không ít tiến bộ, Nam Thúc đã sớm có chút nghi ngờ, thực lực chỉnh thể đề cao không ít, có chút không bình thường. Dưới sự tự thuật của mọi người, Nam Thúc mới biết được chuyện Thiên Địa Tháp mở ra, tất cả mọi người đều đạt được chỗ tốt trong Thiên Địa Tháp, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng đột phá trong Thiên Địa Tháp. Đối với chuyện Thiên Địa Tháp dường như Nam Thúc cũng biết không ít. Hắn không ngờ tới trong khoảng thời gian mấy năm hắn bị nhốt trong hư không bí cảnh, không có mặt ở ngoài thì Thiên Địa Tháp này đã mở ra. Chư vị, lần này ta và Lâm Thiên đạt được không ít chỗ tốt trong hư không bí cảnh. Tin rằng vừa rồi chư vị cũng đã nhìn thấy. Nam Thúc nhìn mọi người nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt kích động và nóng bỏng. Vừa rồi mọi người đã tận mắt nhìn thấy, bên trong có không ít thần khí thượng cổ. Truyền thừa của đế giả, vũ khí, linh khí thiên cấp, còn có không ít đan dược đế phẩm. Mỗi một thứ đều là trọng bảo mà tất cả mọi người trên đại lục mơ ước, mỗi một thứ đều có thể khiến cho người ta điên cuồng. Mà vừa rồi trưởng môn móc ra một đống lớn. Lâm Thiên để cho ta phân phát những thứ phù hợp cho mọi người. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà hai ngày sau, Lâm Thiên muốn tới Vạn Thú Tông. Tất cả mọi người ở đây cũng không có thời gian luyện hóa bảo vật. Vậy thì đợi sau việc này sẽ phân cho mọi người. Chư vị thấy thế nào? Nam Thúc nói xong. Nhìn qua mọi người rồi hỏi. Mọi người nhìn nhau, tuy rằng Nam Thúc nói có đạo lý, cũng quả thực là như vậy, thế nhưng trước mặt trọng bảo, ai cũng có một chút tư tâm. Nhưng mà Nam Thúc đã nói vậy, mọi người tự nhiên không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Ta thấy cứ như vậy đi, hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa bảo vật. Tất cả đợi sau này rồi tính tiếp, hiện tại tất cả trở về chuẩn bị đi. Huyết cừu 8 năm của Phi Linh Môn hiện tại cũng nên đòi lại từng thứ một. Thánh Thủ Linh Đế nói, mọi người không có ý kiến gì chứ. Hàn Băng Đại Đế nhìn mọi người rồi nói, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Cực Lạc Tam Quỷ lập tức nói, chuyện có lợi dù sao cũng không tránh thoát khỏi đầu bọn họ, cho nên hiện tại cũng không cần phải nóng nảy. Ta cũng không có ý kiến, hai ngày sau sẽ tới Vạn Thú Tông. Ba ngày sau huyết tẩy Thiên Kiếm Môn. Một đống tôn giả của Phi Linh Môn lập tức lớn tiếng nói, huyết cừu 8 năm. Hiện tại rốt cuộc có thể báo thù, 8 năm rồi, bọn họ đã chịu áp lực 8 năm rồi. Lần này nhất định phải thu thập bọn họ cho tốt.
Độc Long khẽ quát, đôi mắt to như chuông đồng đỏ thẫm. Tất cả xuống dưới chuẩn bị đi. Thánh thủ linh đế khua tay nói, phần đông tôn giả cùng với yêu thú linh thú bát giai, cường giả lập tức lui ra. Độc Cô lão đệ, đệ mau nói với ta chuyện mấy năm qua đi. Trong hư không bí cảnh kia rốt cuộc mấy người đã phát hiện ra thứ gì? Một đống lớn bảo vật kia thánh thủ linh đế cũng nhìn thấy, tất cả đều là trọng bảo. Chuyện này khiến cho trong lòng thánh thủ linh đế và Hàn Băng đại đế kinh ngạc. Khi nào ở cùng một chỗ ta sẽ nói, dường như lại có người tới. Ánh mắt Nam Thúc biến đổi, trong tâm thần dò xét của hắn lúc này đã phát hiện ra một ít động tĩnh bên ngoài phi linh môn, sắc mặt kinh ngạc nói. Là hai đế giả. Là nhị đệ cùng với tam đệ của ta. Thánh thủ linh đế lập tức nói. Không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy. Đế giả, bọn họ cũng thành đế sao? Nam Tuy Hatese kinh ngạc không thôi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Động tĩnh vừa rồi Lâm Thiên làm ra cũng không nhỏ, có lẽ toàn bộ đại lục lúc này đều đã biết nó đi ra khỏi hư không bí cảnh. Ánh mắt Hàn Băng đại đế vẫn còn có chút rung động, nói. Không ngờ Lâm Thiên giận dữ lại khiến cho thiên địa dị tượng, quá kinh thiên động địa, không phải là người thường a. Lâm Thiên khống chế thuộc tính kim, được thiên địa chiếu cố, nó vừa mới giận dữ, ký thuộc tính kim trong thiên địa biến hóa. Chuyện này cũng chứng minh phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng nó. Ta thấy, ngay cả Lục Trung cũng không có nặng như Đông Vô Mệnh trong lòng nó. Ánh mắt Nam Thúc cũng rung động, khẽ lắc đầu. Đông Vô Mệnh này ta chỉ gặp qua một lần. Thực lực người này bình thường, thế nhưng lại có thể dạy dỗ ra đệ tử thiên phú mạnh mẽ như Tâm Đồng, còn có trọng lượng như vậy trong lòng Lâm Thiên, người này không phải bình thường. Hàn Băng đại đế nói, Đông Vô Mệnh vẫn là quả thực đáng tiếc, không có hắn và Bạch Oánh, Phi Linh Môn cũng không có như ngày hôm nay nhanh như vậy. Nam Thúc nhìn ra bên ngoài đại điện, vẻ mặt có chút rung động. Đông Vô Mệnh chết, Thiên Kiếm Môn sẽ phải trả một cái giá lớn. Thánh Thủ Linh đế nói, chúng ta cũng đi thôi, hai vị Kim Lang và Bạch Lang đã tới, dường như vị kia của Thánh Linh Cốc cũng tới. Nam Thúc như cười như không nhìn Thánh Thủ Linh Đế nói. Ha ha, chúng ta đi thôi. Thánh Thủ Linh Đế coi như không hiểu ý tứ của Nam Thúc, cười ha hả, cánh tay khẽ phất, lập tức biến mất tại chỗ. Màn đêm bao phủ, ánh trăng lờ mờ, từng dãy núi liên miên không ngớt, tiết trời đầu mùa đông nhìn qua vô cùng tiêu điều. Trong dãy núi có không ít kiến trúc liên miên, diện tích bao la vô cùng. Một quảng trường nguy nga xuất hiện ở phía xa xa, bên trên dường như có một vật chỉ thẳng trời xanh. Người có nghe gì hay không? Nghe nói Lục Lâm Thiên kia đã đi ra, ngay sau đó sẽ huyết tẩy Thiên Kiếm Môn chúng ta. Lục Lâm Thiên đi ra rồi sao? Tên sát thần kia muốn tới Thiên Kiếm Môn chúng ta, phải làm sao bây giờ? Trong Thiên Kiếm Môn, tin tức Lục Lâm Thiên muốn đổ sát toàn bộ Thiên Kiếm Môn lan truyền ra trong đám đệ tử, lập tức cả Thiên Kiếm Môn thần hồn nát thần tính. Bầu trời đêm lờ mờ, những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời, trên ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú về phía xa, bộ váy dài máu tím phiêu động trong gió. Mãi một lúc lâu sau nàng mới thì thào nói. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay sao? Trên Vạn Thú Tông, trong một thạch thất được bảo vệ nghiêm ngặt, toàn thân Lam Linh bị ngâm trong huyết thủy, hai tay bị hai cái khóa sắt màu đen xuyên qua lòng bàn tay, mái tóc dài rối tung, dính đầy huyết thủy, thân thể gầy gò như củ, đã sớm mất đi vẻ tao nhã khi trước. Tất cả các ngươi lui ra đi. Thân ảnh Hồng Vân xuất hiện ngoài thạch thất, quát lui mấy đệ tử Vạn Thú Tông canh gác bên ngoài. Vâng, Tông Chủ. Mấy đệ tử Vạn Thú Tông lập tức cung kính lui ra. Sư tỷ, sư tỷ. Nhìn thấy mấy đệ tử này lui ra, lúc này sắc mặt Hồng Vân mới khẽ đổi, lập tức tiến vào trong thạch thất. Sư muội, hai mắt Lam Linh vô thần, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Sư tỷ, hắn thoát khốn rồi. Hồng Vân nhìn Lam Linh nói. Lâm Thiên đi ra, thật sao? Hai mắt vô thần của Lam Linh lập tức sáng ngời, vội vàng nói với Hồng Vân. Có phải hắn tới Vạn Thú Tông hay không? Muội giúp ta van cầu sư phụ. Không nên làm khó xử Lâm Thiên, Vạn Thú Tông hòa giải với Đế Đạo Minh lúc này còn kịp, ta có thể cầu Lâm Thiên. Ánh mắt Hồng Vân khẽ đổi, nhìn Lam Linh nói. Hắn chưa tới Vạn Thú Tông, mà ba ngày sau muốn huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, có lẽ hắn không biết sư tỷ bị nhốt trong Vạn Thú Tông. Lam Linh sững sờ một hồi, lập tức nói. Không, nhất định hắn sẽ tới,
chỉ cần hắn biết ta ở Vạn Thú Tông, nhất định sẽ tới. Ta tin tưởng hắn. Sư tỷ, nếu hắn đến chẳng lẽ hắn có năng lực làm gì Vạn Thú Tông chúng ta sao? Còn có cả Thiên Địa Minh ở phía sau nữa. Hồng Vân nói. Ánh mắt Lam Linh lập tức ảm đạm, mãi một lúc sau mới nhìn Hồng Vân nói. Sư muội, nếu như chàng tới, làm phiền muội nói cho chàng, Vạn Thú Tông không phải nơi mà chàng có thể tùy tiện tới. Sư tỷ, tỷ kiên trì cho tới hiện tại không phải là muốn hắn tới sao? Tại sao hiện tại lại không muốn? Hồng Vân nói. So với việc đó ta càng không muốn chàng có việc nhiều hơn, nếu như chàng có thể tới thì chứng minh lựa chọn ta là đúng. Cho dù chết ta cũng thỏa mãn. Lam Linh mỉm cười, nụ cười vui vẻ lúc này nhìn qua có vẻ dữ tợn. Sáng sớm, cả Phi Linh Môn đã bị tuyết trắng bao phủ, trong sơn mạch một mảnh trắng xóa, mà bông tuyết vẫn đang không ngừng từ trên trời rơi xuống, cả Phi Linh sơn mạch trắng xóa, gió lạnh thấu xương. Mà kỳ quái là bên trong cổ vực này cũng chỉ có Phi Linh sơn mạch này trắng xóa, nơi khác tuy rằng âm trầm, thế nhưng cũng chưa tới mức có tuyết rơi. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến cho vô số người cảm thấy kỳ lạ. Bạch Linh, chàng không sao đó chứ? Chàng đã quỳ 2 ngày 2 đêm rồi. Trên một đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ, Vân Hồng Lăng mặc trang phục màu xanh, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Trang phục màu xanh bao phủ đường cong động lòng người, vẫn vô cùng hấp dẫn mê người như vậy. Lúc này ánh mắt của Vân Hồng Lăng đang lo lắng nhìn về Lục Lâm Thiên đang quỳ trước ngôi mộ. Đã quỳ 2 ngày 2 đêm không nhúc nhích một chút nào khiến cho nàng cực kỳ lo lắng. Hồng Lăng tỷ, trong lòng Lâm Thiên chỉ bi thương mà thôi. Phân lượng của Đông Lão trong lòng chàng rất lớn, hiện tại chàng còn chưa bỏ xuống được. Cứ để cho chàng yên lặng ở đó là được, chàng không có chuyện gì đâu. Lữ Tiểu Linh nói, trên người mặc một bộ trang phục màu xanh lá gần giống như Vân Hồng Lăng, hai đạo thân ảnh linh lung, mê người tới cực điểm. Lâm Thiên không có việc gì đâu, các người yên tâm đi. Bạch Linh nói, y phục trắng như tuyết lúc này giống như có thể tương dung với bông tuyết ngập trời, giống như khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhân loại này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a? Không ngờ tất cả đều xinh đẹp như vậy. Mẫu Đơn đứng ở bên cạnh, ánh mắt không ngừng dò xét Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh, vẻ mặt nghi hoặc. Trong Phi Linh Môn, tuyết bay ngập trời, tán loạn, mà giờ phút này trên quảng trường Phi Linh Môn từ sáng sớm đã có hơn 1.000 đạo thân ảnh tụ tập, khí tức trên mỗi một đạo thân ảnh đều kinh người, bông tuyết ngập trời rơi xuống tự động tan rã trên không trung. Ngàn người tụ tập tại một chỗ, không có một bông tuyết nào có thể chạm xuống đất. Trong đám người, đi đầu là Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Sát Phá Quân, Bàn Hủy, Xích Viêm, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Độc Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Hỏa Xí Tôn giả cùng chúng cường giả khác. Đám người Lục Tiểu Bạch, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng có mặt. Ngàn người im lặng không nói gì, tất cả lặng lặng đứng đó, trong không trung hoàn toàn yên tĩnh. Mà sau lưng ngàn người này còn có vô số yêu thú linh thú lục giai thu nhỏ lại thân thể, từng cỗ khí tức hung hãn lan tràn ra. Mọi người và chúng thú đều đang đợi, đợi ngày hôm nay tới. Phía hậu sơn, trước mộ của Đông Vô Mệnh, toàn thân Lục Lâm Thiên có một nửa chôn trong tuyết rơi ngập trời. Trong 2 ngày 2 đêm không có nhúc nhích, tuyết ngập tới eo. Trong thời gian 2 ngày này ánh mắt đều ngơ ngác nhìn về phía bia mộ tới xuất thần. Ken két. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng có động tác, tuyết bao phủ nửa dưới thân thể run rẩy rồi tan rã, không gian đang có tuyết rơi chung quanh hóa thành sương mù biến mất không còn tung tích, vô cùng kỳ dị. Giờ phút này mọi người đang chờ ở phía xa, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía hậu sơn. Đông Lão, tiểu tử đi trước, đi Vạn Thú Tông trước một chuyến, Vạn Thú Tông cũng tham dự việc này. Tiểu tử tuyệt đối không thể buông tha cho bọn chúng. Tạp chủng phi kiếm của Thiên Kiếm Môn kia tiểu tử sẽ đích thân mang hắn về. Đánh chết hắn trước mặt người, báo thù cho người. Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức cung kính dập đầu 3 cái trước ngôi mộ. Đông đông đông. Dập đầu 3 cái xong, Lục Lâm Thiên đứng dậy, trường bào màu xanh tung bay, thân ảnh chậm rãi đi tới trước vạn nhân mộ, cúi đầu nói. Huyết cừu của các ngươi từ hôm nay trở đi Lục Lâm Thiên ta sẽ báo cho các ngươi, một người cũng không bỏ qua. Lâm Thiên. Từng đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, đúng là đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Bạch Linh, Tiểu Long. Các nàng cũng tới rồi sao? Lục Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh nở nụ cười áy náy.
nhị nữ hai ngày trước đã theo phụ thân mình là Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đi tới Phi Linh Môn. Nhưng mà hai ngày vừa rồi quả thực hắn không muốn động, bởi vì hắn muốn tĩnh lặng một chút. Đông lão đã chết rồi, người đã chết, thiếp tin rằng đông lão cũng không hy vọng chàng quá bi thương. Thù của đông lão chúng ta sẽ cùng báo. Vân Hồng Lăng nói, Lâm Thiên, đừng quá thương tâm, nhất định đông lão cũng không hy vọng chàng thương tâm như vậy. Lữ Tiểu Linh nói, ta biết rồi, ta không sao đâu. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, Lâm Thiên, lão gia hỏa thấy ngươi làm như vậy, nhất định hắn sẽ cao hứng. Thân ảnh quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, nói. Hôm nay ngươi tới Vạn Thú Tông phải cẩn thận một chút. Oánh tỷ, tỷ đi theo ta chứ. Tất cả những kẻ đối phó với Phi Linh Môn lúc trước, ta sẽ đòi lại toàn bộ. Lục Lâm Thiên nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, huyết cừu như vậy hắn muốn oánh tỷ tự mắt nhìn thấy hắn đòi lại. Tốt, ta đi cùng ngươi, coi như là hắn cùng đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn bia mộ Đông Vô Mệnh sau lưng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, tuy rằng có bi thương, thế nhưng giờ phút này lại mỉm cười. Lão đại, Phi Linh Môn đã chuẩn bị xong. Đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Sĩ Tuyết Sư đi tới. Sư phụ, chúng con sẽ đi báo thù cho người. Ngươi nhìn xem, một người chúng con cũng sẽ không bỏ qua. Lục Tâm Đồng hành lễ trước mộ Đông Vô Mệnh. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên nói, thân ảnh lóe lên, tiếp đó đã xuất hiện cách đó trăm thước. Thực lực Phi Linh Môn xưa đâu bằng nay a. Trên quảng trường Phi Linh Môn, tuyết bay ngập trời vừa rồi lập tức toán loạn. Chẳng biết từ khi nào cả không trung bị mây mù dày đặc bao phủ mặt đất. Ở một góc trên quảng trường, Vân Khiếu Thiên nhìn hơn 1000 cường giả Phi Linh Môn, còn có vô số yêu thú, linh thú, ánh mắt chấn động không thôi. Đã không dưới tất cả các sơn môn lớn. Ánh mắt Lữ Chính Cường cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này Phi Linh Môn, tăng thêm cường giả Thánh Linh Giáo và Thánh Linh Cốc, chỉ riêng cường giả tôn cấp và yêu thú, linh thú bát giai đã có trên trăm. Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão Tu Vi đều đạt tới Vũ Tôn Cửu Trọng Hậu Kỳ và Đỉnh Phong, còn có mấy yêu thú, linh thú bát giai, thực lực tuyệt đối cường hãn. Mặt khác cường giả vương cấp và xuất cấp của Thánh Linh Giáo có mặt ở bên trong cũng có nhân số không ít. Có thể nói hơn 1000 người này bên trong có trên trăm tôn cấp, mấy trăm vương cấp, còn lại đều là xuất cấp. Về phần đế giả, trong lòng Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên lúc này đều hiểu rõ, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Cốc chính là một nhà. Hiện tại đế giả trong ba sơn môn có thể đếm ra được như Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Lâm Thiên, tổng cộng là 8 người. Bên ngoài vẫn luôn đồn rằng Linh Vũ Đại Đế nhưng mà chuẩn đế, thế nhưng lúc này hai người tớ đây đã nhìn thấy Linh Vũ Đại Đế, càng nhận ra đó là khí tức đế giả chân chính, cũng có thể nói ba sơn môn có 9 đế giả. 9 đế giả, đại biểu cho điều gì, trong lòng hai người Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đều rất rõ ràng. Bất luận một sơn môn nào hiện tại, theo bọn họ biết không có một sơn môn nào có đội hình kinh khủng như vậy. Hai người nhìn nhau. Hiện tại thực lực của Phi Linh Môn tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, ai trêu vào Phi Linh Môn tuyệt đối sẽ không dễ chịu một chút nào. Nhưng mà lúc này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường tính toán chỉ có 9 đế giả mà đã quên Tiểu Long, Bạch Linh, Mẫu Đơn, ba người này tuyệt đối là đế giả khủng ố. Siêu! Ngoài quảng trường, trên con đường bằng đá đi thông tới Hậu Sơn, một đạo thân ảnh màu xanh từ từ bước tới. Đạo thân ảnh màu xanh này xuất hiện. Từng đạo khí tức trên quảng trường bắt đầu nổi lên sóng gió. Năng lượng trong phiến thiên địa này bắt đầu chấn động trong lúc vô hình. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh kia. Trên đạo thân ảnh kia lúc này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức chấn động nào. Thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho người ta run run, giống như chỉ cần nhìn một cái là có loại cảm giác muốn phủ phục. Đây chỉ thuần túy là một loại khí tức vô hình, khí tức này giống như tới từ thiên địa, không giận mà uy. Bế nghễ chúng sinh, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác sẽ không tự chủ được mà thuần phục, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Trên quảng trường, lúc này có 6 đạo thân ảnh đứng đầu, chính là Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, 6 cường giả đế cấp. 6 người nhìn qua đạo thân ảnh màu xanh đang chậm rãi đi tới, ánh mắt bắt đầu biến động. Lão già kia, Đoan Mộc Huynh. Các ngươi thu một đệ tử tốt ha.
Hàn Băng Đại Đế thấp giọng nói nhỏ, âm thanh này chỉ có 6 người bọn họ nghe được. Nghe vậy Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế chắp tay mà đứng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ánh mắt Nam Thúc biến ảo, hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Lục Gia, một thanh niên đơn bạc, luôn bị người khác bắt nạt, trong vài năm ngắn ngủi, thế nhưng Tu Vi đã đạt tới tình trạng như hiện tại. Coi như là hắn hiện tại cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Đây là thứ ban đầu mà hắn không thể nghĩ tới. Đời này của ngươi cũng chỉ có một lựa chọn đúng. Thánh Linh Lão Tổ nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên quảng trường, nhìn Thánh Thủ Linh Đế bên cạnh rồi nói. Ai nói? Ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế khẽ đảo, nhìn Thánh Linh Lão Tổ nói. Sao lại không tính tới nàng? Già rồi mà không biết xấu hổ, năm đó làm cái gì ngươi tự mình biết? Thánh Linh Lão Tổ trừng mắt nhìn Thánh Thủ Linh Đế, ánh mắt giống như ngôi sao lúc này lại có chút ngượng ngùng mà vui vẻ, giống như thiếu nữ e thẹn vậy. Quan trọng là bản tính của nó. Nam Thúc nói. Mọi người không nói gì, ánh mắt có chút rung động. Bái kiến trưởng môn. Mắt nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia, hơn ngàn người trên quảng trường hành lễ. Âm thanh mang theo chân khí, linh lực quanh quẩn trên không trung phi linh môn. Từng đạo khí thức hùng hồn lập tức lan tràn ra, cả không gian run rẩy. Lục Lâm Thiên nhìn quảng trường, chắp tay mà đứng, trong mắt bắt đầu có hàn ý lan tràn. Lâm Thiên, thân ảnh Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường lập tức xuất hiện, bọn họ đợi lâu như vậy rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng đi ra. Hai vị nhạc phụ, thứ cho tiểu tế hai ngày nay không tới gặp hai vị nhạc phụ. Lục Lâm Thiên hành lễ nói, ngươi không cần khách sáo, người đã chết, nên bớt đau buồn. Lữ Chính Cường nói, hai người đều hiểu rõ, nhưng mà hai người lại không nghĩ tới, phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng Lục Lâm Thiên lại nặng như vậy. Con biết rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói với hai người Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên. Hai vị nhạc phụ tới Phi Linh Môn không biết là có việc gì. Nghe nói người muốn đi diệt Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông, ta có chút lo lắng, Thiên Kiếm Môn cùng với Vạn Thú Tông không phải dễ đối phó. Đặc biệt là Thiên Kiếm Môn, đây cũng là nguyên nhân lúc trước mà Thiên Địa Minh dốc sức liều mạng cũng phải lôi kéo Thiên Kiếm Môn. Vân Khiếu Thiên nói. Con biết rõ. Thế nhưng mà huyết cừu không thể không báo. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt kiên nghị, giống như sắt thép không có gì có thể lay chuyển, nói. Phi linh môn của con cũng không phải là yếu. Tất cả phải cẩn thận, bằng không ta sẽ thông báo cho tất cả các sơn môn lớn. Sau đó lại xuất thủ một lượt. Lữ Chính Cường nói, đây là chuyện của đế đạo minh, lẽ ra đế đạo minh phải đồng loạt ra tay. Nhạc phụ, chuyện này không cần, đây là thù riêng của phi linh môn. Con muốn đích thân đòi lại. Những sơn môn khác không nên nhúng tay vào, đế đạo minh cũng không cần nhúng tay vào. Lục Lâm Thiên dứt lời, cũng không chần chừ, thân ảnh lóe lên, lập tức lướt lên trên không trung, nói. Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, tất cả người có tu vi xuất cấp trở lên theo ta tới Vạn Thú Tông. Tới Vạn Thú Tông, giết không tha. Báo nợ máu, không lưu lại một người nào. Lục Lâm Thiên dứt lời. Hơn 1000 cường giả phi linh môn, thánh linh giáo, thánh linh cốc trên quảng trường lăng không mà đứng. Từng cỗ sát ý lan tràn ra, hội tụ tạo thành một cỗ khí tức mênh mông, cả thiên địa này lập tức gió nổi mây phun. Uy thế bực này khiến cho chúng đế giả như Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế phải chú ý, vô số cường giả tôn cấp hội tụ, uy thế cũng không yếu. Đặc biệt là đệ tử phi linh môn, áp lực 8 năm cùng với huyết cừu đè nặng trong lòng, lúc này phóng thích ra lạnh lẽo tới kinh người. Đi Vạn Thú Tông cũng có một phần của ta. Còn có ta, Lam Linh coi như là tỉ muội của chúng ta. Đi cứu nàng không được thiếu phần của chúng ta. Lúc này trên không trung có hai đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua, lưu quang thu liếm, hai đạo thân ảnh hiện lên trên không trung. Nữ nhân bên trái có đôi mắt như sao, khí chất lạnh lùng uy nghiêm khiến cho tim người ta đập thình thịch, lại không dám tùy tiện tới gần. Dung nhan tinh xảo khiến cho thiên địa động lòng. Giống như là nữ tử này tới từ 9 tầng trời vậy. Nữ tử bên phải mặc một bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã giống như tự nhiên, dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên tử. Khiến cho vạn vật trong thiên địa phải ảm đạm thất sắc. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp này không phải là nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song thì còn có thể là ai được nữa. Đều là đế giả sao? Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ. Dưới không trung, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh,
Lục Tâm Đồng, Tiểu Long lập tức nhảy lên trên không trung. Hai đế giả, Bạch Linh muội muội, đây cũng là hai nữ nhân của Lục Lâm Thiên sao? Thật là đẹp a. Mẫu Đơn nhìn lên trên không trung, ánh mắt chớp động không ngừng. Lâm Thiên, hoàng tộc không có cách nào nhúng tay vào chuyện ở bên ngoài. Bất quá chúng thiếp cũng tới, thù của Đông lão cũng coi như có một phần của chúng thiếp. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên, giờ phút này khí tức toàn thân khiến cho sinh cơ chung quanh biến mất, miệng mỉm cười thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hủy diệt. Đến vừa lúc, Lục Lâm Thiên nói, trong mắt bắn ra sát ý, hàn ý quanh thân lan tràn ra chung quanh. Đà chủ phân đà Đông Hải Phi Linh Môn, Kim Xà Tôn giả bái kiến trưởng môn. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ ngoài Phi Linh Môn phóng tới, lập tức đi tới trước quảng trường rồi cung kính hành lễ. Tay còn nắm một thanh niên vô cùng chật vật, đây chính là Kim Xà Tôn giả cấp tốc từ Đông Hải tới Phi Linh Môn. Kim Xà Tôn giả, người trong tay ngươi là ai vậy? Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn thanh niên trong tay Kim Xà Tôn giả. Phiền thiết của Khôn Dương Đảo, là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Khôn Dương Đảo, 25 tuổi đã là Vũ Vương nhất trọng. Lần trước Vạn Thú Tông cùng Khôn Dương Đảo đánh lén Đại Địa Vương giả Niếp Phong, Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Linh Vũ Tả Vương Lục Kinh Vân của Phi Linh Môn ta. Sau khi ta nhận được tin tức này, lại thấy phiền thiết này ở bên ngoài cho nên tự mình ra tay, đánh chết hai người của Khôn Dương Đảo, bắt phiền thiết này. Nghe nói trưởng môn thoát khốn quay về cho nên ta đặc biệt mang tới giao cho trưởng môn xử trí. Cự thú tôn giả cung kính trả lời Lục Lâm Thiên. Khôn Dương Đảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, nhìn Kim Xà Tôn giả, lạnh nhạt nói. Kim Xà đà chủ, người cảm thấy nên xử trí người này như thế nào? Giết! Kim Xà Tôn giả nói xong, trong mắt hiện lên sát ý, đứng dậy ném thanh niên kia lên giữa không trung, một cỗ năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo tuôn ra, không gian lập tức nổ tung. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng. Thân thể thanh niên này trong thanh niên nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống phía dưới. Kim Xà đà chủ, người cũng đi theo ta tới Vạn Thú Tông. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt quét qua không trung, nói. Tất cả người có tu vi đế giả tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên dứt lời, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh trên không trung, khí tức tựa như hủy diệt, mênh mông lan tràn ra trên không trung. Siêu siêu. Hơn 1.000 đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, Kim Huyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Kim Xà Tôn giả cố nén sự kích động trong lòng, quang mang quanh thân lóe lên, nhìn qua ánh mắt của Lục Lâm Thiên, hắn biết rõ hắn đã tiến vào trong hạch tâm của Phi Linh Môn. Hắn đặt cược đúng, lúc này thực lực của cường giả Phi Linh Môn hiện tại đủ để quét ngang đại lục. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay. Tử Lôi Huyền Đỉnh hóa thành đạo lưu quang biến mất trong không trung. Giữa không trung, phong vân biến sắc, giờ phút này chỉ còn mười mấy đạo thân ảnh, Lục Lâm Thiên dẫn đầu, phía sau là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mẫu Đơn, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế. Đó là Bạch Linh sao? Cũng là yêu đế a, còn có nữ tử kia nữa. Không ngờ cũng là đế giả. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn qua Bạch Linh và Mẫu Đơn trên không trung, ánh mắt đảo qua 14 đạo thân ảnh trên không trung không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đây là đội hình 14 đế giả a. 14 đế giả, qua biến thái a, Phi Linh Môn không ngờ lại có thể xuất ra 14 đế giả. Giờ phút này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn. Đi! Trên không trung! Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, xé rách không gian trước mặt tạo thành một vết nứt trong gợn sóng, thân ảnh lập tức bước vào bên trong. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mẫu Đơn, Nam Thúc, Tiểu Long, Dương Quá cùng với những người khác xé rách không gian, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Chúng đệ tử đợi trưởng môn chiến thắng trở về. Mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn cùng hét lớn, trong lòng sôi sục. Chỉ tiếc bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào tham dự. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây nhất định sẽ là một trận chiến kinh thiên. Vạn Thú Tông A, Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên nhìn nhau, lập tức vội vã rời khỏi Phi Linh Môn trở về Sơn Môn mình. Lan Lăng Sơn Trang, trong kiến trúc bao la, liên miên vô cùng. Ha ha,
ta đã làm được, rốt cuộc lại làm được. Trong phòng, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, trên giường, Gia Cát Tử Vân đang cười như điên ở trên người một nữ tử toàn thân ló alpha lộ, tâm tình có thể nói là vô cùng tốt. Lan Lăng Sơn Trang hao phí vô số tài lực và nhân lực, dùng lực cả trang rốt cuộc cũng làm cho thứ đó của hắn có thể động lại được. Trên giường, nữ tử ló alpha lộ kia đang phối hợp với Gia Cát Tử Vân, không ngừng run rẩy. Thiếu gia, không tốt, không tốt rồi. Nhưng lúc này ngoài gian phòng, một đạo âm thanh dồn dập truyền tới. Một nam tử trung niên dường như là trưởng lão đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Chuyện gì không tốt, có chuyện gì lớn cũng đừng quấy rầy ta đang hưởng thụ. Gia Cát Tử Vân nói, đang vô cùng hào hứng chuyển động, hiện tại không có bất kỳ chuyện nào quan trọng hơn chuyện hắn đang làm. Lâm Thiên, vừa mới xác định rõ, Lục Lâm Thiên đã thoát khốn, đang ở trong Phi Linh Môn. Đã tuyên bố ra bên ngoài 3 ngày sau phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Vừa rồi trang chủ cũng vì chuyện này mà vô cùng phiền muộn. Đại hán trung niên ngoài cửa nói. Cái gì, Lục Lâm Thiên còn chưa chết? Sao hắn còn chưa chết? Trong phòng, trên khuôn mặt vốn đang cao hứng của Gia Cát Tử Vân lập tức sụp đổ, vốn hắn đã cho rằng Lục Lâm Thiên đã chết, thế nhưng tin tức lúc này đối với hắn lại là đả kích lớn nhất. Thiếu gia, của người lại mềm rồi. Nữ tử ló alpha lồ kinh ngạc nói với Gia Cát Tử Vân, có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Tiện nhân, đi chết đi. Gia Cát Tử Vân giận dữ, lập tức đánh một chưởng vào trên đỉnh đầu nữ tử này. Nữ tử ló alpha lồ kia còn chưa kịp có phản ứng, đã bị Gia Cát Tử Vân trong lúc nổi giận đánh chết. Nghe nói Lục Lâm Thiên cũng sắp huyết tẩy Thiên Kiếm Môn. Làm sao bây giờ, Lục Lâm Thiên cũng không dễ chọc vào, giết người không chớp mắt a. Ra tay không lưu tình một chút nào. Trong 2 ngày này, trong Thiên Kiếm Môn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Câm miệng hết cho ta, Lục Lâm Thiên kia có gì phải sợ. Thiên Kiếm Môn chúng ta bằng vào hắn há có thể làm càn, lăn xuống phía dưới đi. Đám trưởng lão, hộ pháp Thiên Kiếm Môn không thể không ra mặt, chuyện này đã tới tình trạng không có cách nào ngăn lại. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, lòng người sẽ bàng hoàng, đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vạn Thú Tông, một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ, nổi danh với khống thú, đệ tử thân truyền trong môn cơ hồ đều có yêu thú, linh thú tại thân. Thế cho nên đối với đám người tu vi đồng cấp mà nói, thực lực dị thường cường hãn, người bình thường khó có thể trêu vào Vạn Thú Tông. Mà thực lực của bản thân Vạn Thú Tông cũng cực kỳ cường hãn, đồn rằng nội tình của Vạn Thú Tông trong cả tam tông tứ môn cũng nằm ở top đầu. Về phần cụ thể đến mức nào cũng khó mà nói được, cũng không người nào biết được. Thân là một trong những thế lực lớn trong đại lục, vạn năm qua không có ai dám trêu vào Vạn Thú Tông, cũng không có ai dám đi trêu vào. Thân là đệ tử Vạn Thú Tông, đã là một chuyện đủ để tự hào. Nếu nói có người dám đối phó với Vạn Thú Tông, lại đi tới Vạn Thú Tông mà đối phó, nếu nói ra chuyện này nhất định sẽ không có ai tin. Thế nhưng mọi chuyện đều không có việc gì là tuyệt đối. Tất cả đều có khả năng. Siêu siêu. Sáng sớm, ngoài Vạn Thú Tông vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên bên ngoài Vạn Thú Tông lúc này lại xuất hiện gợn sóng. Tiếp đó có 14 đạo thân ảnh xuất hiện. 14 đạo thân ảnh này xuất hiện, phiến thiên địa này lập tức có một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Cả không gian run rẩy, trên mặt đất, không trung, năng lượng trong thiên địa lập tức biến hóa. Siêu. Cùng một lúc, Lục Lâm Thiên khẽ phất tay, từ lôi huyền đỉnh hiện lên. Lôi vân màu tím hội tụ, cả không trung phong vân biến sắc. Từng đạo thân ảnh lập tức từ trong tử lôi huyền đỉnh phóng ra, một cỗ khí tức hùng hậu lan tràn ra phiến không gian này. Cùng thời gian đó, trong Vạn Thú Tông, một đạo khí tức mịt mờ lan tràn, khí tức mịt mờ này người ta khó có thể phát hiện ra, thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên cùng với mấy người bên cạnh nhanh chóng phát hiện ra. Ánh mắt biến đổi, hàn ý trong mắt bắn ra, một cỗ khí tức quanh thân lập tức lan tràn. Cùng với khí tức mịt mờ kia va chạm vào nhau. Siêu. Hai đạo khí tức lặng lẽ biến mất, lúc này hai đạo khí tức va chạm vào một chỗ khiến cho cả không ầm ầm run lên, trong khoảnh khắc xuất hiện một vết nứt trong không gian. Kẻ đến đây là ai? Một âm thanh mang theo khí tức hỗn loạn truyền tới, dường như vừa rồi chịu không ít thiệt thòi. Không cần phải lén lút, Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn tới đây, nợ máu phải trả bằng máu. Trường bào trên người Lục Lâm Thiên tung bay, khí tức cường hãn quanh thân phô thiên cái địa bắt đầu tuôn ra, trên không lập tức gió nổi mây phun. Tiếng gầm cuồn cuộn ở phía chân trời, a! À.
Trong sát na này trong Vạn Thú Tông, vô số đệ tử lập tức ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, có đệ tử bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh. Lục Lâm Thiên không phải muốn đi huyết tẩy thiên kiếm môn hay sao? Tại sao lại tới Vạn Thú Tông ta? Không tốt, Lục Lâm Thiên đến. Trong sát na ngắn ngủi, trong Vạn Thú Tông đã một mảnh hỗn loạn, cây có bóng, người có tên, đối với đệ tử Vạn Thú Tông mà nói, ba chữ Lục Lâm Thiên chẳng khác gì là sấm sét. Chúng cường giả Vạn Thú Tông nghe thấy ba chữ Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh hãi. Nhanh bố trí Vạn Thú Hộ Thiên Trận, tất cả người có tu vi xuất cấp của Vạn Thú Tông ta tiến lên nghênh địch, đệ tử khác lùi về phía sau. Ầm ầm, giống giống, một màn sáng giống như che khuất bầu trời bao phủ Vạn Thú Tông vào bên trong, trong quang mang có vô số thú ảnh rít gào. Thú uy kinh người lan tràn, phiến thiên địa này lập tức ảm đạm, uy áp mà đại trận trong lúc mơ hồ truyền ra, khiến cho ánh mắt đám người Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Vạn Thú Hộ Thiên Trận, cũng không kém. Lúc trước có lẽ ta còn không có cách nào. Thế nhưng hiện tại, Thánh Thủ Linh Đế nhíu mày, nhìn đại trận che khuất bầu trời, quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chờ một chút, trong ba thời thần, Vạn Thú Hộ Thiên Trận này nhất định sẽ bị phá vỡ. Tăng thêm ta nhất định sẽ nhanh hơn một ít. Bách Biến Tôn Giả khiên Bách Biến nhảy ra. Lúc này hắn dùng bộ dáng chân thật thế nên không có bất kỳ ai có thể nhận ra thân phận của hắn. Sư phụ, sư huynh, không cần làm phiền hai người. Cứ giao cho con là được. Lục Lâm Thiên Vạn Thú Hộ Thiên Trận che khuất không gian, hàn ý nhàn nhạt trong mắt lan tràn ra. Đồng thời, lòng bàn tay phải Lục Lâm Thiên run lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh vừa mới xoay quanh không trung đột nhiên bành trướng thành hơn ngàn trượng, trong không trung, không gian run rẩy. Xoẹt. Trên không trung, trong sát na, đột nhiên có vô số mây đen màu tím dày đặc kéo tới. Điện mang trong mây đen lưu chuyển, một cỗ khí tức mênh mông khiến cho lòng người rung động khuếch tán ra chung quanh. Trong vô số ánh mắt, mây đen cuồn cuộn, mây mông phía chân trời khiến cho không gian đột nhiên phong vân biến sắc. Lôi vân dày đặc, từng đạo sấm sét giống như thiểm điện không ngừng lóe lên. Cưỡng ép phá trận cũng tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Thánh Thủ Linh Đế nhìn lên trên không trung, đương nhiên đã biết rõ ý định của Lục Lâm Thiên. Lôi vân màu tím bao phủ thiên địa, lôi điện màu tím chẳng chịt trên không trung giống như một thác nước màu tím trên bầu trời, năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ngập ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, dưới Tử Lôi Huyền Đỉnh, từng đạo tử kim huyền lôi giống như thác nước màu tím lập tức tuôn ra, mang theo quang mang màu trắng chói mắt. Chỉ một thoáng, vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, chuyện này khiến cho chúng cường giả Phi Linh Môn đều cảm giác được một cỗ hàn ý từ trong đáy lòng lan tràn ra. Trước mặt lôi uy kinh người này, linh hồn bọn họ đang run rẩy. Hàn Băng Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng với mọi người kinh ngạc. Trước mặt lôi uy hủy diệt kinh người này, bọn họ run sợ, đế giả bình thường không có khả năng chống lại. Hai con mắt đỏ rực của mẫu đơn lúc này cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đối với nhân loại này, lần nữa nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của nhân loại này đâu dô sông như vừa mới đột phá đế giả. Giờ phút này, dưới cỗ khí tức quỷ dị kia, nàng cũng cảm thấy run sợ. Huống chi nàng biết rõ nhân loại này là trưởng khống giả thuộc tính mới, tăng thêm thân phân là thái cổ u minh viêm trên người, đó mới là thủ đoạn mạnh nhất của Lục Lâm Thiên trước mắt. Ầm ầm. Trong lúc mọi người run sợ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, xung quanh Tử Lôi Huyền Đỉnh, lôi điện màu tím phô thiên cái địa đánh xuống. Từng đạo sấm sét đánh xuống, cả không gian vang vọng tiếng xé gió, bạo liệt, những nơi sấm sét đi qua, không gian ầm ầm rung động. Lập tức từng đạo sấm sét mang theo lực lượng đáng sợ đánh về phía màn sáng cực lớn có hư ảnh vạn thú kia, khí tức khủng bố ngút trời khuếch tán. Ầm ầm ầm, lực lượng hủy diệt đánh xuống. Màn sáng cự lớn kia lập tức rạn nứt, từng khe nứt lan tràn ra chung quanh. Giống giống. Trên vạn thú hộ thiên trận che khuất bầu trời, hư ảnh vạn thú rít gào, âm thanh vang vọng chín tầng trời. Từng đạo thú ảnh rạn nứt, rít gào, thú uy minh mông vô cùng lan tràn ra. Màn sáng rạn nứt rằng co một hồi, không ngờ lại lần nữa khôi phục. Vạn thú hộ thiên trận này quả nhiên lợi hại. Đế giả của Phi Linh Môn kinh ngạc. Khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này mạnh như thế nào mọi người đều biết, tăng thêm thần khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh, uy lực không phải là thứ mà đế giả bình thường có thể chống lại. Thế nhưng lại không thể đánh nát Vạn Thú Hộ Thiên Trận của Vạn Thú Tông. Hừ,
vạn thú hộ thiên trận của vạn thú tông ta, dùng hồn của vạn thú và máu tươi của vạn thú ngưng tụ luyện chế thành, bằng vào ngươi làm sao có thể phá được. Trong vạn thú tông, một tiếng quát nhẹ vang vọng. Tiểu Long, vạn thú hộ thiên trận này có lẽ ngươi có thể hỗ trợ được Lâm Thiên, ngươi đi thử một chút đi. Thánh thủ linh đế quay đầu lại, nhìn Tiểu Long rồi nói. Ta đang có ý đồ, một cái trận pháp còn con, ta không đặt vào trong mắt. Tiểu Long dứt lời, trường bào màu vàng run lên, hóa thành một đạo quang mang màu vàng, thân ảnh lập tức nhảy lên trên không trung, hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên không trung. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo dưới bụng giống như thạch trụ, toàn thân được lân phiến cùng với hỏa diễm màu vàng bao phủ, trên lưng là huyền vũ thần xác. Ngao! Tiếng long ngâm rít gào, thân thể khổng lồ của Tiểu Long lơ lửng trên không trung, một cỗ uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Cả không trung lúc này dường như cũng run rẩy, gió nổi mây phun, gần như vỡ nát. Khí thế nhưng vậy có thể ngang hàng với Tử Lôi huyền đỉnh, không rơi xuống hạ phong một chút nào. Dưới tiếng long ngâm, hư ảnh vạn thú trên màn sáng cực lớn kia lập tức run rẩy, bên trong tiếng long ngâm ẩn chứa một loại uy áp mà vạn thú không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn, huyết mạch trong cơ thể, coi như là hư ảnh vạn thú cũng không khác là bao. Giống giống. Dưới tiếng long ngâm này, giờ phút này trong vạn thú tông, trong lúc mơ hồ vô số yêu thú cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, từng tiếng gầm gừ phụ họa vang vọng. Không ngờ Tiểu Long lại mạnh mẽ như vậy. Các đế giả mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào người Tiểu Long, lúc này Tiểu Long hiện ra bản thể. Trên lân phiến tràn ngập hỏa diễm màu vàng có một cỗ khí tức cường hãn không cách nào che giấu lan tràn ra. Dưới long chảo có tiếng sấm vang vọng, chấn động nhân tâm, chuyện này khiến cho chúng đế giả có cảm giác sôi trào, khí tức này cường hãn vô cùng. Chúng đế nhìn nhau, một người một thú trước mắt bọn họ đều biến thái tới cực điểm. Tuy rằng vừa mới đột phá tới đế giả, thế nhưng thực lực so với đế giả khác vừa mới đột phá tu vi mà nói, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vạn thú trận chó má. Cái miệng rồng của Tiểu Long gầm gừ một tiếng, thân thể khổng lồ lập tức phóng lên trời, xoay quanh bên ngoài vạn thú hộ thiên trận. Phía trên huyền vũ thần xác trên lưng đột nhiên có một đạo hư ảnh huyền vũ lớn chừng ngàn trượng xuất hiện. Quy xà tương giao, tựa như vật còn sống, mang theo một cỗ uy áp yêu hoàng cực lớn lan tràn. Huyền vũ nộ. Tiểu Long rít gào một tiếng, hư ảnh huyền vũ bàng bạc đột nhiên bắn vào trong màn sáng giống như vạn thú kia. Giờ phút này không gian run rẩy. Trong không trung có một cỗ năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện rồi lan tràn. Giống giống. Trên màn sáng, hư ảnh vạn thú lập tức phủ phục rít gào, quang mang khổng lồ lay động, hư ảnh vạn thú bị áp chế. Tử kim huyền lôi. Thấy thế, cùng lúc Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, dưới sự khống chế của tâm thần, lần nữa có vô số đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, sấm sét chẳng chịt vây kín không gian chung quanh. Xoẹt. Trong sát na, không gian chấn động, vô số đạo sấm sét giống như cự long rít gào, phóng về phía màn sáng có hư ảnh vạn thú che khuất bầu trời. Phanh phanh. Màn sáng che khuất bầu trời lập tức rạn nứt, rốt cuộc không có cách nào chống lại, từng đạo hư ảnh vạn thú khổng lồ lập tức tiêu tán, năng lượng kinh khí khủng ố khuếch tán. Không gian sụp đổ từng khúc, khi khuếch tán tới trình độ nhất định mới dừng lại. Sau khi kinh khí khủng bố tiêu tán, trong không gian xuất hiện một mảnh kiến trúc mênh mông, từ phía xa nhìn lại, trong sơn mạch bao la, từng dãy núi chập trùng, sơn mạch bao la giống như vô biên, vô hạn, trong đó có không ít đại thành ở trong các dãy núi. Trong từng dãy núi có thể dò xét ra vô số khí tức của yêu thú, linh thú. Thế nhưng dưới tiếng rít vừa rồi của Tiểu Long, khí tức của vô số yêu thú, linh thú lúc này đều phủ phục, run rẩy. Lục Lâm Thiên, ngươi dám tới vạn thú tông ta dương oai sao? Hủy đại trận của vạn thú tông ta, ngươi sẽ phải trả giá. Ngay khi vạn thú hộ thiên trận bị hủy, trên không trung vang lên tiếng rít giận dữ. Trên không trung lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, thân ảnh nhỏ gầy, tựa như người lùn. Cực kỳ thấp bé, âm thanh lại giống như chuông đồng, hùng hậu, rõ ràng, khí tức toàn thân càng thêm khủng bố, năng lượng trong không trung trong lúc vô hình bắt đầu bị ảnh hưởng, không gian phong vân biến sắc. Mà sau lưng người này có hơn ngàn người lăng không lơ lửng, đi đầu có hơn 20 người có tu vi tôn cấp cao trọng cũng có không ít, tu vi vương cấp trên 200 người, xuất cấp 8-8-900, dường như đây là toàn bộ thực lực của vạn thú tông hiện tại.
mà ở phía dưới lúc này có hơn 10 vạn đệ tử vạn thú tông, cả đám đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên trên không trung. Lâm Thiên, người này gọi là Thiên Ải Thú Đế, nghe nói đã đột phá 2.000 năm trước, thế nhưng hiện tại vẫn nhưng mà vũ đế nhất trọng. Một đế giả, một yêu thú chuẩn đế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn vào người gọi là Thiên Ải Thú Đế kia, bên cạnh người này có một thân ảnh to lớn, yêu khí ngập trời, đã tới chuẩn đế. Khí tức chỉ dưới Kim Huyền một chút, trong đám người còn có Doãn Ngạc và Hồng Vân kia. Hắn còn chưa chết, tiểu tử này tại sao lại không chết ở trong hư không bí cảnh cho rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, còn nói đi tới Thiên Kiếm Môn, không ngờ lại tới Vạn Thú Tông trước, vô sỉ. Doãn Ngạc nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung, sau lưng là lôi vân màu tím cuồn cuộn, trong lòng rung động, tim đập nhanh. Cỗ khí tức vô hình kia giống như là tảng đá đè nặng trong lòng hắn, khiến cho ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn đã tới, đi tới Vạn Thú Tông trước. Ánh mắt Hồng Vân tràn ngập vẻ ngưng trọng, toàn thân run rẩy. Giao Lam Linh ra đây. Nhìn Thiên Ải Thú Đế, âm thanh của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung. Lam Linh chính là nghịch đồ của Vạn Thú Tông ta, liên quan gì tới ngươi? Ánh mắt Thiên Ải Thú Đế trầm xuống, giờ phút này không ai biết được trong lòng hắn vô cùng rung động, hắn thân là đế giả, tự nhiên có thể cảm giác ra được sự đáng sợ của từng đạo thân ảnh bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rõ ràng cũng thành đế, còn có yêu thú kinh khủng vừa mới phá trận kia, nghe nói là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, mặc khác còn 12 đế giả, loại đội hình khủng bố như vậy khiến cho lòng hắn kinh hãi, lạnh lẽo. Giờ phút này Thiên Ải Thú Đế chỉ có thể cầu nguyện kéo dài một ít thời gian, để cho đế giả của Thiên Địa Minh xé rách không gian đi tới. Chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, động tĩnh bực này, có lẽ chỉ cần hai khắc là đế giả gần đây của Thiên Địa Minh có thể chạy tới. Vốn hắn còn cho rằng đại trận Hộ Sơn có thể kéo dài được một chút thời gian, để đế giả của Thiên Địa Minh tới trợ trận, thế nhưng hắn không ngờ đại trận Hộ Sơn cũng bị phá hủy. Vạn Thú Tông mất đi lá chắn. Nữ nhân của ta, ngươi nói chuyện này không liên quan tới ta hay sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sắc mặt dần dần âm trầm, âm thanh rơi vào trong tai mỗi người, trong không khí lúc này dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho người của Vạn Thú Tông, ngay cả người có tu vi tôn cấp cũng không ngoại lệ, đều cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại, hàn ý tràn ngập, một cỗ sát khí kinh người bắt đầu từ trên không trung lan tràn ra, khiến cho bọn họ run sợ. Động vào nữ nhân của ta, giết đệ tử Phi Linh Môn ta, đáng chết. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, sát ý trong mắt không hề che giấu lan tràn ra, cho dù là ai thì lúc này cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ sát khí ngập trời này, cỗ sát khí này khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Giết! Một chữ ngắn gọn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, tiếp đó trưởng bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, chân khí phô thiên cái địa rót vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh khổng lồ lập tức đánh xuống Vạn Thú Tông bên dưới. Trong không gian bao la của Vạn Thú Tông, lôi vân trong khoảnh khắc mở rộng một lần nữa, trong thiên địa, lôi vân màu tím cuồn cuộn, không gian đột nhiên mạnh mẽ co rút lại. Xoẹt! Trong nháy mắt từng tia sấm sét màu tím giống như một đầu cự mãng màu tím từ trên lôi vân xé rách không gian tạo thành từng khe nứt, mang theo tiếng xoẹt xoẹt đáng sợ hung hăng đánh về phía đám người Vạn Thú Tông. Nhanh tản ra, các đệ tử mau tản ra. Lúc này Thiên Ải Thú Đế quát lớn, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên nói động thủ là động thủ, không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Tiếng quát vừa dứt, Thiên Ải Thú Đế đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh lập tức bay thẳng về phía Lục Lâm Thiên, Tử Lôi Huyền Đỉnh khủng bố này quá cường hãn, trước tiên đối phó với Lục Lâm Thiên này thì hơn. Ầm ầm, một đạo sấm sét màu tím lập tức đánh về phía Thiên Ải Thú Đế, sấm sét xé rách khuôn gian mang theo khí tức hủy diệt. Đáng chết! Trong sát na này Thiên Ải Thú Đế dường như cũng không muốn bị dây dưa, toàn thân được một kiện khải giáp quỷ dị bao phủ, trên thân thể giống như người lùn bộc phát ra khí tức mênh mông, trong sát na tránh khỏi đạo sấm sét màu tím này, bắn thẳng về phía trước, mục tiêu là Lục Lâm Thiên. Để cho ta chiếu cố hắn. Hàn Băng Đại Đế hét lớn một tiếng, thân thể hùng vĩ đạp không, lơ lửng đứng đó, hàn khí kỳ lạ quanh thân lan tràn ra. Bàn chân đạp mạnh hư không, hàn băng dưới chân lan tràn. Không gian nứt vỡ từng khúc, thân ảnh đánh về phía Thiên Ải Thú Đế. Hừ, mở cho bổn đế. Thiên Ải Thú Đế hét lớn một tiếng, thân thể được một vòng quang mang màu vàng đất bao phủ, một đạo năng lượng trong tay xé rách hư không,
mang theo vết nứt không gian đen kịt hóa thành một đạo trưởng ấn bàng bạc đánh về phía Hàn Băng Đại Đế. Ngươi còn chưa có thực lực này. Mái tóc trắng của Hàn Băng Đại Đế tung bay, cánh tay giương lên, một thanh trường thương quái dị màu xanh xuất hiện trong tay hắn, toàn thân thanh trường thương này tràn ngập bí văn, bên trên có một cỗ lực lượng đáng sợ đang không ngừng tuôn ra. Trong thanh trường thương này trong khoảnh khắc có một cỗ khí thế mang theo tiếng sấm sét vang vọng lan tràn ra, khí tức lạnh lẽo tới cực độ, trong không trung lập tức có tuyết rơi lả tả, tuyết trắng lạnh lẽo rơi xuống phía dưới. Thanh trường thương này rõ ràng chính là thần khí thượng cổ, uy năng khủng bố không dưới Tử Lôi Huyền Đỉnh, uy thế khiến cho Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế và chúng đế giả không khỏi nhìn về phía Hàn Băng Đại Đế. Siêu siêu. Cùng lúc, trường thương trong tay Hàn Băng Đại Đế kéo theo một đạo tàn ảnh lập tức hội tụ thành hơn 10 đạo thương ảnh sắc bén, khí tức lạnh lẽo lan tràn, không gian ven đường lập tức bị đóng băng, lập tức va chạm với công kích của Thiên Ải Đại Đế. Ầm ầm. Khu vực hai đế giả đối chiến, không gian run rẩy, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng, kinh khí khủng bố phá hủy hư không, lực lượng hủy diệt lan tràn, khu vực chung quanh hai người, người có tu vi tôn cấp cũng không thể tới gần. Chúng cường giả phi linh môn cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn vào, lúc này bọn họ mới biết được tu vi thực lực của Hàn Băng Đại Đế. Hàn Băng Đại Đế đột phá đế giả cũng không bao lâu, thế nhưng đối chiến với Thiên Ải Thú Đế không ngờ lại không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có xu thế càng đánh càng mạnh. Đồng thời, cùng lúc đó Lục Lâm Thiên không có một chút chậm trễ nào, điện mang lập lòe trong lôi vân, từng đạo sấm sét lao ra khỏi lôi vân, vô số sấm sét từ trên trời đánh xuống. Thanh thế khủng bố như vậy giống như muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Dưới sấm sét khủng ố, không gian nổ tung, không gian bị nghiền nát. Trong đám đệ tử Vạn Thú Tông đã bắt đầu có người vội vàng chạy trốn. Có người đang kinh hãi mà ngây ra như phỗng. Còn có người run rẩy toàn thân, ngay cả khí lực chạy trối chết cũng không có. Hai chân đã không có cách nào di chuyển. A hát a hát. Trong tiếng sấm vang vọng không ngừng vang lên tiếng kêu thê thảm. Dưới từng đạo sấm sét, trong dãy núi, vô số thân ảnh bị đánh thành mảnh vỡ, máu tươi rơi xuống phía dưới. Tản ra, nhanh tản ra. Trốn, chạy mau. Cường giả Vạn Thú Tông quát lớn. Nhưng mà giờ phút này, dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại mà thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh, người dưới tôn cấp căn bản không có cách nào chống lại, ngay cả người có tu vi tôn cấp cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Một khi trưởng lão, hộ pháp Vạn Thú Tông bị Tử Kim Huyền Lôi đánh trúng thì thân thể lập tức hóa thành cho tàn, hồn anh cũng không có cách nào chạy ra ngoài, hoàn toàn không có lực chống lại. Phanh phanh phanh, vô số đệ tử Vạn Thú Tông bị Tử Kim Huyền Lôi đánh tới. Từng đạo Tử Kim Huyền Lôi giống như một quả bom trên trời, một khi bị ảnh hưởng thân thể sẽ hóa thành huyết vụ. Chỉ một thoáng trong từng dãy núi lập tức vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Ngao ngao, giống giống. Trong dãy núi, vô số linh thú, yêu thú hóa thành bản thể khổng lồ, run rẩy rít gào, thế nhưng cũng chỉ có thể chịu kết cục tan thành mây khói. Tiếng kêu thảm thiết, yêu thú rít gào giống như quỷ khóc thần sầu, thế nhưng tất cả các âm thanh đều bị tiếng sấm lấn át. Trong chớp mắt âng ắn ngủi, phía dưới bắt đầu máu chảy thành sông, khí tức sát phạt bắt đầu phóng lên trời, trong từng tòa đại thành phía xa lúc này có vô số ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vạn Thú Tông. Tất cả mọi người căn bản đều không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà toàn thân mọi người run rẩy, linh hồn cũng không nhịn được mà rung động. Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cùng với những người khác nhìn thấy cảnh này ánh mắt không khỏi rung động, lúc này bọn họ coi như chính thức hiểu rõ. Trưởng môn cùng với sư phụ của bọn họ đáng sợ tới mức nào, khó trách người ngoài vừa mới nghe tới ba chữ này lập tức biến sắc. Kim Xà Tôn giả ngốc trệ, rung động nhìn về phía xa, cảnh tượng rung động bực này khiến cho hắn hô hấp có chút khó khăn. Hỗn trướng, ta liều với ân ươi. Trên không trung, Thiên Ải Thú Đế hét lớn, phía dưới một mảng lớn đệ tử Vạn Thú Tông và yêu thú bị tàn sát, thực lực của Hàn Băng Đại Đế trước mắt cũng khủng bố, không có cách nào chiếm được tiện nghi. Tiếng quát vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chùy lớn. Chiếc chùy này cơ hồ lớn bằng người hắn, bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông lan tràn ra, đây cũng là một kiện thần khí. Thần khí xuất hiện trong tay, khí thế trên người Thiên Ải Thú Đế tăng lên không ít, mỗi một chùy đều khiến cho không gian nổ tung, lập tức liều mạng công kích Hàn Băng Đại Đế, dường như không cần mạng vậy. Đáng tiếc Hàn Băng Đại Đế cũng không phải là người bình thường. Đối mặt với công kích điên cuồng của Thiên Ải Thú Đế cũng không sợ chút nào, liều mạng,
không chịu nhượng bộ, chỉ một thoáng, không gian lờ mờ, nứt vỡ từng khúc. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, Linh Ngọc Sàng, Thanh Lôi Huyền Đằng, Chấn Thiên. Bốn tiếng hét lớn vang vọng không gian, Thiên Ải Thú Đế không gọi ra thần khí hình chiếc chùy kia thì không sai. Một khi gọi ra chiếc chùy kia lập tức bốn người Nam Thúc, Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Linh Đế, Dương Quá đạp mạnh hư không, thân ảnh mang theo khí tức mênh mông lập tức phóng lên trời. Chỉ một thoáng, Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc, Linh Ngọc Sàng của Thánh Thủ Linh Đế, Chấn Thiên của Dương Quá, ba kiện thần khí cùng với Thanh Lôi Huyền Đằng không kém thần khí của Lục Tâm Đồng đánh về phía Thiên Ải Thú Đế. Năm chọi một, ánh mắt Thiên Ải Thú Đế tràn ngập vẻ kinh hãi, khí tức kinh khủng liên tiếp phóng tới, làm sao hắn có thể chống lại, cho nên chỉ có thể chật vật lui lại. Chủ nhân! Một tiếng hét lớn vang lên, thân ảnh hình người của yêu thú chuẩn đế kia lóe lên, lập tức hóa thành bản thể chừng 8-900 thước, đây chính là một đầu cự viên màu vàng cực lớn, toàn thân vàng óng ánh, không ngờ lại là kim mao yêu viên vô cùng khó gặp. Kim mao yêu viên hóa thành bản thể khổng lồ, thân ảnh phá không phóng về phía Thiên Ải Thú Đế, muốn tương trợ Thiên Ải Thú Đế. Yêu thú tạp mao, dám lộn xộn trước mặt Tiểu Long gia gia ngươi sao? Thân thể khổng lồ của Tiểu Long vẫn xoay quanh trên không trung, cũng không tìm thấy cơ hội ra tay phù hợp. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào đầu kim mao yêu viên kia. Lúc này nhìn thấy kim mao yêu viên có động tác, thân thể khổng lồ giống như tia chớp hung hăng phá không đánh xuống. Mà khi kim mao yêu viên kia còn chưa kịp phản ứng, cái đuôi cực lớn co lại, hung hăng quất vào trên người kim mao yêu viên. Phụt! Cái đuôi cực lớn của Tiểu Long đánh xuống, trong miệng kim mao yêu viên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khổng lồ bắn ngược xuống phía dưới, hung hăng rơi vào trên mặt đất rung chuyển, ngọn núi khổng lồ dễ dàng bị phá hủy, đất đá nứt vỡ. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ vang vọng, tiếp đó trong nháy mắt, bản thể khổng lồ của Tiểu Long lập tức lao thẳng xuống phía dưới. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí lan tràn, tập trung vào trên người kim mao yêu viên, long chảo dưới bụng phá không đánh về phía trước, sau đó hung hăng chụp vào đầu kim mao yêu viên. Răng rắc, một tiếng răng rắc vang lên mang theo một mảnh huyết vụ, kim mao yêu viên cấp độ chuẩn đế dưới long chảo của Tiểu Long không có một chút lực chống cự nào, đầu lập tức hóa thành mảnh vỡ, máu tươi bắn tứ tung, thú hồn cũng bị phá hủy. Kim viên, trên không trung, nhìn tọa kỵ đi theo mình mấy ngàn năm bị đánh chết, Thiên Ải Thú Đế tức giận ngập trời, miệng rít lên hai tiếng, hai mắt bắt đầu đỏ rực. Cũng trong nháy mắt, một kiếm của Dương Quá đánh xuống, phía trên Chấn Thiên có một đạo kim quang lướt ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế che khuất bầu trời bắn ra, không gian bỗng nhiên siêu siêu vài tiếng rồi vỡ nát, mỗi một đạo kiếm quang đều bổ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Siêu! Thiên Ải Thú Đế vừa mới bị ảnh hưởng lập tức không kịp trở tay. Vốn bản thân đã tràn ngập nguy cơ, lúc này muốn né tránh, thế nhưng lại bị đạo kiếm quang kia khóa chặt, bổ đôi hộ thân cương khí quanh thân thể hắn, hung hăng đánh vào phía trên kiện khải giáp thần dị kia. Ken két! Kiện khải giáp bất phàm kia đột nhiên vỡ nát, cùng một thời gian, sắc mặt Thiên Ải Thú Đế trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giống! Trên không trung, một tiếng gầm gừ cực lớn vang ra. Tiếng gầm gừ kinh người vang vọng. Đột nhiên có một đầu thú ảnh to lớn từ trên không trung phóng xuống, hai cánh mở rộng chừng hơn ngàn thước giống như một mảnh mây đen che phủ không trung. Toàn thân màu xanh, bên trên có hoa văn che kín, thân thể sáng long lanh, giống như một con bướm cực lớn, thế nhưng cái đầu dữ tợn giống như một con ong vậy. Trên người thú ảnh khổng lồ này còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động, đây rõ ràng là một đầu linh thú khủng bố. Xoẹt! Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, trên không trung một đạo tử kim huyền lôi xé rách không gian đánh xuống, không gian ven đường lập tức bị nghiền nát, mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía đầu linh thú giống như con bướm kia. Siêu siêu! Đầu linh thú cực lớn giống như con bướm kia nhìn đạo tử kim huyền lôi, bên trên đôi cánh có một cỗ điện mang lập lòe lan tràn ra. Trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo quang trụ bằng tia chớp cực lớn, hung hăng phóng về phía tử kim huyền lôi. Phanh phanh! Hai đạo công kích lao vào nhau. Trong sát na hai đạo công kích giống như hai khỏa thiên thạch va chạm, không gian nổ tung, âm thanh kinh người vang vọng trong thiên địa. Kinh khí khủng bố khuếch tán, trong nháy mắt không gian nơi hai đạo công kích va chạm bị nghiền nát, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc mang theo điện mang khiến tim đập nhanh khuếch tán ra chung quanh. Khiến cho một mảng lớn sơn mạch dưới cơn lốc bằng năng lượng khủng bố này rạn nứt rồi sụp đổ.
khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động tiêu tán trong thiên địa. Điện tinh linh yêu điệp, là điện tinh linh yêu điệp cấp độ đế giả. Trong nháy mắt vô số đế giả nhìn lên đầu linh thú được gọi là điện tinh linh yêu điệp trên không trung, giống như tất cả đều đang kinh ngạc vậy. Điện tinh linh yêu điệp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn điện tinh linh yêu điệp khổng lồ trước mắt, đây là một loại linh thú khủng bố đã sớm tuyệt tích trên đại lục, huyết mạch cực cao, không ngờ Vạn Thú Tông còn có điện tinh linh yêu điệp, mà lại là đế giả. Từ khí tức trên người đầu linh thú này có thể thấy được, tuy rằng còn chưa tới cửu giai sơ giai đỉnh, thế nhưng có lẽ đột phá đã lâu, khí tức so với thiên ải thú đế còn mạnh hơn, tăng thêm điện tinh linh yêu điệp này là linh thú, Lục Lâm Thiên âm thầm phỏng đoán. Dùng thực lực của đế giả nhân loại mà so sánh, tu vi của điện tinh linh yêu điệp này sợ rằng có thể so với linh đế nhị trọng trong nhân loại. Hỗn trướng, xâm phạm Vạn Thú Tông ta, hôm nay tất cả đều phải chết. Điện tinh linh yêu điệp vừa mới xuất hiện, đôi mắt to lớn mang theo hung quang nhìn về phía người của Phi Linh Môn. Linh điệp, người tới vừa vặn, nhanh giết những người này đi. Nhìn thấy điện tinh linh yêu điệp tới, thiên ải thú đế lập tức nở nụ cười lạnh. Máu tươi từ trong khóe miệng vẫn không ngừng tràn ra. Linh điệp kia giao cho người khác, chúng ta trước tiên giết thiên ải này. Thánh thủ linh đế khẽ quát một tiếng, căn bản không thèm để ý tới điện tinh linh yêu điệp, có nhiều đế giả như vậy, trước tiên phải giết chết thiên ải thú đế này mới được. Giết! Lập tức đám người dương quá, Lục Tâm Đồng, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế lần nữa theo thánh thủ linh đế đánh về phía thiên ải thú đế đã trọng thương. Mỗi một đạo công kích đều mang theo khí tức và năng lượng hủy diệt, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng khủng bố. Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cùng với những người khác vốn đã muốn động thủ, lúc này lại đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh khác vang vọng. Để cho ta tới là được rồi, đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo Chu Sát Dư Nghiệt Vạn Thú Tông. Dứt lời. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang màu tím biến mất trong lòng bàn tay hắn. Lôi vân ngập trời lập tức tán đi, dưới sự công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này phía dưới đã vô cùng bừa bộn, thê thảm, trong những dãy núi bị nghiền nát có vô số thi thể hỗn loạn. Đệ tử Phi Linh Môn, giết! Chu Sát Dư Nghiệt Vạn Thú Tông! Cường giả Phi Linh Môn đã sớm nhịn không được, đế giả cũng không tới lượt bọn họ quan tâm. Đã có cường giả trong môn đối phó. Tử Kim Huyền Lôi vừa mới được thu lại, lôi vân biến mất, từng đạo khí thức lạnh lẽo cùng với âm thanh chém giết vang vọng ở phía dưới. Giết! Trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn người Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Tôn Giả đã đánh tới đám người Vạn Thú Tông, đồ sát, chỉ tập trung nhìn vào những người có thực lực mạnh trong Vạn Thú Tông, vừa ra tay không có một chút lưu tình nào. Đáng chết! Điệp tinh linh yêu điệp hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ khẽ động. Ở lại đây đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bước qua không gian, xuất hiện trước mặt điệp tinh linh yêu điệp, nếu so sánh thể thích, lúc này Lục Lâm Thiên ở trước mặt điệp tinh linh yêu điệp khổng lồ hoàn toàn là một con kiến đứng trước mặt một con voi. Lục Lâm Thiên hiện giờ đang vô cùng giận dữ, thế cho nên khí tức bộc phát trên thân thể nhỏ bé, nhìn như con kiến kia không thua kém khí tức mênh mông trên thân thể khổng lồ của điệp tinh linh yêu điệp. Lão đại, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ a. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đứng song song với Lục Lâm Thiên, nếu không phải có khí tức mênh mông trên người Lục Lâm Thiên lan tràn, thì lúc này rất khó có ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không cùng ra tay. Lục Lâm Thiên gật đầu, từ khi Tiểu Long trở lại Thanh Long Hoàng tộc, hắn chưa từng liên thủ chiến một trận với Tiểu Long. Vậy thì ta sẽ diệt các ngươi trước. Rõ ràng có thể thấy được điệp tinh linh yêu điệp sợ hãi khí tức trên người Tiểu Long, thế nhưng dựa vào khí tức giai vị, nó cũng có thể chống lại. Miệng rít lên một tiếng sắc bén, hoa văn trên thân thể khổng lồ cuồn cuộn, linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, một cơn lốc linh hồn công kích dẫn động năng lượng thiên địa đột nhiên bộc phát. Công kích linh hồn phô thiên cái địa khiến cho không gian vặn vẹo, công kích linh hồn khủng bố xuyên qua không gian vặn vẹo, lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Công kích linh hồn liên miên cuồn cuộn, sắc bén vô cùng giống như thủy triều, từng đợt rồi lại từng đợt không ngừng tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Công kích linh hồn, là công kích khiến cho người ta cố kỵ nhất, lúc này cảm nhận được công kích linh hồn hung hãn như vậy, không ít đế giả hoặc dò xét, hoặc nhìn,
tất cả đều chú ý nhìn vào Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Công kích bực này khiến cho bọn họ run sợ, không ít đế giả lúc này cũng tự biết mình không thể chống cự được công kích linh hồn khủng bố đáng sợ kia. Hừ, nhìn công kích linh hồn đánh tới, thân thể khổng lồ của Tiểu Long không nhúc nhích một tí nào, trong đôi mắt cực lớn hiện lên vẻ khinh thường. Công kích linh hồn. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên dưới cơn lốc công kích linh hồn bay phất phới, khẽ mở miệng cười, dường như cũng không để ý nhiều. Công kích linh hồn khủng bố giống như cơn lốc này cũng không có cách nào có thể dung chuyển Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Diệt linh hồn điện. Điện tinh linh yêu điệp dường như cũng cảm thấy được một cảnh kinh ngạc này, khí tức lập tức trào lên, không gian run rẩy giống như lung lay sắp đổ. Bỗng nhiên, trong cái miệng dữ tợn của điệp tinh linh yêu điệp phun ra một đạo quang trụ bằng điện mang cực lớn. Quang trụ vừa xuất hiện, khí tức trên người điệp tinh linh yêu điệp suy yếu đi không ít, rất hiển nhiên đây là một loại công kích thiên phú, khiến cho nó tiêu hao rất nhiều tu vi. Siêu! Quang trụ từ trong miệng điện tinh linh yêu điệp vừa mới xuất hiện, trong sát na, không gian phong vân biến sắc, thiên địa giống như sụp đổ. Mang theo năng lượng linh hồn khủng bố tới mức tận cùng khiến cho linh hồn người ta có cảm giác giống như sắp bị hủy diệt. Tiếp đó, trong nháy mắt công kích linh hồn khủng bố này hung hăng đánh vào thân thể khổng lồ của Tiểu Long, mục tiêu trực chỉ mi tâm. Hừ! Trong miệng của Tiểu Long vang lên một tiếng hừ lạnh khinh thường, hoàn toàn không để ý, cũng hoàn toàn tùy ý để cho công kích linh hồn bàng bạc này nhanh như thiểm điện tiến vào trong mi tâm. Tiểu Long lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Hoàn toàn không nhúc nhích. Cùng một thời gian, từng đạo thủ ấn nhìn như phức tạp trong tay Lục Lâm Thiên được kết xuất, tốc độ nhanh tới tận cùng, trong đôi mắt đen láy có một cỗ quang mang màu xanh quỷ dị lan tràn ra. Sinh sinh bất tức, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, dứt lời, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cỗ quang mang màu xanh đậm chói mắt lan tràn, thậm chí còn mang theo một hoàng khí của Bắc Cung gia tộc ở bên trong. Tất cả đều cực kỳ nhanh chóng. Quang mang màu xanh đậm của Lục Lâm Thiên bao phủ không gian to lớn, quang mang xanh đậm tách ra, chung quanh quang mang, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, khí tức sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên tăng lên nhiều, một cỗ hấp lực thôn vệ vạn vật cực lớn nhanh như thiểm điện tỏa ra. Chỉ một thoáng, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc lan tràn ra chung quanh. Lúc này dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính một lần nữa tiến bộ, thúc dục sinh sinh bất tức. Uy lực tăng lên tới tình trạng hủy diệt. Không gian lập tức mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Lục Lâm Thiên là trên người có sinh cơ giạt rào. Ầm ầm. Trong không gian, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc, thân thể khổng lồ của điệp tinh linh yêu điệp ở trong không gian lúc này cũng nhanh chóng cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể dường như bị hút ra, không có cách nào ngăn cản được hiện tượng này, linh nguyên và linh hồn trong cơ thể giống như bị một cái hố đen hút ra, lúc này không có cách nào ngăn cản. Cho nên cũng khó có thể thoát thân ra. Ngao! Tiểu Long ngẩng đầu rít gào. Hắn đã sớm phối hợp ăn ý 10 phần với lão đại, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng trong phiến thiên địa này, thân thể khổng lồ lập tức phóng về phía trước giống như thiên thạch. Một giây sau, chỉ thấy cái đuôi rồng cực lớn của Tiểu Long hất lên mang theo hỏa diễm màu vàng lan tràn, những nơi cái đuôi của Tiểu Long đi qua, cả không gian bỗng nhiên nổ tung. Phanh! Điện tinh linh yêu điệp không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của sinh sinh bất tức lập tức bị cái đuôi lớn này đập trúng. Phụt! Một ngụm máu tươi trong khoảnh khắc từ trong cái miệng dữ tợn của điệp tinh linh yêu điệp phun ra. Thanh long hồn! Cùng một lúc, thân thể khổng lồ của Tiểu Long lơ lửng trên không trung, cái đuôi lớn vừa mới đánh xuống, trong nghi tâm, ấn ký con mắt thứ ba mở ra, một đạo quang trụ bàng bạc vô cùng bắn ra. Đạo quang trụ này vừa mới bắn ra. Uy áp nồng đậm lan tràn, cả không trung không ngừng run rẩy, gió nổi mây phun, chấn động nhân tâm. Đạo quang trụ này giống như một màn sáng, bao phủ lấy thân thể khổng lồ của điệp tinh linh yêu điệp vừa mới bị Tiểu Long đánh trúng. Uy áp kinh người cùng với công kích linh hồn tràn ngập, tăng thêm linh hoàng khí vốn đã vượt qua thiên cấp khiến cho hai mắt điệp tinh linh yêu điệp ngốc trệ, linh hồn run rẩy, máu tươi sôi trào, thân thể căn bản không có cách nào nhúc nhích. Ngao! Dưới màn sáng. Một tiếng long ngâm truyền ra, hư ảnh một đầu thanh long rít gào, mang theo long uy khủng bố, cường hãn vô cùng phóng về phía điện tinh linh yêu điệp. Tử kim huyền lôi. Trong không gian của sinh sinh bất tức, nhất thời, thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trước mặt điện tinh linh yêu điệp, tay phải giơ lên cao, một đạo sấm sét màu vàng giống như cự mãng tuôn ra, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy.
ầm ầm, âm thanh như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên có một đạo sấm sét to lớn giống như nộ long ầm ầm đánh về phía trước. Nơi Tử Kim Huyền Lôi đi qua, không gian bị đánh nát tạo thành một cái động sâu. Vết nứt không gian xuất hiện, quang mang đen kịt lan tràn ra chung quanh, sấm sét màu tím lập tức đánh vào trên thân thể khổng lồ của Điện Tinh Linh Yêu Điệp. Cùng lúc, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể khổng lồ của Điện Tinh Linh Yêu Điệp ở dưới sấm sét này hóa thành mảnh vỡ. Phanh phanh. Không gian bị nghiền nát, lộ ra một cái động sâu không đáy trong không gian, lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị cái động sâu đen kịt trong không gian thôn phệ, cắn nuốt vào bên trong. Chung quanh động sâu đen ngòm, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc sau khi khuếch tán tới một phạm vi nhất định lập tức lặng lẽ biến mất. Mà trong đó, thân thể khổng lồ của Điệp Tinh Linh Yêu Điệp lúc này đã không còn một chút xương cốt nào. Hai gia hỏa biến thái. Ở phía xa xa, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Huyền, Vân Hồng Lăng, Linh cùng với tất cả đế giả còn lại nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Linh thú đế cấp có thực lực khủng bố như vậy, thực lực so với thiên ải thú đế còn cường hãn hơn nhiều. Không ngờ lại bị một người một long dễ dàng đánh chết trên không trung. Ngay cả thú hồn đế cấp cũng trốn không thoát. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, yết hầu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Điều này đại biểu cho điều gì trong lòng mọi người hiểu rõ, đặc biệt là đối với đế giả mà nói, muốn đánh chết một đế giả tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tỷ như đám người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế và những đế giả còn lại thúc dục thần khí cũng không có cách nào đánh chết thiên ải thú đế này, bọn họ biết rõ sự khó khăn bên trong, đánh bại hoặc là trà đạp không giống như đánh chết, muốn đánh chết một đế giả, chuyện này rất khó khăn. Linh Điệp, tâm thần thiên ải thú đế vẫn luôn dò xét trên không trung. Điện Tinh Linh Yêu Điệp bị đánh chết, khiến cho hắn phẫn nộ tới mức tận cùng, bắt đầu tuyệt vọng, hai mắt đỏ rực lên. Ta liều với các ngươi. Thiên ải thú đế nổi giận tới mức tận cùng, miệng quát lớn một tiếng, quang mang trong mi tâm lóe lên, một đạo linh hồn phân thân lập tức phóng ra, giống bản thể như đúc, khí tức thực lực cũng tương đương với bản thể, lúc này hắn đã có ý định liều mạng. Hừ, ta đang chờ linh hồn phân thân của ngươi ra đây. Nhìn thấy linh hồn phân thân của thiên ải thú đế, Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, sợi tóc tung bay, khói độc quanh quẩn, vô số thanh lôi huyền đằng mang theo điện mang màu xanh lan tràn ra, linh hồn uy áp kinh người lập tức lan tràn ra, giống như khắc chế linh hồn người khác. Thanh lôi huyền đằng mang theo khói độc màu đen nồng đậm, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, lập tức hội tụ lại một chỗ. Ngao! Chỉ một thoáng, một tiếng gầm gừ cực lớn, giống như long ngâm, hổ gầm xuyên thấu qua không gian, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Tiếng gầm gừ này vừa dứt, vô số thanh lôi huyền đằng trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đầu dị thú khổng lồ, có khói độc ngập trời lan tràn, toàn thân màu xanh lục, giống rồng mà không phải là rồng. Đầu dị thú giống rồng xuất hiện, không gian lập tức sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịt lớn mấy chục thước, khiến cho linh hồn đế giả run rẩy không ngớt. Linh hồn phân thân của thiên ải thú đế run rẩy, toàn thân như nhũn ra. Khí tức chuyên môn áp chế linh hồn tăng thêm hồn độc, hội tụ thành khí thế ngút trời, áp chế linh hồn phân thân của thiên ải thú đế, khiến cho linh hồn phân thân của hắn không có cách nào nhúc nhích. Thiên ải thú đế lập tức biến sắc, trên người đầu dị thú cực lớn kia có một cỗ năng lượng linh hồn chút xuống, năng lượng áp bách linh hồn trong chốc lát phô thiên cái địa, áp chế linh hồn phân thân của hắn. Ngao! Tất cả đều quá nhanh, dị thú giống rồng mà không phải là rồng xuất hiện. Giống như một đạo quang mang chói mắt bắn ra, đột nhiên phóng tới linh hồn phân thân của thiên ải thú đế. Không xong. Thiên ải thú đế biến sắc, muốn thu hồi linh hồn phân thân, thế nhưng lại lập tức bị công kích phô thiên cái địa của đám người thánh thủ linh đế, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Dương Quá vây công, không thể thoát thân. Tiếp đó trong nháy mắt đầu dị thú dữ tợn kia mở miệng, thôn phệ linh hồn phân thân của thiên ải thú đế vào trong cái miệng dữ tợn kia. Trong mắt còn hiện lên vẻ chưa thỏa mãn. Đáng thương cho thiên ải thú đế còn muốn thúc giục ra linh hồn phân thân liều mạng, ai biết linh hồn phân thân vừa mới xuất ra, còn chưa có bất kỳ động tác nào, thì linh hồn phân thân giống như nửa cái mạng của hắn đã bị hủy trong tay Lục Tâm Đồng. Phốc phốc, cơ hồ là cùng lúc, một ngụm máu tươi trong miệng thiên ải thú đế lập tức được phun ra, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ai? Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thánh Linh Lão Tổ ở phía xa cũng khẽ lắc đầu im lặng. Thiên ải thú đế này vận khí quả thực quá kém, sợ rằng hắn đã quên,
thanh lôi huyền đằng của Lục Tâm Đồng là thứ chuyên môn khắc chế linh hồn a. Lúc này thực lực của Lục Tâm Đồng cũng là đế giả, thúc giục thanh lôi huyền đằng đối phó với linh hồn hắn, quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng. Hắn còn chủ động thúc giục linh hồn phân thân, quả thực là tự mình tìm chết. Diệt linh hồn phân thân của ta, ta muốn băm vằm ngươi thành cho bụi. Sắc mặt thiên ải thú đế tái nhợt tới mức tận cùng, sát ý trong mắt bắn ra. Hai mắt đỏ rực nhìn về phía Lục Tâm Đồng, lúc này hắn hận không thể chém Lục Tâm Đồng thành tám khối. Tốt nhất ngươi nên tự bảo vệ bản thân mình thì hơn. Không bỏ lỡ cơ hội, trên trường thương màu xanh trong tay Hàn Băng Đại Đế có một đạo thương mang xuyên thủng không gian, từ phía sau lưng hung hăng đánh vào vai thiên ải thú đế, nơi thương mang đi qua, bả vai thiên ải thú đế bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Phụt, thân thể thiên ải thú đế lảo đảo lui về phía trước. Liên tiếp bị trọng thương như vậy đã tới cực hạn của hắn. A hát! Lúc này, ở sâu trong sơn mạch của Vạn Thú Tông có một tiếng gầm vang vọng. Tiếng gầm phẫn nộ này giống như sấm sét cuồn cuộn, âm thanh khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Sư huynh, huynh đột phá rồi sao? Linh Điệp bị giết, vô số đệ tử Vạn Thú Tông ta bị giết. Rốt cuộc ta cũng đợi tới lúc huynh đột phá, huynh mau ra báo thù đi. Tiếng gầm lớn này vang vọng. Thiên ải thú đế lập tức lớn tiếng nói, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười dữ tợn. Trong sát na này, ánh mắt chúng cường giả bỗng nhiên nhìn về phía một ngọn núi kỳ lạ ở chỗ sâu trong Vạn Thú Tông, ngọn núi này do 5 ngọn núi hợp lại, 5 ngọn núi này nghiêng vào bên trong, cao vê upsilon t trong mây, không ngờ tới đỉnh lại sát nhập vào lại thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này cao vê upsilon t trong mây, giống như một ngọn tháp sừng sững đứng trong thiên địa, rộng lớn mà nguy nga. Mà lúc này không trung trên ngọn núi khổng lồ kia phong vân biến sắc, một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra, bên trong gió nổi mây phun, lập tức có một đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Trong Vạn Thú Tông còn có cường giả. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong Vạn Thú Tông có thiên ải thú đế và điện tinh linh yêu điệp, tương đương với hai đế giả, chẳng lẽ còn có một đế giả khác? Siêu! Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, không gian ầm ầm run rẩy trên không trung. Một đạo lưu quang màu vàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn, làm ảnh hưởng tới linh hồn của mọi người. Đúng là đế giả. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa, khí tức khủng bố trên thân người này lan tràn ra khiến cho linh hồn người ta run run, khí tức so với thiên ải thú đế mạnh hơn rất nhiều, khí tức so với điện tinh linh yêu điệp còn mạnh hơn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào trên thân thể người này, tuổi chừng 70, có mái tóc dài trắng bạc, thân thể gầy gò, so với thanh hỏa lão quỷ không khác gì nhau. Thế nhưng ở trong thân thể gầy gò này lại ẩn chứa khí tức uy áp khủng bố. Rất mạnh. Lục Lâm Thiên nhìn người này, hai hàng lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lâm Thiên, cẩn thận người này, có lẽ hắn chính là hung hồn linh đế mà Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đã từng nói qua. Là sư huynh đồng môn với thiên ải thú đế, nghe nói thời điểm đột phá đế giả còn sớm hơn thiên ải thú đế rất nhiều. Tu vi có lẽ là linh đế nhị trọng đỉnh phong, bộ dáng này dường như vừa mới đột phá, có khả năng là linh đế tam trọng. Nam Thúc truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Vừa mới đột phá sao? Khí tức này dường như có chút không đúng. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả mặc áo bào màu vàng trên không trung, trong đôi mắt của lão giả tóc bạc này có huyết sắc chớp động, khí tức trên người cuồng bạo, chấn động vô cùng mạnh. Sư huynh, Linh Điệp chết rồi. Vô số đệ tử Vạn Thú Tông ta đã chết. Huynh nhất định phải báo thù cho bọn họ. Lúc này đám người Nam Thúc đều nhìn vào trên người lão giả tóc bạc kia, không tiếp tục động thủ với thiên ải thú đế, khí tức trên người lão giả tóc bạc kia khiến cho chúng đế cảm thấy tim đập nhanh, cùng với cảm giác nguy hiểm. Linh Điệp, là các ngươi giết Linh Điệp. Trong chớp mắt ánh mắt lão giả tóc bạc này đỏ tươi, ánh mắt cuồng bạo nhìn Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Lục Lâm Thiên, người này có tu vi linh đế nhị trọng đỉnh phong. Vừa rồi hẳn đang trong lúc quan trọng khi đột phá, các ngươi giết linh thú bổn mạng của hắn, hắn cũng bị ảnh hưởng cho nên hiện tại có chút tẩu hỏa nhập ma. Cũng chưa đột phá xong toàn bộ, tu vi hẳn đã đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, thế nhưng lại nửa tỉnh nửa điên. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn cảnh giác nhìn về phía lão giả mặc áo bào vàng có mái tóc bạc kia, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mọi người nghe vậy. Mặc dù có chút kỳ quái nữ tử áo đỏ này làm sao có thể biết rõ tu vi của lão giả tóc bạc kia, thế nhưng nghe thấy mấy chữ đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, cả đám lập tức biến sắc. Đặc biệt là đối với đế giả mà nói, thân là đế giả,
bọn họ rất rõ ràng, mỗi một trọng chênh lệch ở cấp độ đế giả, cách xa một trọng chính là cách biệt giữa trời và đất. Huống chi lão giả tóc bạc này lại nửa chân đạt tới tình trạng linh đế tam trọng, mọi người chỉ là đế cấp nhất trọng mà thôi. Đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, đủ để khủng bố. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường vội vàng tới Phi Linh Môn, cảnh báo hắn cẩn thận với Vạn Thú Tông, có lẽ là do Vạn Thú Tông này còn có một cường giả khủng bố như vậy. Hơn nữa vừa rồi còn mới đột phá, thế nhưng dường như vận khí không tốt, không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Siêu siêu, sắc mặt mọi người ngưng trọng, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thánh Linh Lão Tổ cùng với những cường giả khác lúc này không ngừng lan tràn ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Ngày hôm nay tất cả các ngươi phải chết. Hai mắt lão giả mặc áo bào màu vàng nhìn chằm chằm chung quanh, miệng hét lớn một tiếng, hai mắt càng thêm đỏ hồng, linh lực toàn thân cuồng bạo tuôn ra, dẫn động năng lượng trong thiên địa, mang theo công kích linh hồn khủng bố trong thoáng chốc bao phủ không trung. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, linh hồn của phần lớn người run rẩy, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cùng với mọi người cũng bị cỗ khí tức khủng bố này áp chế linh hồn, cảm thấy có chút khó chịu. Mọi người chỉ là đế cấp nhất trọng, tất cả mọi người so sánh với lão giả tóc bạc nửa chân đạt tới linh đế tam trọng mà nói, chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn, còn có Tiểu Long, Nam Thúc đều không có chuyện gì. Bọn họ còn có thể chống lại công kích linh hồn này, những người khác trong lúc vô hình đã chịu ảnh hưởng. Tất cả các ngươi lui về phía sau. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lực lượng linh hồn khủng bố áp chế, đế giả bình thường khó có thể chống lại, mà hắn lại không sợ công kích linh hồn. Lại nói lúc này Lục Lâm Thiên cũng rất muốn biến rõ tu vi thực lực cụ thể của mình đến mức nào, cần tìm một người để nghiệm chứng một chút. Hung hồn linh đế trước mặt này cũng không tệ, cho dù là không địch lại. Lục Lâm Thiên tự tin mình cũng có thể bình yên. Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đang muốn ra tay tương trợ cùng với những người khác nghe vậy khẽ biến sắc, chậm rãi lui về phía sau một chút, từng đạo khí tức cảnh giác nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, để ta giúp ngươi, ta không nhất định có thể làm gì được ra hỏa đó, thế nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Âm thanh như chuông bạc, giống như ma âm truyền ra. Dứt lời, thân ảnh Mẫu Đơn lóe lên. Thân thể mềm mại, uyển chuyển lập tức tiến lên, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi đang lưu động. Đường cong linh lung, bay bổng, khí tức mê người mang theo kịch độc, giống như một đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ mang theo kịch độc vậy. Mẫu Đơn tiến lên, hai con mắt đỏ tươi biến ảo, khuôn mặt kiều mị, trang nhã khiến cho tim người ta đập thình thịch, nở nụ cười tươi như hoa, quanh thân có một cỗ khí tức huyết sát bỗng nhiên tuôn ra. Một cỗ chấn động vô hình giống như thiên địa chấn động. Khí tức huyết sát giống như một cơn lốc từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa lan tràn ra. Cả phiến không gian run lên, linh hồn tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Năng lượng chấn động thật khủng khiếp. Thật mạnh, người này rốt cuộc là ai? Cường giả không biết Mẫu Đơn lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của Mẫu Đơn, hóa ra nữ tử này lại cường hãn tới tình trạng như vậy, không biết nữ tử này có quan hệ như thế nào với Lục Lâm Thiên. Để ta tới đi, ta còn không được. Người cũng không giúp được gì đâu. Lục Lâm Thiên nói với Mẫu Đơn, hắn đã quyết định phải thử thực lực của mình một chút. Hừ, ta đã giúp ngươi mà ngươi không chịu lĩnh tình, vậy thì ngươi tự mình giải quyết đi, ta còn không được tham gia náo nhiệt a. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không lĩnh tình, chuyện này dường như làm cho Mẫu Đơn không vui, nàng lập tức thở phì phò lùi lại. Hóa ra ngươi chính là Lục Lâm Thiên, ngươi đến vừa đúng lúc. Chạy tới Vạn Thú Tông ta. Ngày hôm nay ngươi chết chắc. Mái tóc bạc của hung hồn linh đế tung bay, khí tức trên thân thể dường như ngày càng cuồng bạo, ánh mắt ngày càng đỏ tươi, dường như đang cố áp chế một loại khí tức nào đó. Lão cẩu, thực lực của ngươi còn chưa đủ, ngươi sẽ giống như điện tinh linh yêu điệp kia, sẽ chết trong tay ta mà thôi. Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười lạnh, vừa mới dứt lời, quanh thân có một cỗ kim quang ngập trời tuôn ra. Tiểu tạp trùng. Ngày hôm nay bổn đế thể phải nghiền nát ngươi thành cho bụi. Hung hồn linh đế giận dữ, chưa từng có một kẻ nào dám nói như vậy với hắn. Lục Lâm Thiên này giết tọa kỵ của hắn, hiện tại lại nói như vậy dường như đã khiến cho hắn khó có thể áp chế cỗ khí tức cuồng bạo kia. Hung hồn linh đế này quả thực không biết Lục Lâm Thiên cố ý chọc giận hắn, dưới tình huống tẩu hỏa nhập ma, hung hồn linh đế này đang áp chế khí tức trên người, một khi nổi giận,
sợ rằng tình huống sẽ càng không xong, đây cũng là điều hiện tại Lục Lâm Thiên muốn. Lão cẩu, có thực lực thì tới đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, kim quang quanh thân lan tràn ra, cùng một thời gian, ở trong hư không, trong khoảnh khắc xuất hiện thuộc tính kim ngập trời. Trong cả không gian, năng lượng thuộc tính kim lan tràn tới, lập tức lặng lẽ không một tiếng động hội tụ tại không gian chung quanh Lục Lâm Thiên, hoàn toàn tương dung với Lục Lâm Thiên, giống như Lục Lâm Thiên có thể khống chế, điều động vậy. Ngao! Thuộc tính kim lan tràn khắp nơi, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên, Lục Lâm Thiên vung tay lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay, thân đao ngày càng linh động, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, khí tức huyết sát quỷ dị ban đầu biến mất, thay vào đó là một cỗ khí tức lạnh lẽo, sắc bén lan tràn. Huyết lục xuất hiện trong tay, Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác, Lục Lâm Thiên có thể hòa tan vào một thể với thuộc tính kim trong không gian thiên địa này, giống như có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim vậy, hắn có cảm giác huyết lục có không ít biết hóa. Oanh! Rót chân khí vào, kim quang trên huyết lục rạng rỡ, điều động năng lượng thuộc tính kim ngập trời bao phủ không gian, trong nháy mắt cả không gian biến sắc, run rẩy không ngừng. Thần khí thuộc tính. Nhìn thấy huyết lục, nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhau, dường như cũng đã nhận ra cái gì đó. Thần khí thuộc tính, đây không phải là thần khí bình thường. Các nàng thân là thần nữ của Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia, đương nhiên biết rõ thần khí thuộc tính là vật gì. Tiểu tạp chủng, người đầu tiên ta sẽ băm vằm thành cho bụi chính là ngươi, thiên phú cho dù mạnh thế nào trước mắt bổn đế ngươi còn chưa đủ tư cách hung hăng càn quấy. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay tiểu tạp chủng ngươi phải trả giá thật đắt. Hung hồn linh đế hét lớn một tiếng, dường như khó có thể ngăn chặn khí tức cuồng bạo trong cơ thể, chân đạp nát hư không, thân hình dùng tốc độ khủng bố xé rách không gian, giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Hung hồn linh đế xuất hiện, khí thế tựa như thái sơn áp đỉnh ập tới. Cả không trung sau lưng người này gió nổi mây phun, tu vi của người này tuyệt đối tới tình trạng khủng bố. Những năm này cũng bởi vì có sự tồn tại của hắn mà những sơn môn chung quanh không dám xem thường Vạn Thú Tông, có chút cố kỵ Vạn Thú Tông. Lão cẩu, tự cho mình siêu phàm sao? Ta không biết ngươi có tư cách này hay không, lão cẩu như nhà ngươi ta không biết đã gặp bao nhiêu người, mà mỗi một người đều tan thành mây khói trong tay ta. Trong mắt Lục Lâm Thiên tuôn ra sát ý. Kim quang quanh thân đại thịnh, thuộc tính kim vô cùng vô tận trong phiến thiên địa này lập tức nhanh chóng hội tụ, quanh quẩn quanh thân thể Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, kim hoàng khí lan tràn ra chung quanh. Ầm ầm, kim quang phóng lên trời, mặt đất run rẩy bỗng nhiên vỡ ra từng cái khe lớn, cả không trung run rẩy, từng đạo quang mang màu vàng xé rách không gian từ trong khe nứt dưới mặt đất và trong gợn sóng trên không gian tuôn ra. Cả thiên địa tràn ngập kim quang. Kim quang ngập trời giống như bao phủ không gian, mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Cảm nhận động tĩnh bực này, ánh mắt hung hồn linh đế trầm xuống, thủ ấn kết xuất, trong mi tâm có một đạo lưu quang rơi vào trong thủ ấn, hóa thành một đường vòng cung huyền ảo, tiếp đó trong nháy mắt trong bàn tay gầy gò giống như tay quỷ kia có một cỗ năng lượng linh hồn phô thiên cái địa lan tràn. Bàn tay gầy gò mạnh mẽ đẩy về phía trước, linh hồn lực tuôn ra, hóa thành trường ấn bằng linh hồn lực bằng bạc. Hung hăng đập về phía Lục Lâm Thiên giống như thái sơn áp đỉnh. Đạo công kích linh hồn này đánh về phía trước, không gian quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức vỡ nát thành từng khúc, lộ ra một vết nứt đen kịt trong không gian. Năng lượng linh hồn như vậy khiến cho chúng đế giả chung quanh ngạc nhiên, mà ngay cả Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế trong giây lát ngắn ngủi cũng quên đối phó với Thiên Ải Thú Đế. Năng lượng công kích linh hồn bàng bạc này khiến cho bọn họ cũng phải run rẩy, e ngại. Công kích bằng trưởng ấn linh hồn bàng bạc đánh tới, dường như có thể phá hủy tất cả. Mà giờ phút này, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên lan tràn, nhìn đạo công kích linh hồn bằng trưởng ấn, ánh mắt lóe lên bất định. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm mà kim đao màu vàng cũng có thể chống lại, hung hồn linh đế này chỉ sợ vẫn còn quá kém. Lực lượng thời gian. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, khí tức quỷ dị quanh thân đồng hóa gợn sóng không gian trước người. Lực lượng thời gian được thi triển, Lục Lâm Thiên có cảm giác, sau khi đạt được chỗ tốt trong vô tự thiên thư, sợ rằng lực thời gian của hắn đã gấp 40 lần. Lực lượng thời gian được thúc giục, bàn chân Lục Lâm Thiên đạp mạnh hư không, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, một đạo trưởng ấn bằng linh hồn lực từ năm ngón tay xẹt qua không gian phóng về phía trước. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước mắt hung hồn linh đế. Trong chớp mắt này,
ánh mắt đỏ tươi của hung hồn linh đế dại ra, đây là một đạo công kích linh hồn toàn lực của hắn. Lục Lâm Thiên này tại sao không lùi mà còn tiến tới, nhìn qua còn giống như không có chuyện gì. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra được, cho nên ánh mắt mới ngây dại, cũng chưa kịp phản ứng, tốc độ của Lục Lâm Thiên này thật đáng sợ. Hư Linh Huyền Ấn. Thúc giục Hư Linh Huyền Ấn phụ trợ, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời, kim hoàng khí khủng bố tới cực điểm quanh thân Lục Lâm Thiên nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Thân thể Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, trường bào màu xanh tung bay, không gian sau lưng trong lúc bất chi bất giác gió nổi mây phun, không gian run rẩy giống như lung lay sắp đổ. Duệ Kim Hồn Đao. Khẽ quát một tiếng, trong sát na, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát chém ra một đao. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén bàng bạc ầm ầm xẹt qua không trung, ẩn chứa linh hồn lực phô thiên cái địa lan tràn. Siêu. Dưới đao mang màu vàng, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian, bên trong ẩn chứa linh hồn lực vô hình, chung quanh đao mang màu vàng, không gian vỡ nát, một đao này đã tới tình trạng ngay cả đế giả cũng phải khiếp vía. Trong khoảnh khắc, một đao kia đã đánh vào hung hồn linh đế đã khôi phục lại một ít tỉnh táo trên không trung, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, dường như kim hoàng khí cực lớn, phô thiên cái địa có lực trói buộc cực lớn, còn có tác dụng công kích linh hồn, lại có tốc độ quá nhanh. Hoặc giả cả ba thứ này đều có. Tóm lại trong sát na, hung hồn linh đế cũng không có chạy đi, đao mang đánh vào trong thân thể hắn. Đao mang chút xuống, động sâu đen kịt xuất hiện trong không gian, thân thể hung hồn linh đế trong sát na ngắn ngủi này dưới một đao bị chém đôi, thân thể giống như đậu hũ bị nghiền nát. Tu vi một chân bước vào linh đế tam trọng, cũng khó có thể chống lại uy lực một đao kia. Ken két. Không gian lập tức bị nghiền nát, kim quang tràn ngập. Lực lượng của một đao bổ đôi mấy ngọn núi ở phía xa tạo thành một cái hào rộng, giống như thâm uyên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, kinh khí khủng bố khuếch tán, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán, quang mang đen kịt lóe lên rồi biến mất, một lát sau năng lượng khuếch tán đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Thật mạnh, cơ hồ ánh mắt tất cả cường giả trong khoảnh khắc nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, kể cả là thiên ải thú đế đang kinh hãi. Cơ hồ tất cả cường giả nuốt nước bọt, yết hầu rung động, thực lực bực này thật sự quá kinh khủng. Cường giả một chân bước vào linh đế tam trọng, không ngờ vừa thấy mặt đã bị đánh chết, mới một chiêu a. Đánh chết đế giả khó ra làm sao, thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên chỉ cần một chiêu cũng có thể làm được. Lâm Thiên cũng là vũ đế nhất trọng a, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây là tác dụng của việc thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính mới, tăng thêm thần khí thuộc tính hay sao? Trong lòng nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn rung động, thực lực bực này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Vừa rồi các nàng đều có thể cảm nhận được uy lực của một đao kia có bao nhiêu chỗ khủng bố, kim hoàng khí kinh khủng vô cùng, làm cho hoàng khí trong cơ thể các nàng trong lúc mơ hồ muốn cúi đầu. Lão đại, thực lực của huynh cường hãn, không cần đệ hỗ trợ nữa rồi. Tiểu Long thu liễm bản thể khổng lồ, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn lão đại mình. Huyết lục ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ rung động, dùng huyết lục thi triển Duệ Kim Hồn Đao, phối hợp với kim hoàng khí cùng thuộc tính kim của hắn, quả thực giống như tương liên với thiên địa. Uy năng tăng nhiều, thực lực cũng tăng vọt, toàn thân thống khoái không nói nên lời, vừa rồi dường như hoàn toàn không có một chút tiêu hao nào. Đế giả thì như thế nào? Nhìn huyết lục trong tay, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi xuất hiện cảm giác hào khí trong lòng, đế giả thì sao, ở trong tay hắn vẫn có thể chém giết. Về sau đế giả cao cao tại thượng kia ở trước mặt hắn không còn có tư cách hung hăng càn quấy nữa. Tại sao có thể như vậy? Ta liều với các ngươi, cùng chết đi. Ánh mắt thiên ải thú đế khiếp sợ, run rẩy, ánh mắt biến hóa, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể lập tức bành trướng, chung quanh thân thể lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian, hắn đã bị trọng thương. Mà thực lực của đối phương quá kinh khủng, đế giả còn vô cùng nhiều, hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho dù chết cũng phải kéo theo người đệm lưng. Lui, mau lui lại. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế biến sắc, Vũ Đế nhất trọng hồn anh tự bạo, uy lực không cần phải nói. Thiên ải thú đế liều mạng, bọn họ đã đột phá đế giả không lâu, căn bản không có cách nào cưỡng ép chống lại. Hồn anh tự bạo. Thiên ải thú đế hét lớn một tiếng thê lương, chung quanh thân thể hiện lên vết nứt đen kịt trong không gian, lập tức lao thẳng về phía mọi người.
cố tình muốn kéo theo vài người đệm lưng. Hắn không muốn để cho đám người trước mắt dễ dàng trốn được. Các ngươi mau lui lại, để cho ta ngăn chặn hắn. Nhìn thiên ải thú đế, mọi người không có cách nào thoát thân, Lục Tâm Đồng yêu kiều quát một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía thiên ải thú đế, một đạo quang trụ bằng linh lực trong tay nàng bắn về phía thiên ải thú đế. Tâm Đồng cẩn thận, mọi người lui về phía sau. Dương Quá hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, phía trên chấn thiên có một đạo kiếm quang bắn ra, Lục Tâm Đồng ngăn cản trước người thiên ải thú đế, một đạo quang trụ bằng linh lực cùng với một đạo kiếm quang đánh về phía thiên ải thú đế. Trong sát na, ba người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế thừa cơ lui xuống. Cùng lúc thân thể bành trướng của thiên ải thú đế, trong nháy mắt, không gian này đột nhiên nổ tung. Ba cỗ lực lượng đồng thời đỡ Upsilon.NG vào một chỗ, năng lượng bắn tứ tung, cả phiến không gian bị sốc lên tạo thành một cái động sâu cực lớn. Phanh phanh. Trong sát na, không gian to lớn như vậy nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt. Năng lượng ngập trời khuếch tán, từng vết nứt trong không gian lan tràn ra trên không trung, quang mang đen kịt, thâm thúy khiến cho tim đập nhanh lóe lên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía xa, thiên ải thú đế đã bắt đầu hồn anh tự bạo, năng lượng kinh khí khủng bố này đế giả bình thường căn bản không có cách nào tới gần. Không gian hỗn loạn, Lục Lâm Thiên chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn, vẻ mặt ngưng trọng. Tự biết Tâm Đồng và đại ca Dương Quá không phải là người lỗ mãng, không có gì nắm chắc, sợ rằng hai người cũng không dám làm như vậy. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh đế giả đều rơi xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên, kể cả là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bạch Linh ở phía xa, không gian hỗn loạn này khiến cho ánh mắt mọi người ngưng trọng. Không gian hỗn loạn trong nháy mắt khôi phục, năng lượng kinh khí khủng bố trong mắt mọi người gần biến mất. Chỉ một thoáng trong không gian mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Khi tất cả bình tĩnh lại, trong ánh mắt kinh hãi tới trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, lúc này ở trên không trung, trên người Lục Tâm Đồng được một kiện khải giáp cổ xưa màu xanh trắng bao phủ toàn thân của nàng. Trên kiện khải giáp này có điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh không ngừng ué lên, khí tức mênh mông ngút trời khiến cho linh hồn mọi người run run. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên. Kiện khải giáp này không phải là tử linh hồn giáp của Lục Tâm Đồng, cấp độ của kiện khải giáp này rõ ràng so với tử linh hồn giáp của Lục Tâm Đồng còn cao hơn nhiều, cỗ khí tức mênh mông kia khiến cho Lục Lâm Thiên cũng nhìn không thấu. Ánh mắt quét qua, Lục Lâm Thiên nhìn về phía Dương Quá, lúc này trên người đại ca hắn cũng được một kiện khải giáp cổ xưa bao phủ, khí tức mênh mông vô cùng trên khải giáp khuếch tán, tựa như một đầu hung thú thức tỉnh. Khí tức ngút trời. Khí thế mạnh mẽ chấn động nhân tâm khiến cho linh hồn mọi người run run. Một dạng khải giáp phòng ngự sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trên thân hai người đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng, trừ khí tức có chút bất đồng ra, thế nhưng cấp độ và ngoại hình lại giống nhau như đúc. Hai người lúc này đều mặc một kiện khải giáp cổ xưa, phía trên khải giáp có điện mang lưu chuyển, uy áp áp bách không gian, đồng thời còn ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ, uy năng trên thân thể hai người tăng lên nhiều. Một cỗ linh hồn rung động bàng bạc lan tràn ra. Khải giáp thật cường hãn. Mọi người cảm nhận khí tức như vậy, ánh mắt không khỏi biến hóa, hai kiện khải giáp này tuyệt đối không phải là vật phàm, nhìn qua cũng khiến cho lòng người rung động. Tâm Đồng, đại ca, hai người không sao chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức phóng đến bên cạnh hai người, Đông Lão vẫn lạc, Lục Lâm Thiên không muốn bất kỳ người nào bên cạnh mình lại xảy ra chuyện, nếu không hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hắn một đường tu luyện cho tới tận bây giờ là bởi vì hy vọng bản thân có một mảnh trời riêng, cho người mình yêu, người thân một mảnh trời yên ổn nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất, con đường cường giả ở trong lòng hắn chỉ là thứ hai mà thôi. Nhị đệ, chúng ta không có việc gì, khải giáp này bất phàm, lực phòng ngự rất khủng bố. Ta có cảm giác, cho dù đế giả mạnh hơn một chút tự bạo hồn anh cũng không làm gì được chúng ta. Dương Quá và Lục Tâm Đồng hẳn đã nghiên cứu qua tác dụng của khải giáp, mà lúc này trong lòng hai người cũng không khỏi vui mừng, uy năng của kiện khải giáp này so với trong tưởng tượng của hai người còn mạnh hơn. Không ngờ kiện khải giáp này lại mạnh như vậy, sớm biết như vậy thì có thể đánh chết thiên ải thú đế. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng hiện lên vẻ vui mừng, cấp độ của kiện khải giáp này khiến cho nàng mừng rỡ không thôi. Dưới không trung, tiếng kêu thê thảm vẫn còn tiếp tục vang lên. Cả vạn thú tông lúc này đã tràn ngập thi thể, vô số đệ tử vạn thú tông căn bản không có cách nào ngăn cản cường giả phi linh môn,
Thánh Linh Giáo, Thánh Linh Cốc tàn sát. A hát, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, yêu thú, linh thú rít gào, từng ngọn núi trong Vạn Thú Tông không ngừng sụp đổ, Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Sĩ Tuyết Sư, cùng với chúng yêu thú, linh thú hóa thành bản thể khổng lồ đang công kích. Huyết mị ở trong trận chiến, đặc biệt là đối với người có tu vi bình thường, quả thực chính là tồn tại khủng bố tới mức tận cùng, thúc giục đại quân mấy trăm vạn thị huyết linh phong khát máu, đây là ác mộng của đệ tử Vạn Thú Tông, là ác mộng không có đường tránh thoát. Đây hoàn toàn là tàn sát, các đệ tử Vạn Thú Tông lúc này cũng chỉ có thể chịu tàn sát mà thôi. Cả đám đã sớm run rẩy như cầy sấy, Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang, vô cùng thê thảm. Không có cường giả chống đỡ, Vạn Thú Tông không có cách nào chống lại, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Vạn Thú Tông lần lượt bị tiêu hao cùng với trọng thương, cường giả có thể ra tay lúc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ba đế giả như Hung Hồn Linh Đế, Thiên Ải Thú Đế, Điện Tinh Linh Yêu Điệp đều vẫn lạc, còn có ai có thể chống lại hơn 1000 cường giả khủng bố cùng yêu thú, linh thú, tăng thêm khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn và Thánh Linh Cốc. Trong Thánh Linh Giáo, yêu thú, linh thú, khôi lỗi đồng thời được xuất ra, yêu thú, linh thú khủng bố trong yêu đường cửa Phi Linh Môn cũng giận dữ lao về phía trước chém giết. Hung Hồn Linh Đế, Thiên Ải Thú Đế, Điện Tinh Linh Yêu Điệp vẫn lạc, tất cả chỉ không tới hai khắc mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn, hồn anh của Tam Đế cùng phân thân không có cách nào đào thoát. Vạn Thú Tông truyền thừa vạn năm, từ nay về sau sẽ rời khỏi sân khấu của đại lục này. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế và những người khác nhìn xuống phía dưới, ánh mắt biến ảo, khẽ cảm thán nói một câu. Tất cả chuyện ngày hôm nay vừa ở trong sự tưởng tượng của bọn họ, lại vượt quá sự tưởng tượng. Trong sự tưởng tượng của mọi người là bởi vì Phi Linh Môn xuất hiện vô số đế giả, cường giả như Thiểm Điện xuất hiện, đột nhiên xuất hiện muốn tiêu diệt Vạn Thú Tông, đây đã là chuyện nhất định, Vạn Thú Tông nhất định sẽ bị diệt. Mà ngoài tưởng tượng của bọn họ là bởi vì tốc độ này cực nhanh, thực lực của Vạn Thú Tông, có Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường thông báo, trong lòng bọn họ đã biết rõ sự cường hãn của Vạn Thú Tông, thế nhưng dù sao có nhiều đế giả như vậy, chỉ cần liên thủ huyết chiến một phen thế nào cũng có thể đem hắn đánh chết. Chỉ tiếc không có xảy ra huyết chiến, ba cường giả đế cấp trong Vạn Thú Tông, hai người nhanh như thiểm điện bị tru sát, Hung Hồn Linh Đế trong lúc đột phá bị biến thành tẩu hỏa nhập ma, còn lại một người thi triển hồn anh tự bạo cũng không làm nên được chuyện gì, kết quả này khiến cho vô số đế giả ngạc nhiên. Nhưng mà lúc này trong lòng mọi người cho dù là biết rõ thực lực khủng bố của Lục Lâm Thiên hiện tại, một đao có thể chém giết Hung Hồn Linh Đế đã chứng minh tất cả, thực lực như vậy mọi người ở đây khó có thể chống lại a. Nhiều nhất chỉ có Tiểu Long biến thái kia có thể so sánh được, Tiểu Long kia cũng cực kỳ biến thái. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn lên trên không trung, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa, khẽ nói. Có đế giả chạy tới. Xoẹt. Trên không trung yên tĩnh, gợn sóng đột nhiên bị xé rách, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, chính là một lão phụ nhân, toàn thân lan tràn ra linh hồn chấn động khủng bố. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, cùng với tất cả mọi người nhìn lên trên không trung. Nhìn thấy thân ảnh lão phụ nhân này, Thánh Thủ Linh Đế lập tức truyền âm nói vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, đây là hồn diệt lão nhân của Huyễn Hồn Môn, có lẽ là Linh Đế nhị trọng. Trên không trung, thân ảnh già nua xuất hiện, lập tức nhìn vào đám người Lục Lâm Thiên, Thánh Thủ Linh Đế. 14 đạo khí tức đế giả lan tràn, thân ảnh già nua này cơ hồ vừa mới xuất hiện đã biến sắc, dường như muốn nhanh chóng xoay người rời đi vậy. Xoẹt. Cùng một thời gian, trên không gian lập tức có năng lượng kinh người lan tràn. Ba vết nứt không gian xuất hiện, ba đạo thân ảnh già nua xuất hiện, không gian run rẩy lên không ngừng. Tiếp đó trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian gió nổi mây phun, áp lực trong không gian cực kỳ nặng nề. Yêu Hỏa Đại Đế của Địa Linh Tông, Thiên Nguyên Đế Tôn của Quy Nguyên Môn, Tuyệt Mộc Quỷ Đế của Huyền Sơn Môn. Thánh Thủ Linh Đế truyền âm lần nữa tới tai Lục Lâm Thiên. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn nhìn bốn người vừa mới xuất hiện trên không trung, ánh mắt thoáng chấn động, thế nhưng mà rõ ràng mọi người cũng không quá để ý. Lão phụ nhân gọi là hồn diệt lão nhân nhìn thấy ba đạo thân ảnh này đồng thời xuất hiện, thân hình đang định rời đi lúc này mới dừng lại. Mà Yêu Hỏa Đại Đế, Thiên Nguyên Đế Tôn, Tuyệt Mộc Quỷ Đế nhìn về phía Lục Lâm Thiên cùng với 14 đế giả trước mặt,
cảm nhận cỗ khí tức đế giả trên người 14 người, trên khuôn mặt già nua lập tức biến hóa. Xoẹt! Gợn sóng trên không gian lần nữa xuất hiện chấn động, không gian bị xé rách, một đạo thân ảnh mặc váy dài màu xanh trắng lung linh xuất hiện trên không trung. Đây chính là một nữ tử ước chừng 50 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh trắng, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy, tựa như trăng sáng. Người này vừa mới xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên, ánh mắt thâm thúy cực kỳ rung động và kinh ngạc. Lại lần nữa nhìn về phía cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới, cảnh này khiến cho nữ tử này không khỏi nhướng mày. Một lát sau mỹ phụ trung niên này mới nhìn bốn đạo thân ảnh già nua vừa mới xuất hiện, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hồn diệt, yêu hỏa, thiên nguyên, tuyệt mộc, các ngươi tới cũng nhanh a. Bốn người kia không trả lời, vẻ mặt có chút khó coi. Hồng Lăng bái kiến Vân Thủy lão tổ. Sau lưng Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng nhìn thấy mỹ phụ này, thân ảnh xinh đẹp lập tức tiến lên, đi tới bên người mỹ phụ trung niên rồi hành lễ. Nha đầu nhà ngươi sao cũng tới đây? Tên khiếu thiên hỗn chứng kia cũng yên tâm cho nha đầu nhà ngươi tới đây sao? Mỹ phụ kia nhìn thấy Vân Hồng Lăng không có một chút ảnh hưởng nào, lúc này mới yên tâm một chút. Đế giả của Vân Dương Tông sao? Lục Lâm Thiên nheo mắt, khí tức của mỹ phụ này cũng không yếu, dám gọi nhạc phụ hắn là hỗn chứng, sợ rằng bối phận không biết cao hơn vị nhạc phụ kia của hắn bao nhiêu lần. Vân Thủy lão tổ yên tâm đi, con không có chuyện gì đâu. Vừa rồi thiên ải thú đế, điện tinh linh yêu điệp, còn có hung hồn linh đế đều bị đánh chết. Hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thể chạy ra. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Hồng Lăng chớp động, nói với mỹ phụ. Là ai giết hung hồn linh đế? Vân Hồng Lăng vừa mới dứt lời, một tiếng hét lớn vang lên, ba đạo thân ảnh đồng thời phá không lao tới. Không gian gió nổi mây phun, ba đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng. Năng lượng thiên địa sau lưng ba người trong lúc vô hình biến hóa, chấn động. Trong ba người, người ở giữa già nhất, khuôn mặt nhìn giống như trên 100 tuổi, trên đầu là một mái tóc trắng xóa, mặc áo bào xám, thân đeo một thanh trường kiếm, không gian sau lưng run rẩy không ngớt, gần như muốn nghiền nát không gian vậy. Bên cạnh người này chính là một người 50 tuổi, thân thể gầy gò, cao ngất, có vài phần khí độ. Người còn lại là một lão già mặc áo dài màu trắng. Toàn thân có sát khí lan tràn, khuôn mặt hơi trắng bệch, giống như bạch vô thường trong cửu u địa ngục, toàn thân đang lan tràn sát khí nhàn nhạt. Lại là ba đế giả. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn lên không trung, trong lòng hắn đã sớm biết được. Lâm Thiên, người ở giữa chính là Đoạn Kiếm đại đế của Thiên Kiếm Môn, bên cạnh là Quân Lăng đại đế của Lan Lăng Sơn Trang, người giống như con mèo bệnh kia chính là Phong Sát đại đế của Hắc Sát giáo. Thánh thủ linh đế truyền âm nói vào trong tai Lục Lâm Thiên, những người này hắn đã gặp. Thánh thủ linh đế vừa mới dứt lời, Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt đánh giá mấy người phía xa, dò xét khí tức của ba người này. Hồng Lăng, ngươi nói hung hồn linh đế bị giết đúng không? Trên không trung, Vân Thủy đế tiên không để ý tới đám người Đoạn Kiếm đại đế, lập tức kinh ngạc nghiêm túc hỏi Vân Hồng Lăng. Vâng, Vân Hồng Lăng gật đầu. Nhìn Lục Lâm Thiên, nói với Vân Thủy Đế Tiên. Vừa mới bị Lâm Thiên dùng một chiêu chém chết, không chịu nổi một kích. Siêu siêu. Nghe vậy từng dạo khí tức dồn dập trên không trung, trong khoảnh khắc từ trên người Vân Hồng Lăng tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Ha ha, giết tốt. Một tiếng cười to truyền tới, tiếng cười to vừa dứt, trên không trung, vết nứt không gian lần nữa bị xé rách, một đạo thân ảnh màu xanh khẽ lách mình đi ra. Một người ước chừng 50 tuổi, khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, nhìn không ra có chút già nua nào, toàn thân tản ra một loại khí tức vô hình, khiến cho người khác chăm chú nhìn vào, linh hồn không tự chủ được mà cảm thấy run rẩy. Ai là Lục Lâm Thiên? Lão giả này xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám người Lục Lâm Thiên, thế nhưng chỉ trong nháy mắt ánh mắt lập tức biến hóa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng tập trung nhìn vào trên người lão giả này. Khí tức mênh mông trên người lão giả này khiến cho linh hồn hắn không tự chủ được mà khẽ run lên, trong lúc vô hình có năng lượng thiên địa bao phủ trên khuôn mặt người này, đủ để chứng minh tu vi của người này cũng không yếu. Lâm Thiên, đây là Linh Hạo lão tổ. Lữ Tiểu Linh nói xong, lập tức mỉm cười với lão giả có khí độ bất phàm kia, thân ảnh lóe lên lập tức đi tới bên người hắn rồi nói. Linh Hạo lão tổ, sao người cũng tới đây? Nhà đầu nhà người cũng tới đây. Lại có động tĩnh lớn như vậy sao ta lại không tới được cơ chứ?
Lão giả này vươn tay véo cái má mềm mại của Lữ Tiểu Linh, hiền lành mỉm cười. Vãn bối Lục Lâm Thiên bái kiến Linh Hạo lão tổ. Lục Lâm Thiên tiến lên, nhìn lão giả rồi hành lễ. Không cần đa lễ, đều là ngươi một nhà, về sau đối tốt với Tiểu Linh là được rồi, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Lão giả này nói, ánh mắt cẩn thận đảo qua người Lục Lâm Thiên, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông dưới không trung, lại nói. Tên hung hồn kia là tiểu tử ngươi giết sao? Đúng vậy, lão cẩu kia chết ở trong tay vãn bối. Lục Lâm Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám người Đoạn Kiếm Đại Đế, Quân Lăng Đại Đế, nói. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, huyết cừu của Phi Linh Môn, vãn bối sẽ đổi lại gấp 10 lần. Ha ha! Nghe vậy lão giả kia lập tức cười ha hả như điên, nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên bất phàm, ánh mắt của nha đầu Tiểu Linh rất tốt. Xiết tốt, nếu như lần sau có hành động thì nhớ tính lão già ta một phần, có một ít người cũng nên thu thập sạch sẽ. Linh Hạo, Linh Thiên Môn ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt già nua của Đoạn Kiếm Đại Đế âm trầm, nhìn Linh Hạo quát. Ngươi chính là Đoạn Kiếm lão cẩu của Thiên Kiếm Môn sao? Đoạn Kiếm Tôn giả vừa mới dứt lời, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, lạnh nhạt nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế. Lời nói của Lục Lâm Thiên khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Đoạn Kiếm Đại Đế và Lục Lâm Thiên. Tiểu tạp chủng, cho dù ngươi giết hung hồn đại đế, lĩnh ngộ thuộc tính mới, thế nhưng hiện tại ngươi cũng còn chưa có tư cách Upsilon Thiên Kiếm Môn ta. Đoạn Kiếm Đại Đế dứt lời, một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong thiên địa lan tàn, không gian gió nổi mây phun, lan tràn ra uy áp đế giả khủng bố. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế, khẽ hừ một tiếng coi thường, lạnh nhạt nói. Hay cho Thiên Kiếm Môn, quả thực đủ khí phách ha. Thế nhưng ta không biết Thiên Kiếm Môn các ngươi so với Vạn Thú Tông thì mạnh hơn bao nhiêu, kết cục của Vạn Thú Tông ngày hôm nay chính là kết cục của Thiên Kiếm Môn các ngươi ngày mai. Dứt lời, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn phía dưới. Nhìn qua cảnh tượng Vạn Thú Tông máu chảy thành sông, vô số cường giả tôn cấp, yêu thú bát giai đuổi giết người của Vạn Thú Tông, đường đường là Vạn Thú Tông, hiện tại đã biến thành phế tích. Ánh mắt đám đế giả không khỏi rung động, trong lòng run run, ai có thể từng nghĩ tới, lúc này Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện thực lực đã mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi giết hung hồn thì có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt Thiên Kiếm Môn chúng ta. Đoạn Kiếm Đại Đế âm trầm nói. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung, tiếng cười vừa dứt, trong đôi mắt đen láy hắn lan tràn ra hàn ý, sát ý đại thịnh, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán khiến cho không trung như cứng lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên nhìn qua Đoạn Kiếm Đại Đế, hàn ý lạnh thấu xương từ trong thân thể tràn ra, sát khí cùng với hàn ý vô hình giống như cơn lốc từ thân thể khuếch tán ra chung quanh, khiến cho chúng đế giả chung quanh cũng cảm thấy lạnh lẽo, máu tươi như cứng lại. Sát khí thật khủng khiếp. Chúng đế giả rung động, tất cả mọi người đều bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp, sắc mặt run rẩy, sát khí này khiến cho trong lòng Đoạn Kiếm Đại Đế cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, ánh mắt thoáng biến đổi. Đoạn Kiếm lão cẩu, ngươi nghe kỹ cho ta, chỉ bằng vào tu vi vũ đế nhị trọng của ngươi ở trước mặt ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến, có thể ngày hôm nay ta không giết ngươi, thế nhưng cho ngươi sống thêm một ngày, trở về rửa sạch cái cổ cho ta, chờ làm vong hồn dưới đao ta. Lục Lâm Thiên dứt lời, hàn ý đại thịnh, quang mang màu vàng lóe lên trong tay, huyết lục đột nhiên xuất hiện trong tay. Ngao! Tiếng đao minh của huyết lục giống như long ngâm vang vọng trong không gian, trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay. Kim quang quanh thân lan tràn, khí tức kinh khủng lan tràn ra, kim hoàng khí phô thiên cái địa khiến cho cả không gian bỗng nhiên phong vân biến sắc. Khí tức như vậy khiến cho chúng đế cũng run sợ. Huyết cừu của Phi Linh Môn, huyết cừu của Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh, ta sẽ dùng trăm vạn máu tươi của Thiên Kiếm Môn để tẩy trừ. Lục Lâm Thiên ta thề. Ngày mai sẽ huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, chó gà không tha. Tiếng quát lạnh lẽo giống như sấm sét trên chín tầng trời mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang vọng trên không trung, không gian phong vân biến sắc, Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, huyết lục trực chỉ Đoạn Kiếm Đại Đế, đột nhiên đánh ra một đao về phía nam ngọn núi hợp lại thành một. Siêu! Dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo, đạo đao mang kia mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung. Xé rách không trung tạo thành vết nứt đen kịt trong không gian,
một đao kinh người này dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức bổ vào ngọn núi khổng lồ phía xa xa. Ầm ầm, đao mang đánh xuống, ngọn núi nguy nga, cao vê upsilon t trong mây giống như kết nối giữa trời và đất dễ dàng bị nghiền nát như lật bàn tay, năm ngọn núi chút xuống, ầm ầm sụp đổ, sơn băng địa liệt. Một màn này, phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được sự rung động không gì sánh được, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho tim ngừng đập. Thực lực thật mạnh. Cơ hồ tất cả đế giả của thiên địa minh đều nhìn nhau, rung động không thôi. Nhìn thân ảnh mặc áo bào xanh được kim quang bao phủ kia, trường bào màu xanh bay phất phới, khí thế ngút trời khiến cho bọn họ run rẩy. Bọn họ mới biết được người thanh niên miệng còn hôi sữa trước mặt mình không ngờ trong lúc bất chi bất giác lại phát triển tới tình trạng này, khiến cho bọn họ cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng thẳng, hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt quét qua tất cả đế giả của thiên địa minh. Âm thanh mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang lên. Tất cả các người nghe kỹ cho ta, ngày mai là ân oán cá nhân của phi linh môn ta và thiên kiếm môn, ai dám nhúng tay vào nhất định sẽ cùng bị diệt cả sơn môn, chó gà không tha. Hiện tại cút đi cho ta, muốn tiêu diệt các ngươi, ta muốn làm lúc nào cũng được. Trước mặt chúng đế, Lục Lâm Thiên một người một đao, khí phách mạnh mẽ, bế nghễ thiên hạ. Quả nhiên là nhân vật phong vân, thật đúng là bất phàm a. Mẫu đơn nhìn đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, con mắt đỏ tươi có chút chớp động, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sự vui vẻ động lòng người. Tựa như hoa anh túc, diễm lệ mà tuyệt mỹ, thế nhưng lại là độc dược. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên khuôn trung, khẽ mỉm cười, nàng biết rõ lúc trước nàng không nhìn nhầm người. Ban đầu ở Lục Gia, khi hắn còn là thiếu gia củi mục mà tất cả người Lục Gia khinh bi, nàng đã tin vào ánh mắt của mình. Nàng còn nhớ rõ câu nói của hắn tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý, tứ bể báo hiệu bất ổn, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ. Lịch binh mạt mã, xanh kỳ quay cuồng, cát bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ, mà bây chính là như vậy, trong vòng vài năm ngắn ngủi, trước mặt đế giả, hắn cũng có thể ngạo nghễ đứng dưới vòm trời, khí thôn vạn dặm. Vài vạn năm qua đã có người nào có khí phách như vậy? Ánh mắt Linh Hạo Đại Đế rung động, lập tức hiện lên sự vui vẻ. Có vị trưởng môn này, thiên hạ không còn có ai có thể chống lại phi linh môn. Phía dưới khí thế kinh người này cường giả phi linh môn không nhịn được mà chăm chú nhìn lên không trung, từng đạo ánh mắt rung động. Dưới cỗ khí thế kinh người này, khiến cho cường giả phi linh môn ngày càng hung hãn. Hừ, ngày mai người dám tới thiên kiếm môn, ta sẽ khiến cho người có tới mà không có về. Ta chờ ngươi. Ánh mắt Đoạn Kiếm Đại Đế run rẩy, nhìn thực lực bên người Lục Lâm Thiên, còn có vạn thú tông thi thể ngập tràn, máu chảy thành sông, thân ảnh lóe lên lập tức xé rách không gian mà đi. Từng đạo khí tức trong thiên địa minh chấn động, ánh mắt mấy đế giả đều cực kỳ ngưng trọng, sau đó xé rách không gian rời đi. Phong sát tiền bối. Lúc này, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, âm thanh bình thản vang lên, nói với Phong sát Đại Đế. Phong sát Đại Đế đang định rời đi. Ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, mà đám người Quân Lăng Đại Đế, Yêu Hỏa Đại Đế, Hồn Diệt Lão Nhân, Thiên Nguyên Đế Tôn lập tức nhìn về phía Phong Sát Đại Đế, ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ, tiếp tục phá không rời đi. Mà giờ khắc này sắc mặt Phong Sát Đại Đế lại cực kỳ khó coi, tình cảnh gần đây của Hắc Sát Giáo hắn biết rất rõ, Thiên Địa Minh đã hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Lần trước đánh lén Phi Linh Môn cũng không thông chi cho Hắc Sát Giáo hắn. Còn lần này, hành động kia của Lục Lâm Thiên, chỉ một hành động đơn giản cũng giống như đổ dầu vào lửa, Thiên Địa Minh chỉ sợ sẽ càng không tín nhiệm Hắc Sát Giáo, mà Đế Đạo Minh cũng tuyệt đối không chứa chấp Hắc Sát Giáo. Khuôn mặt Phong Sát Đại Đế như quả mướp đắng, hắn ở lại cũng không xong, Lục Lâm Thiên mở miệng, hắn không ở lại cũng không xong. Lục Lâm Thiên vừa mới biểu lộ ra thực lực, nếu như hơn chục đế giả vây công giữ hắn lại, ngay cả hắn tự bảo hồn anh cũng vô dụng. Lục Lâm Thiên, xem như ngươi lợi hại, không ngờ hết lần này tới lần khác ngươi lại chọn Hắc Sát Giáo ta. Cơ mặt Phong Sát Đại Đế co rúm lại, nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lúc này hắn cũng không biết Lục Lâm Thiên giữ hắn lại là có ý gì, thái độ của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn cân nhắc mãi mà cũng không rõ. Phong Sát tiền bối, đồng quy tinh của Hắc Sát Giáo ngươi, Hắc Linh Tôn Giả, Linh Sát Tôn Giả ta đều không giết, đối với Hắc Sát Giáo ngươi ta đã hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ? Lục Lâm Thiên nói, ngươi muốn khiến cho Hắc Sát Giáo ta không thể giải thích,
hành động này quả thực có hiệu quả vô cùng, ta không thể không bội phục ngươi. Phong Sát Đại Đế nhìn Lục Lâm Thiên nói, sống mấy ngàn năm, gần đây hắn mới xuất hiện, thế nhưng trước mắt thanh niên quấy đảo đại lục, không khỏi phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Lâm Thiên này không chỉ có thực lực khủng bố, tâm trí cũng tuyệt đối khủng bố. Rõ ràng nói là 3 ngày sau huyết tẩy thiên kiếm môn, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện bất ngờ ở Vạn Thú Tông. Hắn thậm chí còn không thể tin được rốt cuộc ngày mai Lục Lâm Thiên này có tới thiên kiếm môn hay không, nói không chừng lại ngụy trang. Mà Lục Lâm Thiên lưu tình mấy lần với Hắc Sát Giáo, cô lập Hắc Sát Giáo với Thiên Địa Minh, đem Hắc Sát Giáo đẩy vào hoàn cảnh cực kỳ xấu. Lúc này Lục Lâm Thiên khách khí giữ lại hắn như vậy, sợ rằng Thiên Địa Minh cũng sẽ không tin tưởng hắn nữa. Lần sau gặp mặt, đám người kia có lẽ sẽ động thủ. Nghĩ như vậy Phong Sát Đại Đế có chút sụp đổ, Lục Lâm Thiên này không ngờ trong lúc bất chi bất giác lại chơi đùa Hắc Sát Giáo hắn trong lòng bàn tay. Phong Sát tiền bối, người nghĩ nhiều rồi. Vốn trước kia ta muốn đi tới Hắc Sát Giáo nói cho rõ ràng, chỉ tiếc không có thời gian. Thừa dịp cơ hội lần này, ta sẽ nói luôn với ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Phong Sát Đại Đế, thu huyết lục vào trong tay, nói. Lần trước Thiên Địa Minh đánh lén Phi Linh Môn ta, Hắc Sát Giáo cũng không tham dự, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta có một trưởng bối trong sư môn, trước đó có giao tình sau với đế giả của Hắc Sát Giáo, ít nhiều ta cũng biết một ít chuyện, bởi vậy gần đây mới không có ác ý với Hắc Sát Giáo. Lục Lâm Thiên nhìn Phong Sát Đại Đế, ánh mắt trầm trọng một ít, trầm giọng nói. Bằng không ta sao có thể 5 lần 7 lượt thả đồng quy tinh, còn có Linh Sát Tôn Giả, cùng Hắc Linh Tôn Giả. Mà Hắc Sát Giáo các ngươi lại 3 lần muốn động tới Phi Linh Môn ta. Trưởng bối sư môn, không biết trưởng bối sư môn ngươi có giao tình với vị tiền bối nào của Hắc Sát Giáo ta. Trong mắt Phong Sát Đại Đế hiện lên chấn động, hai mắt lập tức sáng ngời. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Độc Cô Cảnh Văn và tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Việc này nói rất dài dòng, sau này hãy nói đi. Ta tìm ngươi nói rõ ràng cũng là làm thay cho trưởng bối trong sư môn mà thôi. Ngươi nói ta làm, ta đã làm, nếu như Hắc Sát Giáo ngươi còn chấp mê bất ngộ mà nói, ta sẽ tuyệt đối không khách khí với Hắc Sát Giáo các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Phong Sát Đại Đế, trầm giọng nói. Hiện tại có 2 con đường, thứ nhất gia nhập đế đạo minh chúng ta. Thứ hai tiếp tục ở lại Thiên Địa Minh, bất quá ta sẽ nói cho ngươi biết trước. Sớm muộn gì ta cũng san bằng tất cả các sơn môn trong Thiên Địa Minh thành bình định. Phong Sát tiền bối, Hắc Sát Giáo có tồn tại hay không chỉ chờ một câu nói của ngươi. Ánh mắt Phong Sát Đại Đế biến hóa, lúc này ngay cả hắn cũng có chút mơ hồ, chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tưởng được. Vốn hắn cho rằng Lục Lâm Thiên cố ý nhằm vào Hắc Sát Giáo, ai biết được lại có nguyên nhân như vậy, mà cái nguyên nhân này hiện tại hắn cũng không có cách nào dám khẳng định được thật giả. Lục Minh Chủ, có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc hay không? Phong Sát Đại Đế nói, xưng hô với Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình đã bắt đầu biến hóa. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, trước khi huyết tẩy thiên kiếm môn ngày mai, ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục là được rồi. Ta không muốn ngươi lựa chọn đứng trung lập, bằng không cho dù ta chịu buông tha cho Hắc Sát Giáo các ngươi, thế nhưng những sơn môn khác trong đế đạo minh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hắc Sát Giáo. Lục Minh Chủ, ta muốn biết đáp án, liệu lời ngươi nói có phải là thật hay không? Phong Sát Đại Đế do dự một chút, khuôn mặt run rẩy, dường như đã quyết định, hắn nhìn Lục Lâm Thiên rồi nghiêm túc hỏi. Lục Lâm Thiên ta đã nói điều lần nào chưa? Muốn tiêu diệt Hắc Sát Giáo các ngươi, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ chỉ cần lật tay cũng có thể diệt, nếu như không phải nể mặt tiền bối trong sư môn có quan hệ sâu xa với Hắc Sát Giáo các ngươi, ta làm sao có thể nói nhảm với các ngươi? Gọi ngươi một tiếng tiền bối đã là nể mặt tiền bối sư môn rồi. Tự ngươi quyết định đi, ta đã hết lòng rồi. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, ánh mắt trầm xuống nói. Phong Sát Đại Đế nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt dao động, chắp tay nói. Lục Minh Chủ, ngươi nhớ kỹ lời nói của mình, ngày mai trước khi huyết tẩy thiên kiếm môn, ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án. Dứt lời, Phong Sát Đại Đế xé rách không gian. Lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lục Lâm Thiên nhìn Phong Sát Đại Đế biến mất trong không gian, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lâm Thiên, Lam Linh đâu rồi? Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lam Linh! Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, tâm thần phóng thích ra bên ngoài,
linh hồn lực bàng bạc phô thiên cái địa bao phủ cả sơn mạch Vạn Thú Tông, tìm kiếm khí thức của Lam Linh. Công tử, tên này nói Lam Linh phu nhân bị nhốt trong dung cốt hóa hồn trì. Lúc này, Lục Tiểu Bạch dẫn theo một đại hán có tu vi xuất cấp của Vạn Thú Tông đi tới bên người Vạn Thú Tông. Dung cốt hóa hồn trì ở đâu? Mang ta đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn về phía đại hán trung niên rồi nói. Ở hậu sơn, ở trong hậu sơn. Đại hán trung niên lúc này tràn ngập vết thương, bị Lục Lâm Thiên nhìn vào toàn thân run rẩy, cánh tay run rẩy không ngừng chỉ về phía hậu sơn. Siêu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn sau lưng lập tức đuổi theo hắn. Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo nhìn nhau một hồi, thân ảnh cũng lập tức biến mất tại chỗ. Giữ lại người cũng vô dụng, chết đi. Ánh mắt Lục Tiểu Bạch trầm xuống, tay khẽ dùng sức, không gian đột co lại rồi lập tức nổ tung. Thân thể đại hán trung niên này lập tức hóa thành huyết vụ. Tất cả lùi xuống cho ta, ai dám đi lên ta sẽ giết tiện tỳ này. Trong một thạch thất vang lên tiếng quát to, trong thạch thất, ở trong dung cốt hóa hồn trì, toàn thân Lam Linh đều bị ngâm trong huyết thủy, hai tay trần trụi phân biệt bị hai cái khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay, cả người không có cách nào nhúc nhích. Chân khí trên người đã bị bố trí cấm chế. Ngoài thạch thất, có hơn chục cường giả phi linh môn đang bị ngăn cản bên ngoài, không có cách nào tiến vào. Ai dám tiến lên một bước ta sẽ giết tiện tỳ này. Trên huyết trì, thân ảnh Doãn Ngạc lơ lửng trên không trung, một tay nắm cái cổ như que củi của Lam Linh, ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân tràn ngập vết máu loang lổ. Trong thạch thất lúc này còn có mấy người có tu vi tướng cấp và phách cấp của Vạn Thú Tông. Tông chủ Hồng Vân của Vạn Thú Tông lúc này cũng vô cùng chật vật, mái tóc rối tung mất trật tự, khóe miệng có không ít vết máu đã khô. Con chim sơn ca trên vai cũng không biết đã đi nơi nào, có lẽ sợ rằng cũng đã lành ít dữ nhiều. Doãn Ngạc, người đã tới bước đường cùng rồi. Đầu hàng đi, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài, Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn vào bên trong thạch thất, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực Doãn Ngạc cũng là tôn cấp nhất trọng. Nếu như tiến lên muốn đánh chết Doãn Ngạc thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng mà sợ rằng lúc đó Lam Linh sẽ mất mạng, thân phận của Lam Linh Thiên Thủ Quỷ Tôn vô cùng rõ. Sư phụ, người buông tay ra đi, con sẽ cầu Lâm Thiên, ít nhất có thể bảo vệ người bình yên vô sự. Người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Hơi thở của Lam Linh mỏng manh, toàn thân suy yếu, trên cái miệng khô nứt lúc này vẫn có máu tươi chảy ra. Sư phụ, bằng không người nghe sư tỷ đi. Hồng Vân quay người nói với Doãn Ngạc. Hừ, Vạn Thú Tông bị hủy, cơ nghiệp trên vạn năm bị hủy, không còn gì nữa, ta còn sống làm cái gì nữa. Tiểu tạp chủng Lục Lâm Thiên kia vì ngươi mà tới, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy ngươi chết, ta muốn hắn hối hận, để cho hắn tận mắt nhìn thấy ngươi chết trong tay ta. Không để ý tới Hồng Vân, Doãn Ngạc rít gào, dùng sức nắm cổ Lam Linh, khiến cho Lam Linh không có cách nào hô hấp, máu tươi trong miệng lần nữa trào ra. Doãn Ngạc, ngươi dám. Thiên Thủ Quỷ Tôn quát to, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mau tránh ra, lão đại tới. Ngoài thạch thất, Tiểu Long hét lớn, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Trưởng môn. Mọi người lập tức hành lễ, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng phóng tới, xuyên qua mấy con đường bằng đá bằng phẳng. Trong tâm thần dò xét của hắn lúc này hắn đã biết được Lam Linh bị giam ở nơi này. Tránh ra cho ta. Trong thạch thất. Hồng Vân và đệ tử Vạn Thú Tông đang run rẩy ngăn cản ở cửa vào, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức vô hình đánh bay hơn chục người này. Phụt! Miệng Hồng Vân phun ra một ngụm máu tươi, hơn 10 đệ tử kia dưới cỗ khí tức vô hình này, lục phủ ngũ tạng cùng với linh hồn trong cơ thể bị phá hủy. Lam Linh! Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong thạch thất, nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, toàn thân bị ngâm trong huyết thủy. Hai tay bị khóa sắt ngăm đen xuyên qua lòng bàn tay, trên bàn tay tràn ngập máu tươi, trong lúc mơ hồ còn xuất hiện vết sẹo, khóa sắt đã dung nhập vào bàn tay, chứng minh đã bị tra tấn rất lâu rồi. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Linh Hạo, Mẫu Đơn, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá trong khoảnh khắc xuất hiện trong thạch thất, nhìn thấy bộ dáng của Lam Linh như vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Lam Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng sợ hãi, run rẩy nói. Lâm Thiên,
Lam Linh ở trong huyết thủy nghe thấy âm thanh quen thuộc này, ánh mắt vô thần lập tức run lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh quen thuộc trước mắt. Đối với tình huống đại khái của Vạn Thú Tông hiện tại, ở trong lời nói của mọi người nàng đã biết được tình huống đại khái. Sốt cuộc chàng cũng đến, ta biết chàng sẽ tới mà. Nhìn nam tử mặc áo xanh quen thuộc kia, Lam Linh khẽ nói. Thiếp biết chàng sẽ không có việc gì mà, chàng nhất định sẽ không có việc gì. Thật xin lỗi, đã để nàng chịu khổ rồi. Hai tay Lục Lâm Thiên nắm chặt, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không ngừng nhỏ máu. Tra tấn bực này tàn nhẫn tới mức nào, những năm này không ngờ nàng lại bị tra tấn như vậy, mà hắn lại không biết được. Tiện tì, tất cả là vì ngươi, bằng không Vạn Thú Tông ta ngày hôm nay tại sao lại tới tình trạng như hiện tại. Là tiện tì ngươi hủy Vạn Thú Tông. Doãn Ngạc rít gào, bàn tay hung hăng nắm cái cổ gầy gò của Lam Linh. Doãn Ngạc, người buông tay cho ta, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Lục Lâm Thiên hét lớn. Lục Lâm Thiên, tốt nhất ngươi nên lùi xuống cho ta. Bằng không ta cùng với tiện tì này sẽ cùng chết, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận, để cho ngươi đau lòng. Doãn Ngạc phẫn nộ quát, gần như điên cuồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, giận dữ ngập trời, khiến cho người ta run sợ không thôi. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chân bước ra lập tức ngừng lại. Trước mặt đế giả cũng muốn cưỡng ép, muốn chết sao? Độc Cô Cảnh Văn quát nhẹ một tiếng, dứt lời, toàn thân Doãn Ngạc lập tức như bị giam cầm, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Cảnh Văn tỷ, để cho muội tới, loại người này có lẽ nên tra tấn, để cho Lam Linh tỷ hả giận. Siêu siêu, tiếng kêu vang lên, cùng lúc, trong không gian có một đạo điện mang màu xanh tuôn ra, hung hăng cuốn lấy cánh tay Doãn Ngạc đang nắm cổ Lam Linh, điện mang màu xanh lóe lên, bàn tay Doãn Ngạc lập tức bị chặt đứt. Phanh! Cùng một lúc, một đạo điện mang màu xanh hóa thành một dây mây màu đen lập tức đập vào ngực Doãn Ngạc, đánh bay hắn lên thạch bích. Phụt! Miệng Doãn Ngạc phun ra một ngụm máu tươi từ trên cánh tay bị chặt đứt không ngừng chảy xuống, tiếng kêu thê thảm vang vọng. Muốn chết, bằng vào thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt đế giả uy hiếp con tin. Lục Tâm Đồng xuất hiện sau lưng Doãn Ngạc, mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Lam Linh, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm Đồng, tha cho sư phụ ta một mạng, Lâm Thiên, cầu chàng, buông tha cho sư phụ thiếp. Lam Linh thấy thế lập tức cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Nghe vậy Lục Tâm Đồng lập tức cấm chế Doãn Ngạc, hung hăng đạp hai cái, đá hắn sang một bên. Ken két. Đồng thời, Vân Hồng Lăng cùng với Bắc Cung Vô Song đã chém đứt khóa sắt trên bàn tay Lam Linh, Bắc Cung Vô Song đánh mấy đạo thủ ấn xuống, dễ dàng cởi bỏ cấm chế trên người Lam Linh. Nhưng mà tuy rằng cấm chế được cởi bỏ, thế nhưng lúc này Lam Linh cũng chẳng khác gì phế nhân, toàn thân vô lực, rất là mềm yếu. Các ngươi cẩn thận, đây là dung cốt hóa hồn trì, nước có thể khiến cho xương cốt trong cơ thể mềm đi, cuối cùng chậm rãi hóa thành huyết thủy, linh hồn cũng bị ăn mòn. Lam Linh sư tỷ đã bị ngâm trong huyết thủy 8 năm. Hiện tại đã gần không thể chống đỡ được, toàn thân mềm yếu, chỉ cần các ngươi dùng một chút sức lực sẽ khiến cho thân thể tỷ ấy đứt gãy. Trong thạch thất, Hồng Vân cố gắng đứng lên nói với Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng. Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng liếc nhìn Hồng Vân, lập tức cẩn thận nâng Lam Linh lên trên. Hai mắt Lục Lâm Thiên đỏ tươi, mắt nhìn Lam Linh, lúc này nàng đâu còn vẻ tao nhã lúc trước mà gầy như que củi. Khí tức toàn thân suy yếu, uể oải, trên bàn tay có lỗ máu. 8 năm a, Lam Linh bị tra tấn 8 năm, nữ nhân của hắn bị tra tấn 8 năm, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu nhỏ máu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run rẩy, ngồi xổm trước mặt Lam Linh, nắm lấy bàn tay bị xuyên thủng, đôi tay này vốn cũng không được tính là trắng nõn như ngọc, giờ đây cũng là một bàn tay trắng nõn, thế nhưng hiện tại lại có lỗ máu, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên đau đớn không thôi. Xin lỗi nàng, ta tới chậm. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, 8 năm đã trôi qua, hắn không có cách nào quay ngược thời gian, chuyện tra tấn này đã xảy ra rồi. Chàng tới không muộn, thiếp biết chàng sẽ không có việc gì. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt vô thần hiện lên sự chấn động, khóe miệng khẽ mỉm cười, nụ cười này không động lòng người giống như khi trước. Lam Linh, ngươi đừng nói chuyện, nhanh dùng đan dược rồi nghỉ ngơi đi. Độc Cô Cảnh Văn móc ra mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lam Linh, từng đạo thủ ấn trong tay rơi xuống, kiểm tra tình hình của Lam Linh. Đừng nói chuyện nữa,
nàng nghỉ ngơi trước đi. Lục Lâm Thiên nắm tay Lam Linh, nhìn bộ dáng Lam Linh lúc này, hàn ý trong mắt không hề che giấu bắn về phía trước. Không, chàng phải đồng ý với thiếp trước, thả sư phụ và sư muội của thiếp. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu không phải có sư muội, thiếp đã sớm chết rồi. Xin chàng nể mặt thiếp, thả sư phụ và sư muội thiếp. Lục Lâm Thiên nhìn Hồng Vân, ánh mắt hàn ý nhìn vào trên người Doãn Ngạc, cả giận nói. Lão cẩu này tra tấn nàng như vậy, nàng còn muốn ta thả hắn sao? Ta phải băm vằm hắn thành vạn đoạn, để cho hắn nếm thử loại tư vị như vậy. Lâm Thiên, nói như thế nào hắn cũng là sư phụ của thiếp, là thiếp nợ hắn, lần này thiếp cầu chàng, từ nay về sau thiếp và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không có một chút quan hệ nào. Thiếp cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cầu khẩn. Lục Lâm Thiên tràn ngập giận dữ, nhìn Doãn Ngạc trên mặt đất rồi nói. Không được, yêu cầu khác ta có thể đáp ứng nàng, thế nhưng yêu cầu này thì không được. Doãn Ngạc này phải chết, nếu không khó có thể giải mối hận trong lòng ta. Trưởng môn, để ta giết hắn. Giết tên Doãn Ngạc hỗn đản. Chúng cường giả phi linh môn ngày càng tụ tập nhiều hơn, trong mắt tất cả mọi người hiện lên sát ý. Lúc này sợ rằng chỉ cần Lục Lâm Thiên vung tay lên, những cường giả này có thể xé rách Doãn Ngạc thành mảnh nhỏ. Lâm Thiên, nếu như chàng giết hắn thì chàng cứ giết tiếp đi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lam Linh, ngươi tội gì phải làm vậy? Lâm Thiên vì ngươi mà đau lòng, cho nên mới tức giận a. Vân Hồng Lăng nhìn Lam Linh, nói. Ngươi không nên nói nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt, ngươi đã bị tra tấn tới mức này rồi. Hồng Lăng, ta biết rõ Lục Lâm Thiên vì ta mà tức giận. Lam Linh nhìn qua Vân Hồng Lăng, ánh mắt lại nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lữ Tiểu Linh, lần nữa lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, thiếp xin chàng được không? Dù sao hắn cũng là sư phụ của thiếp, trước kia hắn còn đối tốt với thiếp. Nếu như không có hắn cũng không có thiếp ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta cũng không ở cùng một chỗ như hôm nay. Tất cả những thứ này ta phải trả lại, hy vọng chàng hiểu cho thiếp. Được rồi, ta sẽ tha cái mạng chó của hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn Lam Linh nói. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, không nên nói thêm nữa, mau chóng luyện hóa đan dược khôi phục một chút đi. Không, thiếp muốn chàng thề thiếp mới yên tâm. Lam Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Tốt, ta thề buông tha cho hắn, nàng yên tâm đi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, không muốn để cho Lam Linh bị ảnh hưởng. Chàng phải thề tất cả người của phi linh môn phải tha cho sư phụ thiếp. Chỉ cần chàng còn sống một ngày thì hắn còn được sống, như vậy thiếp mới có thể yên tâm. Thiếp cầu chàng được không? Thiếp chỉ xin chàng lần này mà thôi. Lam Linh khẩn cầu nhìn Lục Lâm Thiên, nàng quá hiểu hắn, cũng biết cường giả phi linh môn, lúc này mỗi một người đều có thực lực có thể giết chết sư phụ Doãn Ngạc của nàng, cho nên nàng không thể không đề phòng tất cả những thứ này. Cơ mặt Lục Lâm Thiên co rúm lại, có chút bất đắc dĩ, tâm trí Lam Linh không dưới Cảnh Văn, đã sớm tính toán tất cả. Chỉ cần hắn còn sống một ngày thì Doãn Ngạc sẽ không có việc gì. Trầm tư một lát, quay đầu lại hầm hầm nhìn vào Doãn Ngạc đang bị Lục Tâm Đồng cấm chế dưới mặt đất, cắn răng nói. Doãn Ngạc lão cẩu, người thù đệ tử rất tốt, lần này ta thả ngươi, thế nhưng từ hôm nay trở đi, Lam Linh không còn quan hệ nào với ngươi nữa. Tuy rằng Doãn Ngạc bị cấm chế, thế nhưng cũng có thể nghe được và nhìn được, trong mắt hắn cực kỳ kinh ngạc, dường như hắn cũng thật không ngờ Lam Linh lại che chở hắn như vậy. Lục Lâm Thiên dứt lời, quay đầu lại nhìn chúng cường giả phi linh môn rồi nói. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, tha cho cái mạng chó của Doãn Ngạc, không được ai động tới hắn, Tâm Đồng, thả hắn đi. Vâng, chúng cường giả phi linh môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với đám người Hỏa Xí Tôn giả không khỏi bất đắc dĩ gật đầu. Mệnh lệnh của trưởng môn bọn họ phải nghe, Kim Xà Tôn giả cũng gật đầu. Thế nhưng ánh mắt lúc này biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, lão cẩu, cho dù vận khí của ngươi tốt. Lục Tâm Đồng hung hăng đá Doãn Ngạc mấy cước, lập tức giải cấm chế trên người Doãn Ngạc. Doãn Ngạc giãy giụa, cố gắng bò lên, tay trái nắm tay phải bị đứt, khí tức suy yếu, lúc này chung quanh có rất nhiều cường giả phi linh môn, thậm chí còn có cả đế giả khiến cho linh hồn hắn chịu áp lực, không ngừng run rẩy. Trong sát na này hắn có cảm giác giống như trời đất quay cuồng, vạn thú tông thua, hắn cũng thua,
từ nay về sau hắn không còn là gì nữa. Vạn thú tông truyền thừa trên vạn năm triệt để biến mất trên đại lục, thất bại thảm hại. Còn không mau cút đi. Doãn Ngạc quay đầu nhìn Lam Linh trong ngực Lục Lâm Thiên, còn có Hồng Vân trên mặt đất, lập tức quay người rời đi. Doãn Ngạc, đi chết đi. Lúc này một tiếng quát vang vọng trong không gian, thân ảnh Kim Xà Tôn giả lóe lên, trong sát na đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo linh hỏa nóng bỏng, xé nát không gian, trong gang tấc đánh vào người Doãn Ngạc. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, Doãn Ngạc còn chưa kịp có phản ứng, thân thể đã lập tức hóa thành huyết vụ. Kim Xà Tôn giả là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, thực lực này Doãn Ngạc căn bản không phải là đối thủ. Sư phụ! Lam Linh, Hồng Vân lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh môn kinh ngạc nhìn vào Âu Can này, tuy rằng Doãn Ngạc chết khiến cho trong lòng bọn họ mừng thầm, thế nhưng bọn họ lại kinh ngạc vì Kim Xà Tôn giả này không ngờ lại dám cãi lệnh trưởng môn, người này muốn chết hay sao? Kim Xà Tôn giả, người có nghe thấy ta nói hay không? Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Kim Xà Tôn giả. Thuộc hạ nghe rõ. Kim Xà Tôn giả gật đầu đáp. Ngươi nghe được, vì sao lại làm trái lời của ta? Chẳng lẽ ngươi không coi ta ra gì? Lục Lâm Thiên phẫn nộ quát. Mọi người cũng bất giác dĩ, thời gian Kim Xà Tôn giả này gia nhập Phi Linh môn quá ngắn, không ngờ ngay cả mệnh lệnh của trưởng môn cũng dám không nghe, rõ ràng là không muốn sống. Nhưng lúc này lại có vài đệ tử Phi Linh môn, ánh mắt khẽ đổi. Thuộc hạ chỉ cảm thấy Doãn Ngạc này đáng chết, thuộc hạ có tội, mong trưởng môn trách phạt, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói một lời. Kim Xà Tôn giả quỳ một gối xuống trước người Lục Lâm Thiên. Tốt, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Lục Lâm Thiên tức giận, phất tay một cái, chân khí trong người tràn ra. Trưởng môn bất giận, Kim Xà đà chủ cũng tức giận thay Lam Linh tẩu tử mà thôi. Tuy rằng có tội, thế nhưng những năm nay Kim Xà đà chủ vẫn luôn trung thành và tận tâm với Phi Linh môn. Mong trưởng môn tha tội cho Kim Xà đà chủ a. Thân ảnh Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên, lập tức hành lễ nói. Sư phụ, nể tình Kim Xà đà chủ cũng có công lao, tha cho Kim Xà đà chủ đi. Ánh mắt Niếp Phong biến ảo, lập tức hành lễ, cầu khẩn cho Kim Xà đà chủ. Công tử, mấy năm nay Kim Xà đà chủ trung thành và tận tâm với Phi Linh môn. Sáng hôm nay còn lập nhiều đại công, công tử, người tạm thời tha cho Kim Xà đà chủ đi. Lục Tiểu Bạch tiến lên, cầu tình thay cho Kim Xà Tôn giả. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả nhìn về phía ba người đứng ra xin tha tội cho hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt tràn ngập cảm kích với ba người này. Con mắt lệ quỷ trong Cực Lạc Tam Quỷ biến ảo, mỉm cười, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Kim Xà Tôn giả, cũng tiến lên phía trước nói. Nhị thiếu gia. Lão gia hỏa Kim Xà này tuy rằng chống lại mệnh lệnh của trưởng môn, thế nhưng cũng có thể hiểu được, lại có công lao với Phi Linh môn, nhị thiếu gia tạm thời tha lão gia hỏa này đi. Mong trưởng môn cho Kim Xà Tôn giả cơ hội chuộc tội. Cường giả Phi Linh môn nhìn nhau, nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, Lệ Quỷ đều cầu tình, bọn họ lập tức theo đuôi mà cầu tình. Bất kể như thế nào Doãn Ngạc bị giết, trong lòng bọn họ cũng mừng thầm, ngược lại còn bội phục lá gan của Kim Xà Tôn giả này. Chỉ là cái mệnh của trưởng môn cũng không hay cho lắm. Ngược lại đám người Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cùng với Linh Hạo Đại Đế, Vân Thủy Đế Tiên nhìn về phía Kim Xà Tôn giả, trong mắt có chút hiểu ra, khẽ mỉm cười. Hừ! Lục Lâm Thiên nhìn mọi người hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ánh mắt đảo qua ba người Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong lại có chút hài lòng, thậm chí còn cảm thấy bất ngờ đối với Niếp Phong. Lâm Thiên, được rồi! Tất cả đều là số mạng. Ánh mắt Lam Linh có chút uể oải, bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc này Lục Lâm Thiên mới nhìn qua vô số cường giả Phi Linh môn trước người, phẫn nộ quát Kim Xà Tôn giả. Kim Xà, không ngờ tình cảm của ngươi với mọi người không tồi, thế nhưng tội chết có thể miễn, cãi mệnh lệnh của ta, tội sống khó tha, ngươi có gì không phục không? Thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến nào, đa tạ trưởng môn tha mạng. Về sau thuộc hạ tuyệt đối không dám cãi lời trưởng môn. Nếu không mời trưởng môn cứ chém cứ giết, thuộc hạ tuyệt đối không hé miệng nói nửa câu. Kim Xà Tôn giả nói. Sau khi trở về tự mình tới chỗ của ta tiếp nhận xử phạt. Lục Lâm Thiên cả giận nói với Kim Xà Tôn giả, lập tức phất tay bảo mọi người đứng dậy. Mọi người lúc này mới đứng dậy, trong lòng thầm thở dài một hơi,
lúc này có chút bội phục lá gan của Kim Xà Tôn giả. Thế nhưng giết Doãn Ngạc lại khiến cho mọi người thống khoái, khiến cho không ít lão nhân của Phi Linh Môn vốn có tâm lý bài ngoại với Kim Xà Tôn giả. Dù sao mà nói, Kim Xà Tôn giả trước kia là người của Thiên Địa Minh, lại là người mới tới, thế nhưng lúc này không khỏi sinh lòng hảo cảm với Kim Xà Tôn giả. Mà có mấy người như đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Lục Tiểu Bạch, Nam Thúc mỉm cười không nói gì. Lâm Thiên, sư muội chiếu cố cho thiếp có thừa, không có muội ấy âm thầm che chở, sợ rằng thiếp đã không còn sống để gặp mặt chàng ngày hôm nay. Đồng ý với thiếp, cho sư muội thiếp một con đường sống. Ánh mắt Lam Linh tha thiết cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn Hồng Vân rồi nói, ngươi đi đi, ngươi che chở cho Linh Nhi, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt, ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần ta còn sống, ngươi có thể tùy thời tới gặp ta đòi phần nhân tình này. Hồng Vân đứng dậy, nhìn Lam Linh và người của Phi Linh Môn, chân lảo đảo rời đi. Nàng có thể làm gì được nữa? Tông chủ Vạn Thú Tông, nàng chỉ giống như một đầu khôi lỗi mà thôi, hiện tại Vạn Thú Tông không còn. Nàng có thể nhặt về một cái mạng đã là không dễ dàng rồi. Hồng Vân rời khỏi, lúc này không có người nào ngăn cản, mọi người tự động tránh ra tạo thành một con đường cho Hồng Vân rời đi. Nghĩa phụ, sư phụ, Hàn Băng sư bá, làm phiền mọi người thu thập Vạn Thú Tông một chút, chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai tới Thiên Kiếm Môn. Hiện tại con muốn chữa thương cho Linh Nhi, cho nên muốn bế quan trong thạch thất một lúc. Lục Lâm Thiên tiến lên nói với đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Tôn giả. Được, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta. Nam Thúc gật đầu, khẽ phất tay một cái, chúng cường giả Phi Linh Môn tự động lui ra. Chỉ có chúng nữ Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại trong thạch thất. Mọi người rời khỏi thạch thất, tiếp đó Lục Lâm Thiên lập tức bố trí một đạo cấm chế trong thạch thất. Đa tạ chư vị đã cầu tình, Kim Xà lần nữa đa tạ. Ngoài thạch thất, Kim Xà Tôn giả ôm quyền thi lễ với mọi người trong Phi Linh Môn. Kim Xà, lá gan ngươi quả thực rất lớn, nhưng mà ngươi giết Doãn Ngạc lại khiến cho chúng ta vô cùng thống khoái. Âm quỷ nói, thái độ của chúng cường giả Phi Linh Môn lập tức nhiệt tình không ít với Kim Xà Tôn giả, trong lúc vô hình coi hắn như là người một nhà. Kim Xà Tôn giả này cũng xem như thông minh. Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong mỉm cười, dường như đã hiểu cái gì đó. Đương nhiên. Lão gia hỏa này rất thông minh. Lục Tiểu Bạch nói. Ba vị, đa tạ, Kim Xà Tôn giả ta nhận phần nhân tình này. Hàn huyên cùng mọi người một lát, Kim Xà Tôn giả đến trước mặt đám người Lục Tiểu Bạch, Đoan Mộc Hồng Chí cùng Niếp Phong rồi ôm quyền hành lễ. Dùng tu vi của hắn hiện tại, có thể làm như vậy với ba người Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí đã là hạ thấp mình không ít rồi. Kim Xà đà chủ khách khí rồi. Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong mỉm cười. Hoàn lễ với Kim Xà Tôn giả. Kim Xà Tôn giả chính là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, bọn họ là hậu bối đương nhiên không dám vô lễ. Kim Xà đà chủ, người hy vọng ta khách khí với người một chút, hay là hòa nhã hơn một chút. Lục Tiểu Bạch mỉm cười, nhìn Kim Xà Tôn giả hỏi, khiến cho Kim Xà Tôn giả có chút nghi hoặc. Cân nhắc một chút, Kim Xà Tôn giả mỉm cười, nhìn Lục Tiểu Bạch nói. Ta hy vọng đường chủ Kim Đường không cần quá khách khí với ta. Hòa nhã với ta hơn một chút là được. Vậy thì tốt, hòa nhã một chút, ta sẽ cho dù là người một nhà. Lão gia hỏa, ta rất thích ngươi, rất có gan. Lục Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Kim Xà Tôn giả nói. Ha ha, Kim Xà Tôn giả sững sờ, lập tức mỉm cười nói. Nhưng mà lão gia hỏa, người một nhà cho nên ta mới nói một câu. Loại chuyện như vậy chỉ cần làm một lần là đủ, hy vọng ngươi hiểu rõ. Sau khi gia nhập Phi Linh Môn, người không nên hối hận. Vẻ mặt Lục Tiểu Bạch biến hóa, nghiêm túc nói với Kim Xà Tôn giả. Đương nhiên, đa tạ Lục đường chủ. Kim Xà Tôn giả cũng nghiêm túc gật đầu, lời nói của Lục Tiểu Bạch đương nhiên hắn có thể hiểu rõ. Lão đại, Kim Xà Tôn giả này dường như có chút kỳ quái. Dương Quỷ nhìn Lục Tiểu Bạch, Đoan Mộc Hồng Chí đang nói chuyện với Kim Xà Tôn giả, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lão gia hỏa Kim Xà này đủ ngoan độc, cũng dám đánh bạc một phen. Hắn không sợ nhị thiếu gia lấy cái mạng già của hắn hay sao? Lệ Quỷ có chút vui vẻ, nói với Dương Quỷ. Các ngươi cho rằng nhị thiếu gia sẽ giết lão gia hỏa này hay sao? Chẳng lẽ trưởng môn không nỡ giết hắn hay sao?
không phải chỉ giết một người trẻ tuổi trong Khôn Dương đảo hay sao? Tuy rằng có một chút công lao, thế nhưng đây cũng là cái mệnh của nhị thiếu gia a. Dương Quỷ nghi ngờ nói. Nhị đệ, đệ không rõ rồi. Lệ Quỷ nhìn Dương Quỷ, lại nhìn mọi người chung quanh, hạ thấp âm thanh nói. Các ngươi vẫn không rõ sao? Tuy rằng Kim Xà Tôn giả cái mệnh lệnh của nhị thiếu gia, thế nhưng cũng đã giải quyết mối hận trong lòng nhị thiếu gia. Trước mặt phu nhân, nhị thiếu gia không có cách nào ra tay, đành phải thả Doãn Ngạc kia ra. Thế nhưng trong lòng nhị thiếu gia, bất kể là vì phu nhân hay là Vạn Thú Tông, về công về tư, Doãn Ngạc này phải chết. Nhị thiếu gia cũng không phải là người nhân từ nương tay. Chỉ vì ngại phu nhân cho nên không có cách nào ra tay mà thôi. Lão gia hỏa Kim Xà này đã đoán đúng tâm tư của nhị thiếu gia, cho nên mới dám mạo hiểm ra tay. Nhị thiếu gia vì sự uy nghiêm của mình, cho nên tuy rằng trong lòng tán thưởng lão gia hỏa Kim Xà, thế nhưng vẫn phải trừng phạt hắn. Thì ra là thế, nhưng sao cuối cùng nhị thiếu gia lại nói như vậy? Âm Quỷ hiếu kỳ hỏi. Ta ngày càng thích hai tiểu bối như Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong, cả hai đều là người có tâm trí bất phàm. Cũng nhìn ra tâm tư của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia không muốn trừng phạt Kim Xà Tôn giả, cho nên bọn họ mới cầu tình. Cũng là tạo bậc thang cho nhị thiếu gia xuống đài. Lệ Quỷ nhìn bốn phía, lại nói. Lời này hai người các ngươi không thể nói ra ngoài, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng nếu nói ra thì lại không giống như vậy nữa, tới lúc đó nhị thiếu gia sẽ thu thập ba huynh đệ chúng ta. Tóm lại nhị thiếu gia không phải là người bình thường, hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong. Còn có Lục Tiểu Bạch kia cũng không phải là người bình thường. Lệ Quỷ, nói luyên thuyên ít thôi, còn không mau đi xem trong Vạn Thú Tông còn cất giấu những gì. Thân ảnh Nam Thúc vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng ba người. Bái kiến Linh Vũ Đại Đế, chúng ta đi bây giờ đây. Lệ Quỷ lập tức cười hắc hắc. Lệ Quỷ, chủ thuộc tính của ngươi là thủy đúng không? Nam Thúc nhìn Lệ Quỷ nói. Trước tiên cứ đi thu thập đồ vật đi. Ta sẽ giữ lại truyền thừa của một đế giả thuộc tính thủy thượng cổ cho ngươi. Đến lúc đó trở về rồi tiếp nhận truyền thừa. Ngươi vốn đã phục dụng tấn linh đế thần đan, lần này trong thiên địa tháp cũng nhận được chỗ tốt, tu vi đã đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, nói không chừng tới lúc đó có cơ hội đột phá tới đế giả. Thật sao, đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Nghe vậy, Lệ Quỷ lập tức vui mừng hành đại lễ với Nam Thúc, nhanh chóng mang theo hai người Âm Quỷ và Dương Quỷ đi thu thập. Thực lực của Tam Quỷ gần đây đều tiến bộ rất nhanh. Thánh Thủ Linh Đế đến bên người Nam Thúc, nhìn thân ảnh cực lạc Tam Quỷ rồi nói. Tiến bộ không tệ, sau trăm năm, cường giả của Phi Linh Môn sẽ không ít. Nam Thúc dứt lời, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới, ánh mắt khẽ đổi, quay đầu nói với Lục Tiểu Bạch phía xa. Lục Tiểu Bạch, tới đây. Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch cung kính đi tới, đối với hắn mà nói, Nam Thúc cũng là ân sư của hắn. Không có Nam Thúc sẽ không có hắn ngày hôm nay, cho dù là có công tử bảo hộ, không có Nam Thúc, hắn cũng không có tu vi như ngày hôm nay, thực sự trở thành một người phong vân một phương trong cổ vực. Đi sắp xếp một chút, để cho Phi Linh Môn tiếp nhận toàn bộ địa bàn của Vạn Thú Tông. Nhìn Linh Hạo Đại Đế đang trò chuyện với Vân Thủy Đế Tiên, ánh mắt biến ảo. Con hiểu rồi, con sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Lục Tiểu Bạch gật đầu, lập tức hiểu ra. Nam Thúc sợ Vân Dương Tông tới chiếm tiện nghi. Hắn lập tức đi xuống dưới sắp xếp, chiếm tiện nghi là độc quyền của hắn. Hiện tại mọi người trong cổ vực đều biết, Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ đều là người nổi danh. Lục Tiểu Bạch được người ta gọi là Lục Lột Da, đỡ upsilon.ng tới bất kỳ thứ đồ vật nào đều có thể lột ra một lớp da. Lưu Nhất Thủ được gọi là Lưu Gà Trống, bất kỳ đồ vật nào rơi vào trong tay hắn đều có vào mà không có ra. Dường như lại có người tới. Hàn Băng Đại Đế nhìn không trung trước mắt, ánh mắt biến ảo, có chút mập mờ, nhìn về phía Nam Thúc nói. Lão quái vật, sao ta lại có cảm giác nàng đang tức giận a? Nam Thúc nhìn về phía xa, khuôn mặt có chút biến ảo. Trong Vạn Thú Tông, máu chảy thành sông, mùi máu tươi phóng lên trời, lan tràn ra trên không trung. Siêu! Trên không trung lần nữa chấn động, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Vạn Thú Tông bao la. To lớn như vậy lúc này đã hoàn toàn bị san bằng thành bình địa. Cơ nghiệp trên vạn năm của Vạn Thú Tông ngày hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát. Sau khi Lục Lâm Thiên bố trí một đạo cấm chế trong thạch thất, lập tức đưa Lam Linh vào trong thiên trụ giới chữa thương.
Bốn đế giả vừa ở Đông Hải chạy tới nhìn thấy cảnh này lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối. Bốn đế giả ở Đông Hải, một lão phụ nhân của Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo và Tinh Mục Các là hai lão giả già nua, Thiên Vân Đảo là nữ tử xinh đẹp đeo khăn che mặt màu hồng. Bốn người xuất hiện, nhìn thấy cảnh này vẻ mặt đại biến, có lẽ trước khi tới đây bốn người này cũng không ngờ tới Vạn Thú Tông lại trở thành như hiện tại. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vạn Thú Tông này lập tức bị san bằng thành bình địa. Cảnh tượng tàn sát trong Vạn Thú Tông cũng không kéo dài bao lâu, có huyết mị và yêu thú, linh thú của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, tăng thêm khôi lỗi, chuyện này cũng không cần thời gian quá dài, đệ tử Vạn Thú Tông tuy rằng có nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi bị tàn sát như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả dần dần đi tới hồi kết, đệ tử Vạn Thú Tông đã sớm chạy tứ tán, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể chạy thoát, một là bị cường giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo hoặc là bị yêu thú, linh thú cùng khôi lỗi dùng thủ đoạn sấm sét đánh chết. Cũng có người tự bạo hồn anh, thế nhưng chỉ có người có tu vi đạt tới vương cấp mới có thể tự bạo hồn anh, vương cấp và tôn cấp đã sớm bị cường giả Phi Linh Môn đề phòng, vây công thu thập. Cả đám đều là người tu luyện đương nhiên cũng biết làm sao có thể đề phòng đối phương chó cùng rứt dậu, tự bạo hồn anh. Giống như đám người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế vậy. Ngay từ đầu năm người vây công Thiên Ải Thú Đế, nguyên do trong lúc nhất thời khó có thể đánh chết người này là do sợ ép Thiên Ải Thú Đế quá dẫn tới tình trạng tự bạo hồn anh. Chuyện này cũng không bình thường, nếu không phải cuối cùng có Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hậu quả sợ rằng có chút phiền phức. Trong khu vực của Vạn Thú Tông, không ít ánh mắt bên trong các đại thành nhìn về phía xa. Mùi máu tươi tràn ngập bầu trời, nhìn không rõ ràng, thế nhưng cũng không khó đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Vạn Thú Tông khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá hủy. Đã lâu không gặp, những năm này ngươi thế nào? Phía xa xa, trên một ngọn núi còn chưa bị ảnh hưởng bởi đại chiến, Nam Thúc chắp tay đứng đó, mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đeo khăn che mặt màu hồng, có chút xấu hổ lên tiếng. Ta vẫn như vậy, không giống như ngươi, nhân sinh cực kỳ đặc sắc. Bị trọng thương một hồi, lại bị nhốt một hồi mà còn có thể sống, vận khí cũng không kém. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng lên tiếng, âm thanh già nua, trầm thấp. Hóa ra ngươi cũng biết. Nam Thúc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng, trong mắt có chút ngạc nhiên. Trên đại lục đã lan truyền chuyện này, ta có thể không biết sao. Nữ tử có thân hình xinh đẹp này chậm rãi nói, ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng nhìn về phía Nam Thúc, nói tiếp. Nghĩa tử của ngươi ngày mai muốn tới Thiên Kiếm Môn. Không sai. Nam Thúc khẽ gật đầu. Vậy thì các ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Kiếm Môn không phải là Vạn Thú Tông, thực lực năm đó của Thiên Kiếm Môn cơ hồ có thể áp đảo tất cả các thế lực. Tuy rằng các ngươi cũng không yếu, thế nhưng nên cẩn thận thì hơn. Âm thanh già nua của nữ tử kia lại vang lên. Trong sơn mạch liên miên, trong đình viện, trong đại sảnh lúc này có không ít thân ảnh đang ngồi đó, trên chủ vị chính là Đoạn Kiếm Đại Đế, và dưới hắn theo thứ tự là Tuyệt Mộc Quỷ Đế, Quân Lăng Đại Đế, Thiên Nguyên Đế Tôn, Yêu Hỏa Đại Đế, Hồn Diệt Lão Nhân. Còn có Ảnh Long Đại Đế của Nguyệt Long Các, Thiên Khôi Đại Đế của Thần Kim Các, Diệu Nhật Đế Quân của Khôn Dương Đảo, chúng đế giả đều có mặt ở đó. Chư vị, Vạn Thú Tông bị diệt, hung hồn cũng bị giết, thực lực của Phi Linh Môn lúc này không hề tầm thường, ta nghĩ mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy a. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người chung quanh, trong mắt vẫn lan tràn ra hàn ý. Nhớ tới Lục Lâm Thiên Cuồng Vọng ban ngày trong lòng hắn lập tức giận dữ. Mà thực lực của Lục Lâm Thiên đã khiến cho hắn hãi hùng, khiếp vía. Hơn 10 đế giả, tất cả các sơn môn lớn chúng ta không có bất kỳ một sơn môn nào có thể xuất ra ngần ấy đế giả. Trên khuôn mặt già nua của Hồn Diệt Lão Nhân vẫn còn có chút rung động, khi nàng vừa mới tới Vạn Thú Tông thiếu chút nữa đã xoay người rời đi. Một mình chống lại thì thiên địa minh chúng ta sẽ bị Lục Lâm Thiên san bằng thành bình địa. Tiểu tử này trở thành hoàng tộc, khống chế thuộc tính mới, cánh chim đã cứng cáp. Hiện tại chúng ta rốt cuộc không có cách nào làm gì được hắn. Yêu Hỏa Đại Đế của Địa Linh Tông trầm giọng nói. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người nói. Trong lòng mọi người có lẽ đều hiểu rõ, một mình đối đầu với Lục Lâm Thiên kia, tất cả các sơn môn cơ hồ đều bị san bằng thành bình địa. Cho nên tới lúc này, mọi người không thể không đồng tâm hiệp lực, bằng không kết cục sẽ giống như Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông, chư vị thấy sao? Đồng tâm hiệp lực. Chỉ tiếc Hắc Sát giáo không ngờ lại âm thầm thông đồng với Phi Linh Môn. Thiên Nguyên Đế Tôn tức giận nói. Tên khốn kiếp Phong Sát kia,
ta đã sớm biết hắn không đáng tin cậy. Đáng tiếc chúng ta không ra tay sớm. Tuyệt Mộc Quỷ Đế oán hận không thôi. Chuyện Phong Sát và Hắc Sát Giáo sau này hãy nói, chỉ cần giải quyết Lục Lâm Thiên này, Phong Sát không đáng lo ngại. Trong mắt Quân Lăng Đại Đế hiện lên sự ngưng trọng, nói. Hiện tại quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên, kẻ này mang theo hơn chục đế giả, thực lực quá mạnh mẽ. Hơn 10 đế giả thì thế nào? Thiên kiếm môn ta cũng không phải nơi mà hắn có thể tùy tiện tới. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người, trong mắt hiện lên sát ý, nói. Lúc này tất cả mọi người đều có mặt, ta có đề nghị, ngày mai Lục Lâm Thiên tới Thiên Kiếm Môn, Thiên Địa Minh chúng ta có một cơ hội cuối cùng. Cường giả tất cả các sơn môn lớn hội tụ tại Thiên Kiếm Môn, không có che giấu, toàn lực chém đầu Lục Lâm Thiên. Ánh mắt mọi người biến ảo, dường như có chút do dự. Chư vị, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không đồng tâm hiệp lực Thiên Địa Minh sẽ bị phá hủy. Chuyện kia còn chưa tới thế nhưng cơ nghiệp trên vạn năm của các sơn môn lớn chúng ta đã sắp sụp đổ. Đoạn Kiếm Đại Đế nói. Đoạn Kiếm, Thiên Kiếm Môn ngươi phải chăng đã có nắm chắc, vị kia của các ngươi? Yêu Hỏa Đại Đế nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế hỏi. Đương nhiên. Đoạn Kiếm Đại Đế gật đầu, nhìn Quân Lăng Đại Đế cùng Thiên Khôi Đại Đế rồi nói. Quân Lăng, Thiên Khôi, các ngươi phải dốc toàn lực mới được, bằng không Vân Dương Tông cùng với Thiên Vân Đảo gần đó. Sợ rằng sẽ bị kinh động. Huống chi những sơn môn trong đế đạo minh nhất định cũng sẽ có chuẩn bị. Chúng ta muốn chém đầu Lục Lâm Thiên, nhất định phải bất ngờ, toàn lực đánh chết, đến lúc đó tất cả mọi chuyện sẽ dễ làm hơn. Được rồi, Địa Linh Tông ta toàn lực tương trợ. Yêu Hỏa Đại Đế lập tức gật đầu nói. Chư vị, lúc này chúng ta phải dùng toàn lực, phải toàn lực thật sự, bằng không Thiên Địa Minh sẽ không có cơ hội xoay mình. Ta nói là toàn lực. Có lẽ chư vị cũng đã hiểu rõ. Phải triệt để phá hủy Phi Linh Môn. Quân Lăng Đại Đế nhìn chúng nhân nói. Được, toàn lực ứng phó, không giữ lại. Hồn Diệt Lão Nhân gật đầu nói. Những đế giả còn lại nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu không nói gì. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, bây giờ chúng ta phải thương nghị một chút, ngày mai nhất định phải đánh chết Lục Lâm Thiên kia. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người, nở nụ cười thỏa mãn. Áp lực của Thiên Kiếm Môn giảm bớt không ít, huống chi hiện tại Thiên Kiếm Môn còn có con át chủ bài của mình. Thiên Kiếm Môn truyền thừa lâu như vậy há có thể tùy tiện bị dung chuyển được chứ? Cho dù Lục Lâm Thiên kia bất phàm, hiện tại cũng còn chưa đủ. Hoàng hôn, mặt trời chiều lặn về phía tây, một mùi máu tươi tràn ngập trong thiên địa. Tại một đình viện trong Vạn Thú Tông không bị đại chiến ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên ngồi đó, đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn đang báo cáo với Lục Lâm Thiên tình huống sau đại chiến. Cả trong ra ngoài Vạn Thú Tông đều bị lục soát một lần, trừ số người chạy thoát ra, không có một người nào của Vạn Thú Tông còn sống. Số lượng đệ tử Vạn Thú Tông bị đánh chết ước chừng 10 vạn, đệ tử ở lại trong tông của Vạn Thú Tông có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà cơ hồ tất cả thu hoạch đương nhiên cũng rơi vào trong túi của Phi Linh Môn, về phần thu hoạch bao nhiêu còn chưa kịp kiểm kê cụ thể. Lục Lâm Thiên do dự một chút, bảo mọi người không cần phải kiểm kê thu hoạch. Tất cả mọi người nhanh chóng điều thức khôi phục, sáng sớm ngày mai còn phải tới Thiên Kiếm Môn báo thù cho Đông Lão, phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn mới có thể an tâm kiểm kê thu hoạch. Lâm Thiên, Lam Linh thế nào rồi? Một lát sau, trên một ngọn núi, Nam Thúc hỏi Lục Lâm Thiên. Có lẽ không có gì trở ngại, chỉ là thân thể vô cùng suy yếu, muốn khôi phục thì cần phải mất một đoạn thời gian. Linh hồn và kinh mạch đều bị tổn thương. Sợ rằng đối với con đường tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Lục Lâm Thiên nói, trong thiên trụ giới hắn đã cố gắng chữa thương cho Lam Linh, ở trong dung cốt hóa hồn chỉ kia tuy rằng Lam Linh còn sống, thế nhưng kinh mạch và linh hồn đều bị ảnh hưởng cực lớn. Loại ảnh hưởng này khiến cho hắn tạm thời cũng không có cách nào giúp nàng khôi phục. Nhớ tới việc Lam Linh bị tra tấn, trong lòng Lục Lâm Thiên nhỏ máu, đau lòng mãi không thể nào bình tĩnh được. Cho dù đã đánh chết Doãn Ngạc, diệt Vạn Thú Tông cũng khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không có cách nào bình tĩnh được. Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, địch nhân của bản thân, nếu như không thể toàn lực diệt sát thì cuối cùng không chỉ có bản thân gặp phiền phức, quan trọng hơn sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh mình. Lam Linh chính là ví dụ tốt nhất, bởi vậy Lục Lâm Thiên mới không buông tha cho Doãn Ngạc kia, tuyệt đối không thể buông tha. Trải qua việc này cũng làm cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm kiên định, phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn. Thậm chí là cả Thiên Địa Minh. Nếu không ngày khác nếu như hắn không có mặt,
những người ở bên cạnh hắn sẽ gặp vô số phiền phức. Đi vào con đường này, hắn đã không thể không tâm ngoan thủ lạt. Ngày mai tới Thiên Kiếm Môn, chuyện này không thể không cẩn thận. Trong lòng ngươi phải hiểu rõ, thực lực của Thiên Kiếm Môn so với Vạn Thú Tông còn mạnh hơn nữa. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói tiếp. Có lẽ ngày mai trên Thiên Kiếm Môn còn phải đối mặt với toàn bộ Thiên Địa Minh. Vạn Thú Tông bị diệt, bọn họ không kịp sắp xếp, bằng không cũng sẽ không để cho ngươi huyết tẩy cả một sơn môn như vậy. Nam Thúc nói. Bất kể như thế nào cũng phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, một người cũng không để lại. Hàn ý từ trong kẽ răng Lục Lâm Thiên toát ra, nhìn ánh trời chiều như máu, nói. Đông lão còn đang nhìn vào con. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên một lát, lại cảm nhận mùi máu tươi tràn ngập trong không trung phía xa, khẽ nói. Cố gắng không nên giết chóc quá nhiều, có một ít người đáng chết, có lẽ cũng có không ít người không đáng chết. Người chết cũng không phải là người thường, đã đi lên con đường tu luyện này ai dám nói trong tay mình chưa từng có máu. Máu yêu thú, linh thú đều là máu, đều là tính mạng. Bản thân có thể giết được người khác là do vận khí và thực lực. Bị người khác giết cũng là do vận khí và thực lực. Nếu như có người mất mạng chỉ có thể trách chọn sai đội hình. Không thể trách người khác, có một ít chuyện vốn không sai, nhân từ cũng không sai, thế nhưng sẽ khiến cho bản thân hối hận. Lục Lâm Thiên nhìn Nam Thúc, nói tiếp. Nếu như ngày mai con bị giết trên Thiên Kiếm Môn, vậy cũng chỉ có thể trách thực lực của con không đủ. Trên thế giới này thực lực mới là tất cả. Con không phản đối việc nhân nghĩa, đạo đức, không có người nào không có phần nhân nghĩa trong người. Nếu như không có đạo đức thì chẳng khác gì là súc sinh, chỉ là nói tới hai chữ nhân nghĩa, ở thời điểm đặc biệt, với người đặc biệt thì mới có tác dụng. Còn không tất cả đều phải nhìn vào thực lực của bản thân. Lâm Thiên, ta biết ngươi làm sẽ có chừng mực, thế nhưng mà lúc này trong lòng ngươi có thống hận, thù của Đông Vô Mệnh nhất định phải báo, thù của Phi Linh Môn cũng không thể không lấy. Thế nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng phải bảo trì tỉnh táo, bằng không về sau sẽ có ảnh hưởng. Dùng tiềm lực của ngươi bây giờ, ngày sau chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao mà chưa từng có người nào trên đại lục đặt chân tới. Nam Thúc nghiêm mặt nói với Lục Lâm Thiên. Nghĩa phụ, con biết rồi. Lục Lâm Thiên chậm rãi gật đầu, ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ hắn hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng không lo lắng ngươi mà lo lắng cả Thiên Địa Minh. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên nói tiếp. Thực lực mà ngươi biểu hiện ra ngày hôm nay Thiên Kiếm Môn sẽ có phòng bị. Thiên Địa Minh cũng sẽ có phòng bị, trong lòng ngươi còn quyết định như vậy hay không? Đương nhiên bọn họ sẽ có sắp xếp và đề phòng, nếu như con là bọn họ cũng sẽ có sắp xếp của riêng mình. Có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vây khốn con, hoặc là vây khốn chúng ta. Dùng tất cả lực lượng đánh chết con, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Lục Lâm Thiên nhìn nghĩa phụ Nam Thúc nói. Vậy ngươi có ý định nào khác không? Nam Thúc ngẩng đầu, ánh mắt biến ảo, hỏi Lục Lâm Thiên. Không có. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hàn ý trong mắt bắn ra, nói. Con không có thời gian chơi đùa với bọn họ, ngày mai con muốn giải quyết tất cả, thực lực mới là vương đạo. Bất luận mọi sắp xếp gì trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng. Nếu như bọn họ có sắp xếp, tập trung tất cả lực lượng đối phó với chúng ta, đây còn là hy vọng của con đỡ phải phiền phức đi tìm từng người một. Tu vi của ngươi ta hiểu rõ, thế nhưng thực lực cụ thể của ngươi tới cấp độ gì ta cũng không biết. Bất quá ta thăm dò được trong ba sơn môn Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các đều có cường giả khiến cho người ta kiêng kỵ, cũng không dưới Hung Hồn Linh Đế, thậm chí so với Hung Hồn Linh Đế còn mạnh hơn không ít. Đặc biệt là Thiên Kiếm Môn, nghe nói còn có cường giả đỉnh cấp. Cụ thể tới mức nào, không có ai có thể suy đoán ra, chỉ có thể biết rõ sự tồn tại của bọn họ. Cho dù hoàng tộc chỉ sợ cũng phải bận tâm. Nam Thúc nói. Bất kể như thế nào nợ máu phải trả bằng máu. Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nói, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý không có một chút dao động nào. Thứ ta có thể làm là thương nghị cùng với Vân Thủy Đế Tiên và Đông Cung Huyên, ngày mai tất cả các sơn môn của Đế Đạo Minh cũng có chuẩn bị, cũng đã thông báo cho lão hữu ta biết. Hy vọng tới lúc đó hắn có thể tới kịp, để phòng tình huống khác xảy ra. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ, đa tạ. Biết được nghĩa phụ đã âm thầm sắp xếp, trong lòng đang bi thương của Lục Lâm Thiên không khỏi ấm áp, không nói nhiều lời, chỉ hơi gật đầu, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập cảm kích. Giữa phụ tử chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Nam Thúc tiến lên,
hai tay đặt lên hai vai của Lục Lâm Thiên, đôi mắt đen nhánh mà mênh mông nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên nói. Bây giờ ngươi không chỉ có một mình, có tất cả mọi người, còn có ta. Có sư phụ ngươi, còn có Tâm Đồng và Dương Quá, còn có Cực Lạc Tam Quỷ, cùng với cả Phi Linh Môn, thậm chí là Lục Gia. Nam Thúc ngừng một lát, rồi lại nói tiếp. Ngươi có mọi người ở bên cạnh, ngươi không chỉ có một mình, cho nên ngươi cũng cần phải gánh vác trách nhiệm. Bờ vai của ngươi phải gánh chịu một phần trách nhiệm này. Có ngươi ở đây, tất cả đều có hy vọng, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Sự thật chính là như vậy, cho nên bờ vai của ngươi đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn. Dứt lời, Nam Thúc vỗ nhẹ nhẹ hai vai Lục Lâm Thiên, lại chắp tay đứng im. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, trong lúc bất chi bất giác hắn đã đi tới ngày hôm nay. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trên đôi vai của hắn đã ngày càng nặng, đây là trách nhiệm, loại trách nhiệm này hắn phải gánh vác. Nghĩa phụ, con hiểu rồi. Mãi một lúc lâu sau, Lục Lâm Thiên mới ngẩng đầu nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc rồi nói. Ha ha, ta tin con, ta không nhìn lầm người. Ánh mắt của ta cùng lắm chỉ sai một lần mà thôi. Nam Thúc cười ha hả, thủ ấn biến hóa, trong đôi tay có lưu quang lóe lên, trên mặt lần nữa xuất hiện chiếc mặt nạ kỳ dị kia, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không khỏi rung động. Nghĩa phụ, người định làm gì? Lục Lâm Thiên nhìn Nam Thúc, ánh mắt ngạc nhiên, không biết nghĩa phụ làm vậy là có ý gì. Ban đầu ở Độc Cô gia tộc nghĩa phụ từng nói qua, nghĩa phụ không muốn có quan hệ với Độc Cô gia tộc, cho nên cái khuôn mặt này cũng không lộ ra. Nhìn vào Nam Thúc, mày kiếm, sống mũi cao thẳng, thân thể cao ngất, tràn ngập vẻ cao quý và cuồng ngạo, một cỗ khí thế bá đạo lan tràn ra, hắn nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ta cũng đã suy nghĩ qua, ta chính là ta, vẫn là Độc Cô Ngạo Nam. Bất kể là Thiên Linh Đan Tôn trước kia hay là Linh Vũ Đại Đế hiện tại, ta cũng không có cách nào thay đổi, cho nên không cần thay đổi. Bất kể là ai, ta vẫn là ta, ngày mai phụ tử chúng ta đứng cùng một chỗ, tới chiếu cố đám người Thiên Kiếm Môn kia. Vâng, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu nói. Con đã chính thức vượt qua lão già như chúng ta. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, chắp tay đứng trên ngọn núi, sau lưng là ánh chiều tà đỏ như máu, gió đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổi. Trường bào tung bay, miệng nói. Có con đã đủ để ta tự hào, con cũng nên khôi phục một chút. Sám sớm ngày mai tới Thiên Kiếm Môn. Nam Thúc dứt lời, thân ảnh lóe lên đã biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, nhìn biển mây dưới ánh trời chiều như máu, gió chiều nhẹ nhẹ thổi, trong không trung tràn ngập khí tức huyết sát, mùi máu tươi nồng đậm hội tụ khiến cho lòng người rung động. Khẽ nhíu mày, trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Một đạo kim quang lướt ra, đại hồn anh xuất hiện bên người, thân ảnh lóe lên, khí tức huyết sát trong không gian khiến cho đại hồn anh mừng rỡ. Siêu! Thân ảnh đại hồn anh lóe lên, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua không gian, tiếp đó trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường có mùi máu tươi nồng nặc nhất. Đại hồn anh xuất hiện, huyết sát chi khí vô hình chung quanh dường như chưa tiêu tán đột nhiên bị dẫn dắt, hội tụ về phía đại hồn anh. Siêu siêu! Trong nháy mắt! Khí tức huyết sát ngày càng hội tụ nhiều hơn, khí tức huyết sát nồng đậm giống như sương mù màu đỏ nhạt bao phủ trên không trung, lăng không kéo tới. Trong nháy mắt tràn ngập sát khí, ngày càng có nhiều huyết sát chi khí ngưng tụ, không trung bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ tất cả huyết sát chi khí lúc này đều đang hội tụ về phía đại hồn anh. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Khóe miệng đại hồn anh nhếch lên, mỉm cười nói, trong mắt hiện lên quang mang thâm thúy, một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể lan tràn ra. Sát khí trên người cùng với huyết sát chi khí trên không trung va chạm, sát khí ngập trời tuôn ra khiến cho cả không gian run lên. Tiếp đó đại hồn anh ngồi xuống một tảng đá trên đỉnh núi bị nghiền nát, bắt đầu thỏa thích hấp thu huyết sát chi khí, toàn thân được khí tức huyết sát bao phủ. Màn đêm dần dần phủ xuống, tựa như sương mù màu đen bao phủ không gian. Nhìn qua đại hồn anh đang bị khí tức huyết sát ngập trời bao phủ, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Loại khí tức huyết sát này chính là thuốc bổ đối với đại hồn anh, sau khi thôn phệ, đối với đại hồn anh có không ít chỗ tốt. Tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất trên ngọn núi. Màn đêm buông xuống, giống như một tấm lưới lớn màu xám, lén lút buông sống, bao phủ khắp không trung. Trên một ngọn núi, lúc này đã là đầu mùa đông, chung quanh ngọn núi là một mảnh tiêu điều, mà ngọn núi này vẫn xanh biếc một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước ngọn núi này,
ánh mắt có chút kinh ngạc, tiếp đó lập tức tiến vào trong một sơn động ẩn giấu. Bên cạnh sơn động này rõ ràng có cấm chế cực kỳ lợi hại, thế nhưng lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, giống như bị một cường giả cưỡng ép phá bỏ. Một lát sau, trong một không gian cực lớn ở trong sơn động, đỉnh động đều là thạch nhũ màu trắng, bốn phía là thạch bích dày đặc, loại thạch bích này cũng không tầm thường, sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc, thậm chí là ẩn chứa năng lượng nồng đậm, là năng lượng có thể tăng cường linh hồn. Mà trong thạch động giống như mỹ ngọc này này có một thạch bích ướt át, giống như ngâm nước lâu ngày. Thạch bích này cũng không phải bằng phẳng, bóng loáng, mà là lồi lõm mất trật tự. Nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy một đồ án hình thú dữ tợn đang xoay quanh trong thạch động này, đồ án này giống như rồng mà không phải là rồng, giống như sói mà không phải là sói, cái đầu dữ tợn chính là vô số thạch nhũ ở trên đỉnh động. Tí tách, tiếng nước chảy vang lên, Lục Lâm Thiên nhìn lên trên, lúc này trong cái miệng của đồ án hình thú dữ tợn kia có một giọt linh dịch chảy xuống. Đang rơi vào trong một linh đỉnh này cũng được chế tạo từ một hòn đá giống như mỹ ngọc, lớn chừng cái chậu rửa mặt. Lúc này bên trong có linh dịch truyền ra chấn động nhàn nhạt, một cỗ năng lượng nồng đậm tới mức tận cùng lan tràn ra. Khí tức nồng đậm tràn ngập, một cỗ khí tức thần dị tới mức tận cùng khuếch tán. Cỗ khí tức này vô cùng nồng đậm, thế nhưng lại cực kỳ ôn hòa, khí tức nồng đậm kia mơ hồ có thể câu dẫn ra bản năng ăn uống của người ta vậy. Khiến cho người ta không nhịn được mà nuốt linh dịch bên trong linh đỉnh này vào trong bụng. Dưới cỗ khí tức năng lượng này khiến cho Lục Lâm Thiên thoải mái không nói nên lời, khí tức này khiến cho linh hồn trong đầu hắn thư thái, đối với linh hồn có chỗ tốt không nói nên lời. Hồn linh thần dịch. Lục Lâm Thiên nhìn qua linh dịch đang chấn động ở trong linh đỉnh, khí tức nồng đậm ở bên trong tràn ngập ra khiến cho người ta thoải mái không nói nên lời. Chỉ cần hít vào cũng khiến cho linh hồn khoan khái dễ chịu, mà loại khí tức quen thuộc này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì. Đây chính là bảo vật hồn linh thần dịch của Vạn Thú Tông, lúc trước khi kết bạn với Lam Linh trong Sơn Mạch Vũ Đô, trải qua một loạt hiểm cảnh hắn đã từng được phục dụng qua hồn linh thần dịch, thứ này đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn. Hồn linh thần dịch, Lục Lâm Thiên biết rõ công pháp khống thú của Vạn Thú Tông cần linh hồn lực cường đại duy trì, hồn linh thần dịch này chính là bảo vật của Vạn Thú Tông, để cho đệ tử thân truyền trong tông tăng cường linh hồn lực. Bởi vậy đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông linh hồn lực đều cực kỳ khổng lồ. Trong đám người có tu vi đồng cấp, linh hồn lực tuyệt đối khó có đối thủ. Về sau Lục Lâm Thiên còn được nghe nói qua, hồn linh thần dịch này cũng không phải thứ mà đệ tử thân truyền bình thường có được, nghe nói 100 năm cũng chỉ có một bình mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên phỏng đoán, số lượng hồn linh thần dịch trong linh đỉnh ước chừng 10 bình mà lúc trước hắn phục dụng. Vật này trong Vạn Thú Tông rất thưa thớt, đủ thấy được hồn linh thần dịch này chân quý không phải bình thường. Ánh mắt biến ảo. Lục Lâm Thiên móc ra một đống bình ngọc trong nhẫn chữ vật, thu hồi hồn linh thần dịch. Tí tách, lại là một giọt linh dịch từ trong đồ án hình thú dữ tợn kia nhỏ ra, nhẹ nhàng rơi vào trong linh đỉnh. Không để ý tới linh dịch đang nhỏ xuống, Lục Lâm Thiên nhìn qua đồ án hình thú dữ tợn, khẽ vui vẻ. Lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Trong thạch động này cũng có khí tức năng lượng nồng đậm, có thể khiến cho linh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong màn đêm, phía trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng, một vầng trăng sáng chiếu rọi sơn mạch liên miên, những ngọn núi cao ngất. Trong không gian tràn ngập cây cối xanh biếc, mặt đất như được phủ lên một tấm lụa mỏng, tựa như cả không gian bị khói bếp mù mịt bao phủ vậy. Trong một đình viện tinh xảo, hương hoa ngập tràn, cả đình viện bị bóng đêm bao phủ, trong đình viện có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại, người mặc một bộ váy dài màu xanh lục, mặc dù chỉ là bóng lưng thế nhưng cũng vô cùng mê người, toàn thân tản ra khí chất cao quý. Bích Hàm, nàng đang nghĩ tới Tiểu Long hay sao? Một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm thân ảnh xinh đẹp này vào trong ngực. Người này đúng là huyền hạo. Không, thiếp đang nghĩ tới Lâm Thiên và Tiểu Long, hôm nay hai đứa chúng nó đi diệt Vạn Thú Tông, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra có lẽ ngày mai hai đứa nó sẽ tới Thiên Kiếm Môn A. Long Bích Hàm quay đầu lại. Thân thể mềm mại động lòng người tựa vào trong lồng ngực huyền hạo, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Thuộc tính của Lâm Thiên Đại Thành, có lẽ cũng đã thành đế, Tiểu Long có lẽ cũng đã tới cửu giai. Huyền hạo nói, phụ thân nói thực lực của Thiên Kiếm Môn so với Vạn Thú Tông còn mạnh hơn nhiều. Long Bích Hàm nói, huyền hạo nói tiếp, thế nhưng việc này tứ đại thú hoàng tộc chúng ta không tiện nhúng tay vào.
lúc này cũng không tiện nhúng tay, vì chuyện sắp xảy ra, cơ hồ tất cả hoàng tộc đều đang âm thầm chuẩn bị, không thể bị ảnh hưởng. Mà cũng có lệnh cấm, hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Thiếp hiểu, chỉ là tiểu long. Long Bích Hàm còn chưa dứt lời, Huyền Hạo nói. Yên tâm đi, có lời nói kia, ta tin rằng Thanh Long hoàng tộc cũng không mặc kệ, lần trước ở Lục gia phụ thân cũng đã ra mặt. Tin rằng một khi tiểu long có chuyện, Huyền Vũ nhất tộc cũng sẽ không thể không để ý tới. Huống chi thực lực của tiểu long, có lẽ nàng cũng biết rõ. Một khi đặt chân tới cấp bậc cửu giai, không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngay cả chúng ta lúc này cũng không thể so sánh. Chàng đang an ủi thiếp sao? Kỳ thật trong lòng chàng cũng đang lo lắng cho tiểu long đúng không? Long Bích Hàm ngẩng đầu nhìn Huyền Hạo nói. Để cho nó tôi luyện nhiều một chút cũng tốt. Yên tâm đi, chờ nó làm xong việc này nó sẽ trở lại thăm chúng ta. Cho nên không cần phải quá lo lắng, chúng ta không cần tới đó. Đi cũng không thể hỗ trợ được gì, sẽ có người nhìn vào. Huyền Hạo mỉm cười nói. Bất quá hiện tại ta cũng muốn biết rốt cuộc Lâm Thiên và Tiểu Long có thể làm ra động tĩnh gì. Vạn Thú Tông bị diệt, quả thực ta muốn tận mắt đi nhìn xem thực lực hai đứa nó tới mức nào rồi. Dưới màn đêm, từng ngôi sao le lói, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng như máu. Trên không trung yên tĩnh, trong đám ngôi sao có một ngôi sao cực kỳ sáng ngời, dường như có thể tranh nhau tỏa sáng với vầng trăng cực lớn kia vậy. Trên một ngọn núi, đám người Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Hắc Vũ lẳng lặng nhìn lên vòng trời. Trăng đỏ như máu, phá quân lệch vị trí, đại hung a. Ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Ta nhớ rõ lúc trước trận chiến ở Thiên Môn Cốc cũng khiến cho phá quân lệch vị trí, cũng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn. Lần này sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sát phá quân chắp tay đứng, ở trong thiên địa tháp đạt được chỗ tốt cực lớn. Dùng thiên phú của bản thân hắn, cũng đã là vũ tôn cửu trọng. Thiên phú bực này nếu như không phải bị những yêu nghiệt trẻ tuổi có thiên phú khủng bố kia che mất, sợ rằng sẽ khiến cho đại lục khiếp sợ. Xem ra ngày mai sẽ không đơn giản, không biết ngày mai sẽ máu chảy thành sông như thế nào. Hàn Băng Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, mái tóc trắng khẽ tung bay, trong lúc vô hình có một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn. Mặc kệ như thế nào. Sợ rằng trận chiến ngày mai chính là trận chiến kinh khủng nhất trên đại lục này trong vạn năm qua, thậm chí còn là vài vạn năm. Mà chúng ta lại tự mình tham dự vào bên trong. Thánh Thủ Linh Đế đứng chắp tay, khí thế bá đạo trong mắt lan tràn ra chung quanh. Trên một ngọn núi cao ngất, có không ít thân ảnh đứng đó, đứng đầu là một thân ảnh mềm mại, tựa như tiên tử, đây chính là thánh nữ của thiên địa các Tử Yên. Tử Yên, dường như chúng ta tới hơi sớm. Bên cạnh Tử Yên là một thân ảnh màu lam, tuấn mỹ bất phàm, đương nhiên là Thánh Tử Lam Thập Tam. Trăng sáng như máu, phá quân lệch vị trí, ngày mai sợ rằng sẽ không bình thường. Tử Yên nhìn vầng trăng đỏ như máu trên cao, phá quân lệch vị trí, bầu trời bị ánh trăng nhàn nhạt đỏ như máu bao phủ, có sát khí vô hình lan tràn, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Hôm nay đã không bình thường, không ngờ Lục Lâm Thiên lại dương đông kích tây, diệt Vạn Thú Tông kia. Chúng ta cho dù bỏ sót một lần a, ngày mai ở Thiên Kiếm Môn không thể bỏ qua. Lam Thập Tam nói, Thiên Kiếm Môn cũng không tầm thường. Những sơn môn khác trong thiên địa minh như Lan Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các cùng các sơn môn khác sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ngày mai sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Tử Yên nhìn vầng trăng màu đỏ, tình huống của tất cả các sơn môn lớn nàng đều biết một ít, ngày mai sợ rằng tất cả các sơn môn lớn đều toàn lực ứng phó. Vân Dương Tông cùng với Thiên Vân Đảo cũng không tầm thường, huống chi Lục Lâm Thiên có thể đánh chết hung hồn linh đế, không dễ đối phó. Dường như hy vọng của Lam Thập Tam đối với Lục Lâm Thiên còn lớn hơn một chút. Dường như hy vọng của ngươi đối với hắn không nhỏ. Tử Yên liếc mắt nhìn Lam Thập Tam, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch, dưới bóng đêm này cũng không bị che khuất. Bởi vì Lục Lâm Thiên không đơn giản, ngay cả hư không bí cảnh hắn cũng có thể đi ra. Thuộc tính đại thành. Thành đế, còn có gì mà không thể làm được nữa? Lam Thập Tam nhún nhún vai, nhìn Tử Yên, ánh mắt lóe lên, miệng nở một nụ cười đủ để cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ động lòng, nói. Chẳng lẽ ngươi lại mất lòng tin với hắn sao? Đương nhiên là không, thiên địa minh và đế đạo minh sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Chỉ là ngày mai lại tới quá sớm. Tử Yên nhíu mày, nhìn vầng trăng sáng như máu nói.
tất cả chuyện này đều là vì thôi hồn độc tôn Đông Vô Mệnh kia, có lẽ phi kiếm tôn giả của Thiên Kiếm Môn không biết đánh chết Đông Vô Mệnh lại đưa tới hậu quả như vậy. Thiên Địa Minh không nên động vào nghịch lân của hắn. Trong vòng trời bao la, Phá Quân lệch vị trí, vầng trăng sáng như máu lơ lửng trên vòng trời, thiên địa lặng lẽ chấn động. Ngày mai tất cả sẽ có kết quả. Trên một ngọn núi, từng đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức biến mất không có một chút tiếng động nào. Trong Vạn Thú Tông, thời gian một đêm đảo mắt đã qua. Sáng sớm, bóng đêm vừa mới qua, phía đông có chút sáng lên. Phù! Trong Vạn Thú Tông, một cỗ khí tức kinh người cũng lập tức tỉnh lại, đó chính là khí tức sát phạt. Tí tách! Trong thạch động, trong miệng đồ án dị thú dữ tợn lại có một giọt linh dịch nhỏ xuống, tạo thành âm thanh thanh thúy trong linh đỉnh. Cùng lúc hai con mắt khép hờ của Lục Lâm Thiên mở ra, tinh quang màu vàng trong mắt lóe lên rồi biến mất, khí tức mênh mông từ từ thu liễm. Khanh khách! Một tiếng cười thanh thúy giống như chuông bạc truyền tới, âm thanh tựa như ma âm, có thể khiến cho linh hồn chấn động. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong miệng đồ án dị thú dữ tợn kia có tiếng cười như chuông bạch vang lên, một đạo quang mang huyết sắc lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh linh lung, xinh đẹp trong thạch thất. Trên người đạo thân ảnh này mặc một bộ cung trang đỏ như máu tươi đang lưu chuyển, bao phủ đường cong linh lung, hai mắt khép hờ, đang hít sâu khí tức năng lượng nồng đậm trong thạch động. Thân thể nhìn qua càng trước sau lồi lõm, thân thể kiều diễm, mị hoặc. Tư thái uyển chuyển mê người kia khiến cho người ta có cảm giác bị upsilon. Người này không phải là mẫu đơn thì còn có thể là ai? Không ngờ ở nơi này còn có linh mạch. Mẫu đơn hít sâu một hơi, thở một ngụm chọc khí từ đôi môi đỏ chót ra, trong đôi mắt màu đỏ động lòng người hiện lên sự vui vẻ. Linh khí hội tụ thành linh mạch khiến cho nàng nhận được không ít chỗ tốt. Đối với linh vật trời sinh mà nói, linh khí trong thiên địa chính là thuốc bổ tốt nhất. Xem ra ngươi nhận được chỗ tốt không ít, về sau ngươi có thể tới nơi này tu luyện thường xuyên. Lục Lâm Thiên đứng dậy rồi nói, ngày hôm qua mẫu đơn tìm thấy linh mạch này trong Vạn Thú Tông đầu tiên. Ngọn núi này có lẽ đã bị hung hồn linh đế kia bố trí cấm chế. Đế giả cũng khó có thể tìm được, mà mẫu đơn là linh vật trời sinh dường như có cảm ứng với linh mạch, cho nên cấm chế này cũng không thể ngăn cản được nàng. Nếu không phải hôm nay ta phải theo ngươi đi tới Thiên Kiếm Môn gì đó. Quả thực ta muốn ở trong linh mạch này tu luyện một đoạn thời gian ngắn. Nhất định sẽ tiến bộ không ít, trong này tu luyện một ngày, tương đương với tu luyện trong hư không bí cảnh 10 năm. Linh khí thiên địa đối với linh vật trời sinh chúng ta mà nói là năng lượng tu luyện tuyệt hảo.